bộ phim mới nhất của Triệu Lộ Tư đã được lên sóng. Thần Ẩn kể về cuộc hành trình đi tìm kiếm tiên nguyên của Phượng Hoàng Lửa Phượng Ẩn, nhờ mục đích giúp Phượng Ẩn lấy lại quyền năng và bảo vệ hòa bình cho nhân gian. Các bạn hãy cùng check review thưởng thức bộ phim này nhé. Mở đầu phim với sự xuất hiện của nữ chính Tiểu Âm, cô nàng đang đi trên con đường lịch kiếp đầy gian nan của mình. Trước mắt đã trải qua 20 mấy lần rồi mà vẫn chưa kết thúc. Tại đây Tiểu Âm đã nhìn thấy một vị tiên quân khí phách bất phàm, nhưng trông vẻ mặt anh ta vô cùng buồn bã, hỏi ra mới biết, ngàn năm về trước, nữ tiên quân mà hắn thích đã yêu hồ vương của yêu tộc, sau đó còn giúp hồ vương phá hủy linh sơn của tiên giới, làm xảy ra đại chiến tiên và yêu. Lúc đó hắn đã tự tay đánh nữ tiên quân mà mình yêu tiêu tan nguyên thần, từ đó năm nào hắn cũng đến đây trông ngóng, với mục đích tìm kiếm nguyên thần của nữ tiên quân mà mình yêu. Nghe vậy Tiểu Âm rất bức xúc, còn bảo nếu mình là nữ tiên quân đó, cô sẽ đời đời kiếp kiếp không gặp lại anh ta. Trước khi rời đi Tiểu Âm còn hỏi tên của nữ tiên quân vừa được kể, Tu Ngôn bảo rằng cô gái đó tên là Tiểu Âm, sau đó liền đánh nữ chính rơi xuống con đường lịch kiếp. Đúng lúc này vị tiên quân kia đã xuất hiện, anh hỏi Tu Ngôn người vừa rồi có phải là Tiểu Âm hay không. Tu Ngôn thản nhiên nói trên đời này làm gì còn Tiểu Âm nữa, tốt nhất là thần quân hãy quên cô ấy đi. Nguyên Khởi nghe được điều này thì rất đau lòng, anh chắc chắn mình sẽ sớm gặp lại Tiểu Âm mà thôi. Câu chuyện quay trở về ngàn năm về trước, tại đảo Ngô Đồng ở tiên giới, Phượng Nguyên Thiên Đế đã phát hiện, sau khi thai nghén suốt 100 năm, cuối cùng con Phượng Hoàng Lửa thứ hai cũng sắp giáng thế rồi. Đây là tin vui chấn động tam giới, Thiên Đế muốn tổ chức đại tiệc để chúc mừng, và ngay sau đó liền gửi đi thiệp mời khách. Người đầu tiên nhận được là trưởng giáo núi Đại Trạch, Đông Hoa Thượng Tiên. Từ khi tổ thần khai thiên lập địa, Phượng Hoàng Lửa luôn là một con chết đi, thì mới có một con được sinh ra. Đây là lần đầu tiên Phượng Hoàng đương nhiệm vẫn còn, mà Phượng Hoàng Lửa thứ hai đã được sinh ra. Đây đúng thật là tin vui của cả tam giới. Đông Hoa Thượng Tiên đã chuẩn bị quà mừng, và ông muốn tiểu đồ đệ của mình đi tham gia đại tiệc này. Thế nhưng giờ đây cậu ấy đang ở Túy Tiên Lâu, Cổ Tấn là một con sâu rượu. Anh chàng không ngần ngại lấy 200 năm linh lực của mình để đổi lấy một bình rượu Văn Tiên. Đúng lúc này Thanh Vân đã chạy đến, ông ấy được lệnh phải mang tiểu sư thúc của mình trở về. Đến khi mang về được rồi thì Cổ Tấn đã say đến bất tỉnh. Đông Hoa Thượng Tiên dường như rất thương tiểu đồ đệ này của mình. Dù Cổ Tấn có gây họa như thế nào thì ông cũng chỉ búng chán anh một cái. Lát sau Cổ Tấn đã được vác lên xe ngựa để đi đến tham dự đại tiệc. Lý do mà anh chàng được ưu ái như thế là vì anh mang dòng máu của chân thần. 200 năm trước khi kiếp nạn diệt thế giáng xuống, cha của Cổ Tấn là Thượng Thần Đế Quyến, ông đã hy sinh tính mạng để ngăn chặn kiếp nạn này. Mẹ của anh là Thượng Thần Nghi Hợp, vì quá đau lòng nên bà ấy đã đóng cửa thần giới, một lòng tìm cách cứu sống phu quân của mình. Còn Cổ Tấn vì phải chịu cú sốc này mà mất hết thần lực. Nghi Hợp thấy con trai như thế nên đã đưa cậu ấy xuống hạ giới để rèn luyện. Người đời chỉ biết con trai của hai vị thần tên là Nguyên Khởi, họ không hề biết cậu ấy đã đổi tên thành Cổ Tấn và đang sống tại núi Đại Trạch này. Phượng Hoàng Lửa vốn là linh thú của chân thần, nó có quan hệ sâu xa với Cổ Tấn, thế nên Đông Hoa mới để anh ấy đến tham dự đại tiệc của Phượng Hoàng Lửa. Trên quãng đường đến đó ba người đã trò chuyện rất nhiều thứ. Trong cuộc đối thoại này chúng ta đã được biết, trong Cửu Châu Bát Hoang thì Thượng Thần là có địa vị cao nhất, nhưng đã từ rất lâu rồi chưa ai có thể phi thăng thành Thượng Thần. Đối với chúng sinh tam giới, cha và mẹ của Cổ Tấn là sự tồn tại rất vĩ đại. Tại buổi tiệc ở đảo Ngô Đồng đang rất náo nhiệt, vì ham vui nên Phượng Ẩn đã ra ngoài trước thời hạn. Cô nàng chính là con Phượng Hoàng Lửa sắp giáng thế kia. Phượng Ẩn đã biến thành một con chim nhỏ bay vào buổi tiệc. Tại đây Hồ Vương Hồng Nhược của yêu tộc cũng đến tham dự. Bà ấy là bạn tốt lâu năm của Thiên Đế Phượng Uyên. Năm xưa Phượng Uyên từng có một lời hứa với Hồng Nhược rằng sẽ cho bà ấy chọn bất kỳ ai trong Phượng tộc làm cháu dâu. Thế nên lần này Hồng Nhược đến đây là để đưa xính lễ. Bà ấy muốn hỏi cưới Phượng Ẩn cho cháu trai Hồng Dịch của mình. Việc này các vị khách còn lại cực kỳ phản đối. Phượng Hoàng Lửa là vua của Phượng tộc, sao có thể kết hôn với yêu tộc cơ chứ? Nghe vậy Hồng Dịch cũng không thèm. Anh thà cưới nữ tử yêu tộc còn tốt hơn có qua lại với tiên giới. Nói rồi Hồng Dịch liền quay đầu ra về. Anh vốn không muốn đến đây, nhưng chỉ vì trước đó bị cô của mình dụ đến mà thôi. Dường như Hồng Dịch rất ghét người của tiên giới. Lát sau Cổ Tấn cũng có mặt tại nơi này. Tiếp đó Khổng Tước Vương và con gái cũng đến tham dự. Cô nàng này là công chúa Khổng Tước Hoa Thù, người được mệnh danh là tuyệt thế mỹ nhân của tộc Khổng Tước. Nhưng đối với tộc Phượng Hoàng thì Khổng Tước cũng chỉ là con gà lôi mà thôi. Đợi đến khi Phượng Ẩn giáng thế thì cô ta chả là gì cả. Đúng lúc này Thiên Đế đã nhìn thấy cô nàng, bà liền ra bên ngoài gặp mặt Phượng Ẩn, không chịu ở yên trong vỏ mà lại ra ngoài chạy lung tung khắp nơi. Sau khi trách mắng vài câu bà cũng bỏ qua, dù gì Phượng Ẩn vẫn còn nhỏ nên chuyện tò mò là không thể tránh khỏi. Cùng lúc này ở Cửu Uyên Sát Ngục, nơi mà ma tộc Thượng Cổ Thanh Lâm bị hai tộc Tiên và Yêu phong ấn, ghi nhớ mối hận thù này, Thanh Lâm đã lệnh cho thuộc hạ của mình là Trước Ảnh lẻn vào đảo Ngô Đồng cướp đi Ngọc Hỏa Hoàng và giết chết Phượng Ẩn trước khi cô ấy giáng thế. Quay lại với buổi tiệc, đang đi dạo vô tình Cổ Tấn đã nghe được có người đang nói xấu cha mẹ mình. Những lời miệt thị đó làm Cổ Tấn tức giận, anh liền lao ra ngoài cho tên đó một phát. Linh Phong cũng không để yên, hắn liền trả lại cho Cổ Tấn một đạp, sau đó còn dùng pháp lực trói buộc anh chàng với mục đích xóa đi một phần ký ức của Cổ Tấn.
để anh không mang chuyện xấu mà hắn nói truyền ra bên ngoài. Vốn dĩ pháp thuật cao cấp như xóa ký ức linh phong không hề làm được, nếu cưỡng chế thực hiện thì Cổ Tấn sẽ bị tổn thương nguyên thần. Dù vậy tên xấu xa này cũng không quan tâm, ở sau bức màn phượng ẩn đã nhìn thấy tất cả. Để ngăn Linh Phong làm chuyện xấu, cô nàng đã ra tay giúp đỡ. Với pháp lực của Phượng Hoàng, tên này không có sức phản kháng. Nhìn qua hắn đã thấy chiếc váy đỏ của Phượng Ẩn, tưởng đây là công chúa hoa thủ nên hắn liền xin tha, còn hứa rằng mình sẽ không làm hại Cổ Tấn nữa. Thấy vậy Phượng Ẩn đã dừng tay và rời đi. Một màn này hoa thủ từ xa cũng nhìn thấy tất cả. Vì hai người đều mặc váy đỏ nên họ đã tưởng nhầm Phượng Ẩn là hoa thủ. Sau khi được cứu giúp, Cổ Tấn chạy đi tìm ân nhân thì đã chạm mặt hoa thủ. Cô ta thừa biết anh chẳng nhận nhầm người, thế nhưng vẫn tự nhận mình đã cứu anh. Sau đó còn đưa cho anh một chiếc khăn tay để lau mặt. Hành động này khiến anh chàng rung động. Cổ Tấn hứa rằng mình sẽ trả ơn hoa thủ. Cô muốn gì thì cứ nói với anh. Nghe vậy cô ta cũng không khách khí, liền nói rằng mình muốn xem ngọc hỏa hoàng của chân thần. Hiện tại nó đang ở trên người của Phượng Ẩn. Đó là món báu vật năm xưa thượng thần nghi hợp đã ban cho tộc Phượng Hoàng. Để lấy được nó, Cổ Tấn đã đến nơi thai nghén của Thượng Ẩn. Tại đây có một kết giới người ngoài không thể vào được. Trước đó Trước Ảnh cũng muốn xông vào nơi này nhưng không được. Hắn thấy Cổ Tấn đến đây nên liền trốn vào một góc, mà khi này từ vết thương của anh đã rơi ra một giọt máu. Thứ này liền phá vỡ kết giới và hút Cổ Tấn vào trong. Thấy thế Trước Ảnh cũng muốn vào theo nhưng lại không được. Tại đây Ngọc Hỏa Hoàng đã có cảm ứng với Cổ Tấn. Nó chuyển hết linh lực vào người anh và tạo ra một vụ nổ. Nhìn thấy chấn động đó nên Thiên Đế liền cùng mọi người đến đây. Đến nơi thì thấy Phượng Ẩn đã biến mất. Vụ nổ vừa rồi đã khiến tiên nguyên của Phượng Ẩn tiêu tan. Đây chẳng khác nào Cổ Tấn đã vô tình hại chết Phượng Ẩn. Vì bao che cho hoa thủ nên anh không nói ra lý do mình đến đây. Cổ Tấn quỳ xuống nhận hết mọi tội lỗi về mình. Thế nhưng Thiên Đế làm sao có thể ra tay với anh được. Bà ấy là một trong số ít người biết được thân phận của anh. Đúng lúc này Đông Hoa Thượng Tiên đã có mặt. Ông đến đây để cứu giúp tiểu đồ đệ của mình. Đông Hoa lấy ra thần khí Thượng Cổ Tháp Trấn Hồn. Thứ này có thể bảo quản cơ thể cho Phượng Ẩn, và đồng thời có chút ít cơ hội triệu hồi tiên nguyên của Phượng Ẩn trở về. Nếu tiên nguyên đó quay về được thì còn có thể nhận được vạn năm tu vi. Cứ thế Thiên Đế đã chấp nhận việc này, tạm thời Cổ Tấn sẽ không bị trừng phạt. Thế nhưng khả năng tiên nguyên quay trở về là rất nhỏ. Để đảm bảo điều đó thành công, Cổ Tấn đã đi đến cầu sinh Đá Vấn Thiên. Trước đó anh phải chịu được 9 nhát lôi phạt của nơi này. Ai muốn cầu sinh Đá Vấn Thiên đều phải trả cái giá rất đắt. Tại đây Đá Vấn Thiên đã nhìn ra thân phận của Cổ Tấn. Nó khuyên anh hà tất phải khổ như thế. Con Phượng Hoàng lửa thứ hai được sinh ra vốn đã trái ý trời. Giờ đây muốn hồi sinh nó càng là đi ngược lại với thiên đạo. Dù thế Cổ Tấn cũng không quan tâm. Anh nguyện trả bất cứ giá nào để thiên nguyên của Phượng Ẩn quay trở về. Thấy thế Đá Vấn Thiên đã ban cho anh một kiếp nạn. Trải qua được nó thì Phượng Ẩn sẽ có thể hồi sinh. Chuyện Cổ Tấn đến cầu sinh Đá Vấn Thiên đã được hai người này biết được. Năm xưa Đá Vấn Thiên được tổ thần tạo ra. Lời nguyền mà nó ban tặng không thể nào phá được. Chỉ có thể để Cổ Tấn tự mình trải qua nó mà thôi. Trong cuộc trò chuyện Thiên Đế có nhắc đến thần phóng. Giờ đây bà phải bế quan để hồi sinh người này, vị trí Thiên Đế tạm thời sẽ do người dưới trứng bà đảm nhiệm. Cùng lúc đó, một đạo tiên nguyên của Phượng Ẩn đã bay vào một quả trứng. 10 năm sau tại núi Đại Trạch, những năm này Cổ Tấn luôn bị giam lỏng ở cấm cốc, hôm nay Thanh Y đến đưa cho anh một bình túy ngọc lộ, tuy nó không bằng rượu văn tiên nhưng lại rất dồi dào linh lực, ngày ngày bị cấm túc ở đây làm Cổ Tấn rất buồn chán. Anh có gửi thư đến cho hoa thủ nhưng không nhận được hồi âm, từ cái lần gặp gỡ đó Cổ Tấn vẫn nhớ mãi không quên. Đúng lúc này bình túy ngọc lộ của anh đã rơi xuống dòng suối, chạy đến vớt nó lên thì lại phát hiện một quả trứng ngưng thủy. Chủng tộc này là linh dược bổ nhất cửu châu bát hoang, thế nhưng nó đã tuyệt chủng từ 7 vạn năm trước rồi, không ngờ lại còn có một quả trứng nằm ở cấm cốc này. Cổ Tấn dự định sẽ nuôi dưỡng thứ này tặng cho Phượng Ẩn để cô ấy mau tỉnh lại, nhưng anh chàng không biết làm sao ấp nở nó cả, thế là chỉ đành dùng cách truyền thống thôi. Cứ thế ngày ngày Cổ Tấn và quả trứng luôn bên nhau, anh kể về mọi thứ trên đời cho quả trứng nghe, đến cả lúc tắm cũng mang nó theo tắm cùng. Nhưng dù vậy đã rất lâu rồi mà vẫn không chịu nở. Hết cách Cổ Tấn muốn hầm luôn quả trứng này. Đến khi Phượng Ẩn tỉnh lại thì sẽ có canh hầm để uống rồi. Rất may là ngay tối đó thú ngưng thủy đã nở, nếu không là thành món canh hầm rồi. Vừa ra ngoài nó đã tìm đến một quả trứng khác. Đúng lúc này một con yêu vật đã xuất hiện đuổi theo thú ngưng thủy. Vào thời khắc nguy hiểm Cổ Tấn đã có mặt kịp thời. Trở về anh chàng đã giáo huấn cho thú ngưng thủy một trận. Vừa mở linh trí đã chạy lung tung khắp nơi rồi. Nghe vậy thú ngưng thủy đã giả vờ khóc lóc. Cổ Tấn cũng không thể mắng nữa. Anh đã đặt tên cho thú ngưng thủy là Tiểu Âm. Vì nó quá quậy phá nên Cổ Tấn chỉ có thể nhốt nó vào lồng. Tối đó khi anh đã đi ngủ, Tiểu Âm đã tìm cách trốn ra ngoài nhưng lại bị kết giới ngăn cản. Quá tức nó đã làm đổ bình rượu của Cổ Tấn. Thừa biết anh rất mê thứ này nên Tiểu Âm đã uống sạch để trả đũa. Thứ này chứa rất nhiều linh lực nên đã giúp Tiểu Âm hóa hình. Vì vẫn còn say khước nên cô nàng đã tiến đến giường của Cổ Tấn. Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, thấy có người lạ trước mặt mình nên anh tống cho cô nàng một đạp. Đến khi nhìn thấy chiếc chuông trên tay cô thì anh nhớ nhận ra đây là Tiểu Âm. Chưa hiểu tại sao cô lại hóa hình sớm như thế, thì cô nàng đã lao đến cắn cho Cổ Tấn một phát. Lát sau khi đi tìm y phục cho Tiểu Âm, trở về thì thấy trong nhà đã có một nồi canh. Anh chàng tiến đến xem thì đã bị trói lại.
Hóa ra Tiểu Âm chuẩn bị hầm canh cổ Tấn, để trả đũa việc anh từng hầm canh cô. Trước tiên là phải bỏ nguyên liệu vào trước đã, thế thì món canh này mới ngon được. Thấy bản thân gặp nguy hiểm nên cổ Tấn đã biến nồi canh thành đệm bông. Dù thế Tiểu Âm vẫn không dừng lại, cô nàng dùng các lá bùa để hành hạ anh chàng. Sau đó còn vô tình biến ra một con dao, không hiểu thứ này để làm gì. Tiểu Âm liền muốn xiên cho cổ Tấn một nhát. Ở bên này, Đông Hoa Thượng Tiên đã biết được sự hiện diện của Tiểu Âm, ông cũng biết cô nàng chính là kiếp nạn của cổ Tấn. Đúng lúc này cung chủ cung Thanh Trì đã đến đây, Hồng Trù cũng là người biết được thân phận của cổ Tấn. Bà ấy là người từ thần giới xuống đây, với nhiệm vụ bảo vệ cổ Tấn đến khi trưởng thành. Khi biết được Tiểu Âm chính là kiếp nạn của cổ Tấn, Hồng Trù liền muốn ra tay với cô ấy để diệt trừ mối họa này. Tuy nhiên Đông Hoa đã ngăn việc này lại, Tiểu Âm là kiếp nạn và cũng là cơ duyên của cổ Tấn. Làm hại đến cô ấy không hề có ích lợi gì cả. Đông Hoa muốn dùng cách của mình giúp cổ Tấn tránh khỏi kiếp nạn. Cùng lúc này đi ra ngoài, hai người lại chạm mặt con yêu vật hôm trước, không chỉ một mà có rất nhiều con lao đến. Thấy thế Tiểu Âm chỉ đành cởi trói cho cổ Tấn, nhưng không ngờ anh cũng chẳng làm gì được mà chỉ có thể bỏ chạy. Hai người chạy một hồi đã đến vách đá, trong lúc nguy hiểm Đông Hoa đã ra tay cứu giúp. Sau đó ông đã cưỡng ép lập ước chủ tớ cho Tiểu Âm và cổ Tấn. Có khế ước này Tiểu Âm không thể nào làm hại cổ Tấn được. Mỗi khi có ý nghĩ làm hại chủ nhân thì cô nàng sẽ bị trừng phạt. Thấy vậy Hồng Chủ đã yên tâm mà rời đi. Còn ở bên này, khi biết được Tiểu Âm không thể làm hại mình thì cổ Tấn liền lên mặt. Từ ngày hôm đó, dù Tiểu Âm có cố thế nào cũng không làm gì được anh chàng. Cô nàng rất bất lực vì chuyện này. Không những thế hai người còn không thể tách rời nhau được, phải luôn trong phạm vi nhất định và buộc phải nghe lời cổ Tấn. Lát sau hai người đã đến diện kiến Đông Hoa Thượng Tiên. Vừa gặp Tiểu Âm liền oán trách. Hóa ra là tên giả dâu ria này đã lập khế ước cho cô và cổ Tấn. Ỷ bản thân mình có tiên lực cao cường liền muốn bắt nạt người ta sao? Nghe vậy Đông Hoa liền giải thích, khế ước này chính là một cơ duyên, nó tốt cho cả Tiểu Âm và cổ Tấn. Hiện tại Đông Hoa không thể giải trừ khế ước cho hai người được, đổi lại ông sẽ tặng cho Tiểu Âm một món quà lớn. Ngay lập tức Đông Hoa Thượng Tiên đã dùng pháp lực của mình tẩy tủy cho cô nàng. Việc này sẽ giúp con đường tu tiên của Tiểu Âm thuận lợi hơn rất nhiều. Xong việc Đông Hoa còn hứa, chỉ cần Tiểu Âm giúp cổ Tấn thu thập đủ tiên nguyên của Phượng Ẩn, thì lúc đó khế ước chủ tớ của hai người tự khắc sẽ được giải trừ. Hóa ra suốt 10 năm nay tiên nguyên của Phượng Ẩn vẫn chưa trở về. Đông Hoa tính toán ra được tiên nguyên đó đã giải rác khắp tam giới, giờ chỉ có cách đi thu thập từng cái mà thôi. Trước mắt ông còn biết có một mảnh tiên nguyên đang ở núi Đại Trạch này, thế nhưng cụ thể nó nằm ở nơi nào thì không tính ra được. Nghe vậy Tiểu Âm đã đồng ý điều kiện, cô sẽ giúp cổ Tấn đến khi tìm được tất cả tiên nguyên, để hai người có thể thuận lợi hơn trên hành trình của mình. Đông Hoa đã tặng cho cả hai bộ công pháp Kính Hoa Thủy Nguyệt, nó rất hợp cho hai người có khế ước chủ tớ tu luyện cùng nhau. Cứ thế ngay tối hôm đó Tiểu Âm đã muốn bắt tay vào tu luyện, nhưng với bản tính tham ăn lười làm của mình, cổ Tấn nhất quyết không tu luyện mà muốn đi ngủ trước. Thấy vậy Tiểu Âm chống đối kịch liệt, cô nàng còn dọa nếu cổ Tấn không tu luyện, thế thì cô sẽ mang chuyện anh tương tư hoa thủ đồn khắp núi Đại Trạch. Hóa ra khi còn là một quả trứng, Tiểu Âm đã có thể nghe được những gì cổ Tấn kể. Thấy vậy anh chàng chỉ đành thỏa hiệp mà thôi. Hai người lấy ra Kính Hoa Thủy Nguyệt bắt đầu tu luyện. Trước đó Đông Hoa nói đây là công pháp dành cho chủ tớ, nhưng nhìn thế nào cũng rất giống công pháp song tu. Được một lát thì hai người vào phòng đánh một giấc, Tiểu Âm không kiên rẻ gì mà thản nhiên đòi ngủ cùng giường với cổ Tấn. Dù sao trước đó anh cũng ôm cô ngủ suốt đó thôi, nhưng lúc đó Tiểu Âm chỉ là một quả trứng, bây giờ thì sao có thể như vậy được nữa. Dù thế tối đó hai người vẫn ngủ cùng nhau, tuy đã có ranh giới rõ ràng nhưng cũng không ngăn được cái nết ngủ của cô nàng. Qua hôm sau Tiểu Âm đã có một kế sách vĩ đại. Cô nàng dự định sẽ phục hưng chủng tộc của mình, để làm được điều đó thì phải sinh sôi nảy nở, đẻ thật nhiều con cháu thì mới có thể phục hưng tộc thú Ngưng Thủy. Việc trước mắt Tiểu Âm cần làm là tìm một tiên nữ, người có phẩm giá thanh cao, tướng mạo xuất chúng thì mới xứng đôi với cô được. Nghe vậy cổ Tấn liền cười nhạo, nha đầu ngốc như cô mà muốn tìm được người như thế thì chỉ có thể nằm mơ thôi. Những lời nói đó làm Tiểu Âm nhà ta rất khó chịu. Cùng lúc này ở cửa sinh tử tại Tam Trùng Thiên của yêu giới, Hồng Dịch đang dùng mọi cách để xông vào nơi này. Dù anh rất mạnh nhưng vẫn chưa thể là đối thủ của hai hộ pháp. Ngay lúc đó Hồng Nhược đã ra tay cứu cháu trai mình. Dù thế anh ta vẫn không chịu nghe lời, một hai đòi xông vào Tam Trùng Thiên. Hồng Dịch không thích cô của mình, vì anh cho rằng vì Hồng Nhược mà cha mẹ anh chết thảm. Ở một bên này trước ảnh vẫn luôn theo dõi động tĩnh của hai người. Quay lại với Tiểu Âm dễ thương, lúc này cô nàng đang đến thăm muội mình là Tiểu Vũ. Nhìn thấy Tiểu Âm đang ôm một quả trứng khác nên cổ Tấn liền muốn xem. Vô tình sao đã làm nó lăn đi và rơi vào một mộ kiếm. Nhận thấy có nguy hiểm nên cổ Tấn đã tự mình xông vào nhặt quả trứng. Trong lúc bất cần anh đã bị thương và rơi xuống một giọt máu. Ngay lập tức mộ kiếm đã lộ ra hình dáng vốn có của nó. Tại đây hai anh chị đã nhìn thấy một thanh kiếm siêu to khổng lồ. Vừa nhìn cổ Tấn đã nhìn ra đây chẳng phải là kiếm cổ đế của mẫu thân đây sao? Năm xưa nó rơi xuống tam giới và ngưng tụ thành kiếm linh hỗn độn. Hóa ra đây là lý do thượng thần nghi hợp muốn cổ Tấn đến núi Đại Trạch tu luyện. Bà ấy dự định để con trai sở hữu thanh thần kiếm này. Biết được âm mưu đó anh chàng liền chạy đi.
Thế nhưng Kiếm Linh đã hút Cổ Tấn lại và nhận anh làm chủ. Nam chính không hề muốn có thứ sức mạnh này, lỡ như không may phi thăng thành thần thì phải làm sao? Nghe được lời này, Tiểu Âm cười không nhặt được mồm. Một tên lười biếng như anh mà còn suy diễn mình có thể thành thần nữa cơ đấy. Có một lý do nào đó nên Cổ Tấn thật sự không muốn trở thành thần. Lúc này anh đã thử triệu hồi ra Thanh Thần Kiếm, từ một thanh kiếm siêu to khổng lồ đầy khí phách, vào tay Cổ Tấn lại thành một con dao gọt trái cây. Nhìn thấy chuyện này lại làm Tiểu Âm phải cười rồi. Thì ra thanh kiếm biến hóa dựa theo linh lực của chủ nhân, đợi đến khi Cổ Tấn mạnh lên rồi thì nó sẽ dài ra thôi. Anh chàng đã đặt tên cho Thanh Thần Kiếm này là Nguyên Thần. Lát sau lại có chuyện bất ngờ xảy ra, mộ kiếm sụp đổ liền lộ ra một cây ngô đồng. Vừa nhìn thấy nó, Tiểu Âm đã cảm nhận được bên trong có thứ gì đó, hóa ra một mảnh tiên nguyên của Phượng Ẩn đang nằm ở đây. Thế là hai người đã thành công lấy được một mảnh đầu tiên. Cùng lúc đó, Đông Hoa sắp phi thăng thành thượng thần. Trước kia ông đã là bán thần rồi, giờ đây sắp phi thăng là điều hiển nhiên. Lát sau khi Đông Hoa biết hai người đã tìm được một tiên nguyên trên cây ngô đồng, ông cho rằng đây đúng là điều hiển nhiên. Cây ngô đồng là loại cây đến từ thần giới, mà nó cũng chính là loại cây mà Phượng Hoàng lừa hay đậu. Rất có thể tám mảnh tiên nguyên còn lại cũng nằm trong các cây ngô đồng. Theo những gì Đông Hoa biết thì có ba nơi cũng có loại cây đó. Giờ đây bắt buộc Tiểu Âm và Cổ Tấn phải đến đó tìm mà thôi. Nhưng con đường này thật sự rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, Đông Hoa đã tặng cho Cổ Tấn Ô Già Thiên. Đây là pháp khí tùy thân của Đông Hoa. Kẻ địch dưới bán thần không thể nào phá hủy được chiếc ô này. Giờ đây Đông Hoa phải phi thăng rồi, nên chỉ có thể để lại thứ này bảo vệ cho Cổ Tấn. Cứ thế suốt một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng có một người phi thăng thành thần. Qua hôm sau, núi Đại Trạch đã tổ chức tiệc chúc mừng. Tại đây Tiểu Âm đã mang ra quyến tiên lục, cô nàng muốn ghi tên những ứng cử viên có thể làm tiên lữ của mình vào đây. Tại buổi tiệc này có rất nhiều tiên quân tài giỏi, cũng chính là cơ hội thích hợp để Tiểu Âm tìm đối tượng. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Cổ Tấn ngăn cản. Đúng lúc đó Hoa Thù đã đến đây tham dự buổi tiệc. Cô ta đúng thật là không tốt lành gì, vừa đến đây liền muốn nhờ giúp đỡ. Hiện tại tộc Khổng Tước đang bị Ưng tộc xâm lược, vì muốn giải nguy cơ đó nên Hoa Thù muốn mượn Ô Già Thiên dùng một tháng. Đổi lại Hoa Thù sẽ dâng tặng thánh vật của tộc mình. Việc này Nhàn Trúc và Nhàn Thiện không thể quyết định được, vì hiện tại Ô Già Thiên thuộc quyền sở hữu của Cổ Tấn. Nghe vậy cô ta liền đến tìm gặp anh chàng. Vừa gặp lại người mình tương tư bấy lâu làm Cổ Tấn ngơ ngác, nhất thời vẫn chưa biết nên nói gì với cô ấy. Hoa Thù rất mưu mô xảo quyệt, cô ta nói mình đến đây để thăm Cổ Tấn, vì cuộc gặp gỡ năm xưa cô không thể nào quên được anh. Lời này làm Cổ Tấn cảm thấy lấn cấn. Rõ ràng anh có viết thư cho Hoa Thù nhiều lần nhưng chưa hề nhận được hồi âm. Cô ta lấy lý do tộc của mình bị xâm lược, bận bịu chiến sự thế nên mới quên đi việc hồi âm. Nói xong cô ta còn muốn vào trong tâm sự. Đúng lúc này Tiểu Âm đã nhìn thấy hai người. Cô nàng cũng nói rằng Hoa Thù đúng thật là xinh đẹp, thảo nào Cổ Tấn lại nhớ mãi không quên. Lúc này Hoa Thù cũng không vòng vo nữa, cô ta muốn mượn Ô Già Thiên từ chỗ Cổ Tấn, với lý do giúp tộc của mình ngăn chặn sự xâm lược của Ưng tộc. Nghe đến đây Tiểu Âm vội chạy vào ngăn cản. Ô Già Thiên là Đông Hoa để lại bảo vệ Cổ Tấn, nếu cho mượn rồi thì anh ấy gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Dù vậy Cổ Tấn vẫn muốn cho Hoa Thù mượn dùng. Thấy thế Tiểu Âm đành phải đóng vai ác thôi. Cô dùng mọi cách đuổi Hoa Thù rời đi, sau đó còn dùng bùa trói Cổ Tấn lại không cho anh cử động. Cứ thế thành công ngăn chặn được chuyện này. Nhưng hành động của cô nàng thật sự quá quắt. Để trừng phạt, Cổ Tấn đã ra lệnh cho Tiểu Âm chạy bộ cả đêm. Đúng lúc này Thanh Y đã đến đây. Anh đưa cho Tiểu Âm một số thoại bản tiên thú nổi danh trong tam giới, trong đó có một quyển làm thế nào thuần hóa chủ nhân của ta. Trong này là tất cả thủ đoạn để linh thú dùng vào việc thuần hóa chủ nhân của mình. Cứ thế trong đêm đó Tiểu Âm đã học thuộc. Ngày hôm sau cô nàng liền thực hành. Đầu tiên là dùng bánh ngọt để dụ dỗ Cổ Tấn, với mong muốn để anh chàng bỏ qua chuyện hôm qua mình làm. Bất ngờ là nó thành công. Lát sau các sư huynh đệ đã đến đây từ biệt hai người. Đây cũng chính là khởi đầu cho cuộc hành trình của Tiểu Âm và Cổ Tấn. Cùng lúc đó ở yêu giới, một lần nữa Hồng Dịch lại xông vào Tam Trùng Thiên. Lần này thì anh ấy đã thành công. Hóa ra Hồng Dịch muốn đến đây luyện hóa pháp khí cho riêng mình, để có thể một ngày nào đó đến tiên giới đòi lại đồ vật của phụ thân. Ngay lúc đó Trước Ảnh đã có mặt tại nơi này. Hắn dựa theo lệnh của chủ nhân mình, nhân lúc Cửu Quyên Sát Ngục được mở dẫn dụ Hồng Dịch rơi vào nơi này. Cứ thế anh chàng bị rơi vào bẫy. Tại đây Hồng Dịch bị Hoa Thí Thần trói buộc, Thanh Lâm cũng xuất hiện đánh cho anh không có sức phản kháng. Để bảo toàn tính mạng của mình, Hồng Dịch liền chạy vào kết giới của cây ngô đồng. Nó là cây của thần giới nên ma tộc không thể xâm phạm được. Cứ thế tạm thời Hồng Dịch vẫn an toàn. Mà khi này ở Tĩnh U Cốc, Hồng Nhược nghe tin cháu trai mình mất tích thì rất lo lắng, tìm khắp Tam Trùng Thiên cũng không thấy, nên Hồng Nhược liền đến núi Tử Nguyệt để tìm. Nhưng tại đây có một con rồng bán thần canh giữ, nó kha vài ngọn lửa đã có thể đánh đuổi Hồng Nhược ra khỏi nơi này. Cùng lúc đó Tiểu Âm và Cổ Tấn đã đến yêu giới, vì Đông Hoa nói trong Tĩnh U Cốc và núi Tử Nguyệt có hai cây ngô đồng, hai nơi này đều ở yêu giới nên họ mới đến đây tìm. Rất nhanh đã gặp mặt được Hồ Vương Hồng Nhược. Cổ Tấn lấy lý do mình đến đây tìm tiên nguyên của Phượng Ẩn để xin được vào trong Tĩnh U Cốc tìm cây ngô đồng. Thế nhưng đó là thánh địa của Hồ tộc, làm sao có thể cho người ngoài vào trong được cơ chứ. Tuy vậy Hồng Nhược vẫn cho phép, với điều kiện Cổ Tấn phải đến núi Tử Nguyệt tìm cháu trai giúp cô ấy. Nghe vậy anh chàng liền đồng ý.
Dù gì trong núi Tử Nguyệt cũng có một cây ngô đồng, tiện thể đến đó và tìm Hồng Dịch luôn cũng không sao. Trên đường đi hai người đã gặp Hoa Thù, cô ta đang bị yến sảng của ưng tộc truy đuổi. Hai bên đánh nhau để tranh giành một đóa linh chi ngàn năm. Đúng lúc nguy hiểm, Cổ Tấn xuất hiện cứu mạng Hoa Thù. Thấy vậy, Yến Sảng chỉ đành rời đi trước. Hoa Thù nói rằng mình phụ vương của cô ta đã bị thương nặng, cần có đóa linh chi kia mới có thể chữa thương được cho ông ấy. Lát sau khi trở về dịch trạm dưỡng thương, nhân lúc Tiểu Âm đi sắp thuốc, tại nơi này Hoa Thù lại lần nữa hỏi mượn Ô Già Thiên, nếu không có nó ngăn chặn cuộc xâm lược của ưng tộc thì thế nào phụ vương của cô cũng tử trận xa trường. Biết thừa Cổ Tấn rất mềm lòng, Tiểu Âm sắp thuốc xong liền nhanh chóng quay trở lại. Thế nhưng trước đó Hoa Thù đã giở trò rồi, cô ta tạo ra kết giới khiến Tiểu Âm đi mãi vẫn không tìm được đường về. Mà khi này sau một hồi tỏ vẻ đáng thương, Hoa Thù đã thành công mượn được Ô Giả Thiên của Cổ Tấn. Đúng lúc đó anh chàng đã nghe được tiếng gọi của Tiểu Âm để cô ấy quay về, nên anh đã sử dụng khế ước chủ tớ để triệu hồi. Việc làm đó đã được Hoa Thù thấy hết. Khi cô ta biết Tiểu Âm chỉ là một linh thú được khế ước, trong lúc Cổ Tấn không có ở đây, cô ta liền lộ ra thái độ coi thường Tiểu Âm. Cô nàng bị như thế thì ghét lắm, nhưng dù có nói ra thì Cổ Tấn cũng không tin Hoa Thù đáng ghét như thế. Lát sau hai người đã đến núi Tử Nguyệt. Trước đó Cổ Tấn có kể về nơi này, đây là nơi Đế Quyến Thượng Thần từng cai quản, khi phi thăng rồi thì để cho rồng ba đầu trông coi, bất kỳ ai cũng không được xông vào đó, tự ý xông vào thì sẽ bị rồng ba đầu thiêu cháy. Nhưng Cổ Tấn làm sao phải sợ cơ chứ, Đế Quyến vốn là cha của anh cơ mà. Thế nên khi đối diện với rồng ba đầu, Cổ Tấn không hề sợ hãi. Dù vậy con rồng ngốc này lại không nhận ra anh. Khi Cổ Tấn sắp gặp nguy hiểm thì có một người đã xuất hiện, anh ta là thần thú Ngưng Thủy Bích Ba. Ngay sau đó rồng ba đầu cũng hóa thành hình người. Bích Ba nói Cổ Tấn là cháu trai họ hàng xa của mình, thế nên liền đưa anh vào trong núi Tử Nguyệt trò chuyện. Tại đây Cổ Tấn nói mình muốn đến chỗ của cây ngô đồng. Nghe vậy Bích Ba liền từ chối, vì cây ngô đồng ở núi Tử Nguyệt mọc ở Cửu Uyên Sát Ngục, nơi đó có hoa thí thần chiếm cứ và còn có rất nhiều ma tộc, dù là rồng ba đầu cũng không dám tự tiện đi vào. Dù vậy Cổ Tấn vẫn không sợ, vì anh có áo thiên hoa, loại áo có thể giấu khí tức của vạn vật trong thiên địa. Nghe vậy Lão Long đồng ý mở cổng đến Cửu Uyên Sát Ngục giúp Cổ Tấn, với điều kiện anh phải giúp ông ấy một việc. Đúng lúc đó Tiểu Âm thấy điều dị thường nên cũng xuất hiện, biết Cổ Tấn sắp lao vào nguy hiểm nên cô nàng cũng đòi đi theo. Cứ thế cả hai đã đến với nơi này, có áo thiên hoa che giấu nên họ không bị hoa thí thần tấn công. Vừa vào Tiểu Âm đã cảm nhận được tiên nguyên của Phượng Ẩn nằm ở đâu. Cổ Tấn cứ tưởng đây là khả năng đặc biệt của tộc ngưng thú. Rất nhanh họ đã thành công lấy được tiên nguyên từ cây ngô đồng. Ngoài ra Cổ Tấn còn phải lấy tâm cây ngô đồng giúp Lão Long, đó là điều kiện mà ông ấy đưa ra. Trong lúc không biết làm gì, Tiểu Âm đã nhìn thấy một con hồ ly, thấy nó đang bị thương nên cô nàng đã ra tay chữa trị. Đến khi Cổ Tấn lấy tâm cây kết giới đã biến mất, ngay lập tức hoa thí thần liền tấn công bọn họ. Sợ Tiểu Âm bị thương nên anh đã ném cho cô áo thiên hoa của mình, còn bản thân thì phải chịu sự tấn công của hoa thí thần. Trong lúc nguy hiểm Tiểu Âm đã không màng tất cả mà lao đến ôm lấy anh. Nhìn thấy hành động đó Cổ Tấn có chút bất ngờ, mà khi này bên phía Thanh Lâm, cô ta đã cảm nhận được khí tức của Ngọc Hỏa Hoàng. Thế nhưng đến khi đến nơi lại không thấy ai cả. Chịu khó cảm nhận thì dường như đã phát hiện ra sự tồn tại của hai người. Mà khi này bên phía Bích Ba, anh nhìn thấy Lão Long đang mở kết giới thì hoảng hốt, còn bảo rằng ông ta lần này đã gây họa lớn rồi. Nói một hồi Lão Long mới biết Cổ Tấn là nguyên khởi, lần này nếu anh ấy xảy ra mệnh hệ gì thì ông sẽ tiêu đời. Được một lát Lão Long nhớ đến Cổ Tấn có áo thiên hoa, dù vậy cũng không hề an toàn chút nào, vì hiệu quả của áo thiên hoa sẽ dựa trên tiên lực của người sử dụng. Với khả năng của Cổ Tấn thì chiếc áo đó rất nhanh đã mất hiệu lực. Thấy tình hình nguy hiểm, Tiểu Âm bảo Cổ Tấn mau chóng lấy ra Ô Giả Thiên, nhưng giờ làm gì còn chiếc ô đó nữa. Việc này bắt buộc hai người phải dùng tạm kính hoa thủy nguyện, công pháp này cũng thật sự là lợi hại. Thế nhưng khi này Thanh Lâm đã đến rồi, cô ta chỉ cần dùng một chưởng đã đánh ngã hai người. Đúng lúc đó kiếm nguyên thần đã dài ra, có được thứ này giúp Cổ Tấn có thể đối kháng với Thanh Lâm. Bất ngờ ngay lúc đó Hồng Dịch đã hóa thành đưa hai người đi. Thấy thế Thanh Lâm cũng nhân cơ hội đó mà đi theo. Đến khi ra ngoài Tiểu Âm không thấy con hồ ly đâu cả. Nhưng có chuyện cô nàng còn thắc mắc hơn, là tại sao Cổ Tấn lại không lấy ra Ô Giả Thiên trong tình cảnh nguy hiểm như thế. Thấy dáng vẻ anh ấp a ấp úng, Tiểu Âm liền đoán ra, rõ ràng là đã cho Hoa Thù mượn rồi chứ gì. Tiểu Âm thật sự tức giận vì điều này, định rời đi rồi, nhưng khi này Cổ Tấn đã ngất đi vì bị thương. Khi không còn ai ở đây, Thanh Lâm đã xuất hiện, nhờ kế hoạch trước đó của mình mà giờ đây cô ta đã thoát ra được bên ngoài, quay lại với Cổ Tấn. Thấy mãi mà anh vẫn chưa tỉnh lại, Tiểu Âm đã nhờ Bích Ba dạy mình thuật pháp trị thương của thú Ngưng Thủy. Trước đó anh ấy đã nói thuật pháp này sẽ thiêu đốt nội đan của cô. Dù vậy Tiểu Âm vẫn không quan tâm mà dùng nó chữa thương cho Cổ Tấn. Nhờ vậy mà anh chàng đã có thể tỉnh lại. Thấy thế Tiểu Âm liền chất vấn tại sao anh lại cho mượn chiếc ô, nếu có nó thì hôm nay sao lại phải rơi vào nguy hiểm như thế. Rõ ràng anh không hề lo lắng đến tính mạng của anh và cô. Hai người không thể đồng lòng cũng là lý do kính hoa thủy nguyệt luyện mãi không thành. Đang oán trách người ta thì Tiểu Âm đã làm rơi bí kiếp của mình. Làm thế nào để thuần hóa chủ nhân của ta? Vừa nhìn thấy nó Cổ Tấn đã tức giận ngược lại. Bản thân cô nàng luôn muốn thuần hóa anh, thế mà còn trách anh không đồng lòng với cô.
Nghe vậy Tiểu Âm cũng không biết giải thích thế nào, cô nàng chỉ có thể giả vờ tức giận bỏ đi mà thôi. Đi được một lát cô lại gặp Tiểu Hồ Ly, thấy nó vẫn còn bị thương Tiểu Âm liền ra tay. Thuật pháp cô nàng dùng đã làm lộ ra bản thân là thú ngưng thủy. Dù vậy Hồng Dịch hứa rằng sẽ không làm hại cô, anh còn có ý nghĩ sẽ lợi dụng Tiểu Âm chữa thương cho nội đan của mình. Cùng lúc đó bên phía Cổ Tấn, anh nhớ lại cảnh Tiểu Âm cứu mình thì không còn giận nữa. Có mấy ai chịu xả thân cứu một người cơ chứ? Lát sau anh đã đi tìm Tiểu Âm, nhìn thấy cô đang đốt cháy nội đan của mình anh liền ngăn lại. Cổ Tấn hỏi ai đã dạy cô thuật pháp ngu ngốc này, sao có thể vì cứu người mà tổn thương bản thân như thế? Anh cũng không ngờ trước đó Tiểu Âm cũng dùng thuật pháp đó để cứu mình. Quá tức giận Cổ Tấn đã quay về hỏi tội Bích Ba, tại sao lại truyền thuật pháp ngu ngốc đó cho Tiểu Âm? Bích Ba nói rằng là để phòng ngừa, lỡ như sau này Cổ Tấn có bị gì thì cũng có người cứu mạng anh. Bích Ba là thần thú ngưng thủy nên thuật pháp đó không là gì đối với anh. Nhưng Tiểu Âm chỉ là thú ngưng thủy bình thường, có thể sống được bao lâu cơ chứ? Đúng lúc này cô nàng đã trở về. Tiểu Âm bảo rằng mình thích cứu ai thì cứu, không cần Cổ Tấn lo chuyện bao đồng. Thấy hai người cứ cãi nhau mãi Lão Long rất nhức đầu. Ông nói nếu không ưa nhau thì cứ hủy đi khế ước chủ tớ là được mà. Lúc Đông Hoa lập nên khế ước chỉ là bán thần, giờ đây chỉ cần tìm người có tu vi đó nhờ hủy giúp là được. Nghe vậy hai người định nhờ Lão Long hủy giúp, thế nhưng ông ấy là bán thần của yêu giới, không thể nào hủy đi khế ước của tiên giới được. Lát sau khi đang lanh quanh Cổ Tấn đã chạm mặt Hồng Dịch, hai người vừa gặp liền đấu võ mồm rồi. Hồng Dịch muốn Tiểu Âm đi theo mình, thế nhưng Cổ Tấn dễ gì đồng ý. Hai người đã định lao vào bên nhau thì ngay lúc đó Tiểu Âm lại đến. Hồng Dịch thấy cô nàng thì liền hóa thành hồ ly tỏ vẻ dễ thương. Cứ thế hành động ức hiếp động vật của Cổ Tấn đã bị Tiểu Âm trách móc. Lát sau hai người đã từ biệt Lão Long và Bích Ba và đến với Tĩnh U Cốc giao lại Hồng Dịch cho Hồ Vương. Thế nhưng khi mở túi càn khôn ra thì không thấy anh ta đâu cả. Tuy nhiên bên trong vẫn còn khí tức Hồng Dịch để lại. Nhờ vậy mà Hồ Vương mới tin hai người đã cứu được cháu mình ra ngoài. Cứ thế cả hai đã được đến cây ngô đồng ở Tĩnh U Cốc. Tại đây là nơi trú ngụ của Ngô Quy. Trong lúc không cẩn thận Tiểu Âm đã rơi vào pháp trận của ông ấy. Vừa nhìn ông đã nhận ra trên người Tiểu Âm có khí tức quen thuộc. Khi đang định ra tay với cô ấy thì Cổ Tấn đã xuất hiện ngăn cản. Bị phá hỏng chuyện tốt Ngô Quy tức giận đánh hai người vào cõi vô ảo. Với kiến thức của mình Cổ Tấn vừa nhìn đã nhận ra ngay. Cách giải của nó cũng rất đơn giản. Chỉ cần tìm ra nhau và sử dụng thuật pháp hệ thủy. Hai điều kiện này thật dễ dàng đối với anh chị. Chỉ cần dùng kính hoa thủy nguyệt và khế ước chủ tớ mà thôi. Đến khi thoát ra được Cổ Tấn đã xin Ngô Quy trao trả tiên nguyên. Nhưng nói mãi mà ông ấy cũng không chịu xuất hiện. Thấy vậy Cổ Tấn đã kể ra một câu chuyện của 7 vạn năm trước. Trong đại chiến thần ma, Phượng Hoàng khi đó là Phượng Xí đã tử trận. Ngô Quy không muốn mất đi người mình yêu. Ông đã lén hồi sinh và phong ấn ký ức để Phượng Xí luôn ở bên mình. Nhưng sau đó vì Phượng Hoàng tiền nhiệm không chết, Phượng Hoàng lửa mới không thể sinh ra. Phượng tộc biết được việc đó nên liền hồi phục ký ức cho Phượng Xí. Ngay sau đó bà ấy đã chọn rời xa Ngô Quy và để bản thân niết bàn tiêu tan. Nghĩ rằng Phượng Xí tuyệt tình với mình nên Ngô Quy rất hận. Thế nhưng có điều ông ấy không biết, năm đó Phượng Xí đã giao kèo với tổ thần để bảo vệ Ngô Quy. Kể đến đây thì Cổ Tấn không nói nữa. Anh vừa định rời đi thì Ngô Quy đã xuất hiện. Ông ấy muốn nghe nốt câu chuyện tiếp theo. Năm xưa Ngô Quy hồi sinh Phượng Xí là trái ý trời, đáng lý ra Ngô Quy phải chịu trừng phạt. Thế nhưng Phượng Xí đã nhận hết tội lỗi về mình. Bà ấy nguyện niết bàn để Phượng Hoàng lửa mới ra đời. Chỉ mong tổ thần đừng làm hại đến Ngô Quy. Nghe được chuyện này ông ấy vô cùng hối hận. Hóa ra bản thân luôn được bảo vệ mà không biết. Xong việc Ngô Quy đã trả lại thiên nguyên của Phượng Hoàng lừa, ông đang định rời đi thì Tiểu Âm lại xin thêm một điều nữa, đó chính là nhờ ông ấy giải trừ giúp khế ước chủ tớ. Ngô Quy cũng thử xem sao nhưng bất ngờ lại không giải được, ông còn nói khế ước này Đông Hoa lập ra là để bảo vệ hai người, tuy nghe không hiểu nhưng họ cũng chỉ có thể rời đi. Lát sau khi Cổ Tấn đang trị thương thì Tiểu Âm đã chạy đến, cô nàng nói rằng mình tha thứ cho anh rồi, tuy rất lười biếng nhưng vào lúc then chốt anh vẫn cứu được cô. Tiểu Âm cũng nói rằng từ hôm nay hai người sẽ làm bằng hữu. Cô sẽ không dùng bí kiếp thuần hóa chủ nhân nữa. Nghe vậy Cổ Tấn cũng giải thích chuyện cho mượn chiếc ô. Đúng thật là anh có mến mộ Hoa Thù, nhưng không phải vì lý do đó mà anh cho cô ấy mượn ô giả thiên. Hoa Thù mượn ô dùng để cứu tộc nhân của mình. Trong số đó còn có người cha mà cô ấy yêu thương. Cổ Tấn hiểu được cảm giác đó, nên anh ấy không muốn Hoa Thù mất đi phụ thân giống mình. Nghe đến đây Tiểu Âm buồn thay cho anh, ngay từ bé đã không còn phụ thân nữa rồi. Tiểu Âm nói rằng Cổ Tấn đừng buồn, cô sẽ gắng sống lâu một chút để bầu bạn cùng anh. Nghe vậy Cổ Tấn liền khoác vai cô. Anh hứa rằng khi tìm đủ tiên nguyên của Phượng Ẩn, lúc đó cả hai sẽ đi tìm cách kéo dài tuổi thọ. Ở gần như thế này làm Tiểu Âm cảm thấy Cổ Tấn thật đẹp trai. Việc này làm cô nàng ngại ngùng chạy đi mất. Lát sau Tiểu Âm đã ghi tên của anh vào quyển tiên lục. Cổ Tấn chính là đối tượng đầu tiên mà cô nàng ghi vào đây. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến Tiểu Âm dường như bị gì đó. Có vẻ khế ước chủ tớ đang ngăn cô nàng yêu anh. Hôm sau cả hai đã đến sòng bạc yêu giới tìm một món đồ. Quy tắc của sòng bạc này là phải có vật đặt cược thì mới cho vào. Tuy nhiên Cổ Tấn đã bị đuổi ra ngoài. Vì thứ anh đưa ra chỉ là con dao gọt trái cây. Đúng lúc đó Hồng Dịch đã xuất hiện.
Giờ đây Tiểu Âm mới biết con hồ ly mình cứu có hình dạng thế này, để có thể vào trong sòng bạc hai người đã nhờ Hồng Dịch. Tại đây Cổ Tấn muốn có tộc huy của tộc Thần Huy, trùng hợp nó chính là giải thưởng đầu tiên của hôm nay. Thấy thế Cổ Tấn liền bước ra chơi một ván, thứ anh dùng để cược chính là bản thân mình. Đối thủ lần này cũng không phải dạng vừa, bà ấy là Đỗ Vương của yêu giới. Cuộc so tài đầu tiên rất đơn giản, ai lắc xúc sắc nhiều điểm hơn sẽ là người thắng. Cổ Tấn thành công lắc ra 3 con 6, tưởng chừng ăn chắc rồi nhưng đối phương lại lắc ra 3 con 8. Ôi thiệt, đúng là lừa bịp mà. Không thể chấp nhận được, Cổ Tấn muốn chơi thêm ván nữa. Lần này thứ anh mang ra cược là Hồng Dịch. Thấy trai đẹp Đỗ Vương chả muốn chơi nữa, bà ấy nói rằng chỉ cần Hồng Dịch uống mấy chén với mình, thế thì sẽ cho Cổ Tấn lấy đi giải thưởng kia. Nghe vậy Tiểu Âm liền xin Hồng Dịch hãy đồng ý, vì giải thưởng kia thật sự rất quan trọng với hai người họ. Thấy thế Hồng Dịch chỉ đành cắn răng chịu đựng nghe theo. Lát sau đang định rời đi thì nghe được giải thưởng thứ hai là linh chi ngàn năm. Thứ này trước kia Hòa Thủ rất muốn có. Cứ thế Cổ Tấn lại phải chơi thêm một ván nữa. Không có Đỗ Vương ở đây, anh chàng rất dễ dàng đã giành chiến thắng. Đúng lúc này Yến Sảng lại xuất hiện cướp đồ. Cô ta liên tục tấn công về phía Cổ Tấn. Để bảo vệ linh chi, anh liền ném nó về phía Tiểu Âm. Rất may khi cô nàng sắp gặp nguy hiểm thì Hồng Dịch đã đến kịp thời. Thấy vậy Yến Sảng liền lấy Cổ Tấn làm con tin, ép Tiểu Âm phải giao ra linh chi nghìn năm. Khi này Hồng Dịch bảo Tiểu Âm đưa linh chi cho mình, anh chàng tiến đến đưa đồ thì liền sử dụng thuật mị hồ. Dính trưởng Yến Sảng đã ngoan ngoãn thả người, khi này rời đi chỉ sợ cô ấy sẽ bị mọi người ở đây làm hại. Thấy thế Tiểu Âm chỉ đành mang cô nàng theo. Cùng lúc này ở một nơi nào đó, Thanh Lâm đã hội hợp với đám thuộc hạ của mình. Lý do mà trước giờ cô ta luôn tìm kiếm Ngọc Hỏa Hoàng là vì muốn dùng nó phá hủy đi kết giới của Cửu Uyên Sát Ngục, khi đó cô ta có thể dẫn chúng ma ra ngoài lật đổ tam giới. Vì thế trước mắt là cần tìm Ngọc Hỏa Hoàng. Kể một chút về lai lịch của Thanh Lâm, khi xưa cô ta cũng là hồ ly giống như Hồng Nhược, cả hai cùng yêu mến Lâm Mặc, nhị điện hạ tộc yêu hồ. Tuy nhiên Lâm Mặc chỉ yêu mỗi mình Hồng Nhược mà thôi. Khi đó Thanh Lâm đã dùng thủ đoạn của mình giả vờ sắp chết để lấy lòng thương ép Lâm Mặc cưới mình. Việc này rất nhanh Hồng Nhược đã phát hiện Thanh Lâm không hề bị thương mà đã đọa ma. Cô ta dùng chính tính mạng của đồng tộc để biến thành bộ dạng này. Trong lúc đang dây dưa ở đây cùng Thanh Lâm thì ca ca và tẩu tẩu của Hồng Nhược đã bị hại chết trên chiến trường Tiên Yêu. Đây cũng là lý do Hồng Dịch ghét cô của mình. Ngay lúc đó Nghi Hợp Thượng Thần đã ra tay nhốt Thanh Lâm vào Cửu Uyên Sát Ngục để cô ta đền tội cho việc mình đã gây ra. Trở về với đám người Cổ Tấn, khi này họ đã đến với núi Quy Hư. Cổ Tấn vốn muốn ngăn Hồng Dịch tiếp tục đi theo, thế nhưng không ngờ anh ấy lại lén chui vào túi càn khôn của Tiểu Âm. Ở đây vô tình chạm mặt Yến Sảng, nhìn thấy kẻ thù cô nàng liền lao vào đánh. Nhìn hai người này cứ như oan ra vậy. Lát sau thì Tiểu Âm và Cổ Tấn đã đến được cây ngô đồng ở núi Quy Hư. Họ nhanh chóng lấy được tiên nguyên tại nơi này. Bất ngờ ngay lúc đó Hồng Dịch đã chạy ra ngoài. Anh ta phá đi một cây sinh thần làm kinh động đến Thần Mẫn công chúa. Thấy thế cô ấy vô cùng tức giận mà tấn công Hồng Dịch. Hóa ra hai người này có thù với nhau. Năm xưa cha mẹ Hồng Dịch chính là do mẫu thân của Thần Mẫn giết. Tuy đó chỉ là hiểu lầm do ma tộc gây ra, thế nhưng kết quả vẫn tạo nên mối thù này. Thấy tình huống nguy hiểm Cổ Tấn đã đứng ra cầu xin, anh còn trao tặng tộc huy tộc Thần Hy cho Thần Mẫn. Thứ này rất có ý nghĩa đối với cô nàng, nhờ đó mà Thần Mẫn chịu bỏ qua cho Hồng Dịch. Hóa ra trước đó Cổ Tấn tìm bảo vật này là muốn lấy lòng Thần Mẫn, để cô ấy không làm khó trong công cuộc tìm kiếm tiên nguyên tại nơi này. Lát sau Thần Mẫn đã mang tộc huy đặt lên ngôi mộ của mẫu thân. Bất ngờ từ thứ này phát ra ma khí bao quanh kết giới, trận pháp bảo vệ núi Thần Hy giờ đã quay ngược lại giúp ma tộc. Bọn chúng không ngừng lao vào tấn công đám người Cổ Tấn. Bên trong nghe được động tĩnh Yên Sảng liền kêu thả mình ra ngoài. Vừa ra cô nàng đã dùng bí pháp của ưng tộc đẩy lùi tất cả. Vừa xong việc Hồng Dịch và Yến Sảng lại lao đến cãi nhau. Đội oan gia này không ai chịu nhường nhịn ai. Lát sau Cổ Tấn đã phát hiện ra trận pháp bảo vệ núi giờ đã biến thành ma trận. Chỉ có cách tìm ra trận nhãn mới có thể thoát khỏi nơi này. Yến Sảng là người duy nhất có thể làm việc đó. Cô nàng bắt ba người hứa rằng sau này không được đối phó mình thì mới chịu giúp. Nói rồi cô nàng liền dùng ưng nhãn đại pháp, rất nhanh đã có thể soi ra trận nhãn nằm ở đâu. Khi đang định đến đó phá trận thì lúc này đám người ma tộc lại đến. Chúng bắt Tiểu Âm làm con tin ép Cổ Tấn giao ra Ngọc Hỏa Hoàng. Vừa nhìn anh đã nhận ra trước ảnh, hắn chính là kẻ xuất hiện ở đảo Ngô Đồng 10 năm trước. Trước đó tên này biết Cổ Tấn sẽ đến núi Thần Hy, thế nên hắn đã giở trò trên tộc huy mà Cổ Tấn lấy để tặng Thần Mẫn. Mọi kế hoạch nhằm mục đích lấy được Ngọc Hỏa Hoàng. Thấy Tiểu Âm gặp nguy hiểm nên anh chàng chỉ đành giao ra. Bất ngờ là trước ảnh không thể nào chạm vào được Ngọc Hỏa Hoàng. Vừa đẩy lùi được hắn, bốn người liền hợp lực tấn công. Tuy vẫn chưa hề thân thiết gì nhưng cả bốn người phối hợp rất ăn ý. Họ đã cùng nhau lập ra trận pháp ngũ hành đối kháng với ma tộc. Dù vậy đến cuối cùng vẫn là bại dưới tay trước ảnh. Đúng lúc nguy hiểm nhất kiếm nguyên thần lại xuất hiện, cầm nó trong tay Cổ Tấn đã chém một phát đánh tan ma tộc và cả trận nhãn. Thấy thế trước ảnh chỉ đành bỏ chạy giữ lấy tính mạng. Vừa xong việc anh đã đến xem tình hình của Tiểu Âm. Rất may cả bốn người đều không sao cả. Trải qua sinh tử cùng nhau bọn họ đã kết nghĩa bằng hữu. Nhóm bốn người rồi sẽ có ngày gặp lại. Mà khi này bên phía của Thanh Lâm biết được trước ảnh đã thất thủ làm cô ta rất tức giận. Phải chịu thôi vì Ngọc Hỏa Hoàng có cấm chế bảo vệ, ma tộc không thể nào chạm vào nó được. Nghe vậy Thanh Lâm đã lên kế hoạch tiêu trừ cấm chế đó.
Nhưng giờ đây có một chuyện cấp bách hơn nhiều, đó là Thanh Lâm cần tìm một thân xác phù hợp để nhập vào. Nếu không với số ma nguyên còn lại cô ta không thể giữ được hình dạng này. Đối tượng Thanh Lâm nhắm vào chính là Hồng Dịch, vì trước đó cô ta đã gieo hạt giống hoa thí thần vào người anh. Đúng lúc đang định ra tay thì Hồng Nhược đã xuất hiện, cô ấy muốn mang cháu trai của mình trở về hồ tộc trị thương. Thế nhưng Hồng Dịch rất ghét cô của mình, anh nhất quyết không chịu trở về. Việc này bắt buộc Hồng Nhược phải dùng vũ lực. Trong lúc thi pháp, cô đã cảm nhận được hạt giống hoa thí thần trong người Hồng Dịch. Để cứu cháu trai của mình, Hồng Nhược đã chuyển hạt giống vào người mình, sau đó dùng một nữ yêu nguyên tạo thành pháp bảo bảo vệ Hồng Dịch. Khi này Hồng Dịch vẫn không biết tấm lòng cô lo lắng cho mình. Lát sau khi anh rời đi đã bị Thanh Lâm tấn công, thế nhưng pháp bảo kia đã bảo vệ và đánh ngược lại cô ta. Sự việc bất ngờ này đã làm Thanh Lâm trọng thương, cô ta cũng nhận ra hạt giống hoa thí thần không còn trên người Hồng Dịch. Giờ đây muốn tìm thân xác nhập vào thì chỉ có thể nhắm vào Hồng Nhược mà thôi. Dù gì giờ đây cô ấy cũng đã mất đi một nữ yêu nguyên và sức mạnh. Trở lại với ba người, khi này họ đã về đến núi Đại Trạch, mang Hồng Dịch đến đây là muốn chữa khỏi nội đan giúp anh. Trước đó họ đã kể lại chuyện ở núi Thần Hy cho Nhàn Thiện biết, ngay lập tức ngài ấy đã báo việc đó lên Thiên Cung. Tại đây chức vị Thiên Đế đang được Lan Phong tạm thời nắm giữ, anh ấy đang muốn cùng yêu giới điều tra vụ ở núi Thần Hy, vì việc ma tộc xuất hiện không phải là chuyện nhỏ, ở phía yêu giới cũng rất quan tâm đến chuyện đó. Xâm Lâm Yêu Hoàng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Thanh Lâm, nếu thật sự là cô ta thì không thể bỏ qua được, vì Thanh Lâm là nỗi nhục lớn nhất của cả yêu giới. Khi này ở núi Đại Trạch sắp diễn ra đại hội rèn luyện, để tìm ra nhân tài giúp đỡ Thiên Cung. Xưa nay núi Đại Trạch không ai tham gia đại hội này, tất nhiên lần này Cổ Tấn cũng không muốn tham gia, họ về đây là muốn trị thương cho Hồng Dịch mà thôi. Mỗi lần làm như thế Tiểu Âm đều tổn thương nội đan của mình, dù vậy họ vẫn phải cố làm vì đã hứa với Hồng Dịch, anh chàng cũng không nỡ để Tiểu Âm làm như thế. Nếu có thể tìm được Âm Hỏa Dương Băng thì tốt rồi, thứ đó có thể chữa được nội đan của Hồng Dịch mà không cần đến Tiểu Âm. Trùng hợp sao Âm Hỏa Dương Băng chính là giải thưởng trong đại hội rèn luyện, nếu có được nó thì Tiểu Âm không phải khổ sở nữa rồi. Thời điểm này cũng sắp đến lúc Cổ Tấn thăng cấp hạ quân, sợ anh chàng sẽ bị lôi kiếp đánh chết, vậy nên Tiểu Âm đã mang đến cho anh vài viên linh dược. Dù rất vui nhưng Cổ Tấn vẫn cứng mồm, anh còn nhắc đến hoa thù làm Tiểu Âm buồn bực mà bỏ đi. Ở một diễn biến khác tại đảo Ngô Đồng, không ngờ được đệ tử ưu tú nhất Phượng tộc lại cấu kết với ma tộc. Phượng Minh làm việc này là để giành lấy Phượng tộc về tay mình. Trước ảnh đã đưa cho anh một cái la bàn với nhiệm vụ tìm ra vị trí tiên mạch của Ngọc Hỏa Hoàng, tìm được rồi thì sẽ có thể hủy đi cấm chế của nó. Quay lại với núi Đại Trạch, khi này đại hội rèn luyện đã được diễn ra. Tại đây Lan Phong Thiên Đế đã đọc tên các thí sinh tham dự, trong số đó là các anh tài của các thiên môn. Ngoài ra Phượng Minh cũng đến đây tham dự, bất ngờ nhất cái tên cuối cùng lại là Cổ Tấn. Thấy anh chạy lên Tiểu Âm liền ngăn cản, lôi kiếp đến rồi mà anh còn muốn tham gia làm gì. Ngay lúc đó Hoa Thủ cũng đã đến đây, thấy thế Tiểu Âm tưởng rằng Cổ Tấn đang muốn thể hiện trước cô ta, thế nên mới không màn nguy hiểm tham gia đại hội này. Cuộc thi rất đơn giản, chỉ cần thu thập được một tia sét tím trên người lôi điểu, hai người lấy được đầu tiên thì sẽ chiến thắng. Cứ thế cả đám bay lên đuổi theo lôi điểu, nhìn vậy thôi chứ không dễ ăn tí nào. Rất nhanh đã có người đầu tiên bị sét đánh rớt xuống đất. Lần này Cổ Tấn lại chạm mặt Phong Linh, hắn ta đã cùng bạn của mình trói Cổ Tấn lại và rời đi trước. Dù vậy đám người này vẫn không tránh khỏi việc bị lôi điểu tấn công. Ngay lúc có người sắp va vào Hoa Thủ thì Cổ Tấn đã xuất hiện bảo vệ, thấy gái thì liền nhanh lắm xong việc, anh lại bay lên tiếp tục cuộc thi. Mà khi này Hoa Thủ đã chạm mặt Lan Phong, trong lúc trò chuyện cô ta đã làm rơi một chiếc túi gấm. Lát sau người đầu tiên lấy được tia sét chính là Phượng Minh, giờ đây chỉ còn Cổ Tấn và Phong Linh mà thôi. Hai người cố gắng bám vào chân lôi điểu, nhưng cuối cùng chỉ có Cổ Tấn trụ lại được. Bất chấp việc bị sét đánh anh cũng không buông tay, nhờ nỗ lực đó mà Cổ Tấn đã thành công chế ngự được lôi điểu. Ngay lúc này lôi kiếp lại giáng xuống, thiệt đúng là trùng hợp mà. Phong Linh dự định bay lại tấn công thì liền bị một đạo lôi kiếp đánh bay. Thấy Cổ Tấn không chống đỡ được, Tiểu Âm liền đến trợ giúp. Cô là linh thú của anh nên có tư cách làm việc này. Hai người phối hợp cố gắng vượt qua lôi kiếp, thế nhưng với sức của Tiểu Âm thì vẫn quá miễn cưỡng. Ngay lúc cô gặp nguy hiểm, Cổ Tấn đã đứng ra đỡ lấy lôi kiếp. Rất may đó cũng là đạo thiên lôi cuối cùng. Cứ thế Cổ Tấn thành công thăng cấp hạ quân. Trước đó anh cũng bắt được lôi điểu nên đã vượt qua cuộc thi này. Mọi người ở đây không ai để ý đến lôi kiếp vừa rồi, chỉ có mình Phong Linh cảm nhận được mà thôi. Hắn không hiểu tại sao lôi kiếp của hạ quân mà lại mạnh đến như thế. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Cổ Tấn đang được Tiểu Âm băng bó vết thương. Khi này cô nàng vẫn còn giận, vì muốn thể hiện với Hoa Thủ mà anh lại bất chấp nguy hiểm đến như thế. Tiểu Âm tức giận không thèm quan tâm đến anh nữa. Thấy thế Cổ Tấn đã lấy ra Âm Hỏa Dương Băng, đây chính là phần thưởng của cuộc thi trước đó. Nhìn thấy nó, Tiểu Âm liền hiểu ra, hóa ra Cổ Tấn bất chấp nguy hiểm như thế là vì cô chứ không phải Hoa Thù. Nhớ lại cảnh tượng anh chàng xã thân cứu mình, Tiểu Âm rất cảm động. Anh tốt với cô như vậy, sao cô có thể hẹp hòi với anh được. Tiểu Âm quyết định sẽ giúp Cổ Tấn theo đuổi Hoa Thù. Để làm được điều đó, cô nàng đã đến tìm Hồng Dịch, muốn anh truyền cho mình kiến thức tán gái để giúp Cổ Tấn. Nghe vậy Hồng Dịch liền đề nghị sử dụng mỹ thuật là nhanh nhất, còn nếu không được thì ngàn vàng châu báu, nếu không được nữa thì cứ trực tiếp để gạo nấu thành cơm. Nghe vậy Tiểu Âm cạn lời, rõ ràng Hồng Dịch chưa yêu bao giờ,
có thể đến nắm tay một cô gái cũng chưa từng làm ấy chứ. Bí quá, Tiểu Âm chỉ đành thỉnh giáo Thanh Y về chuyện này. Với kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình của mình, Thanh Y liền bày ra một cách rất hay. Ngay lập tức Tiểu Âm đã đến kể cho Cổ Tấn nghe, đó là có thể tỏ tình dưới cây xích la vào lễ thất tịch này. Với khung cảnh lãng mạn đó, nhất định Cổ Tấn sẽ thành công. Nghe vậy anh chàng liền đi thực hiện kế hoạch, mà khi này ở Thiên Cung, Phong Lan đang ngắm nhìn túi gấm mà mình nhặt được. Hóa ra năm xưa anh và Hoa Thù đã có dịp gặp nhau, chính Phong Lan đã tặng cho Hoa Thù chiếc túi gấm đó. Anh chàng không ngờ đã qua 200 năm mà cô ấy vẫn còn giữ quà mình tặng. Cùng lúc đó Cổ Tấn đã đến tìm gặp Hoa Thù, anh muốn hẹn cô ấy vào dịp lễ thất tịch này. Dù không muốn lắm nhưng Hoa Thù vẫn đồng ý, cô ta chỉ nể tình Ô Già Thiên mà thôi. Nếu giữ được trái tim của Cổ Tấn thì Hoa Thủ có thể dùng chiếc ô đó càng lâu. Người thật sự là mà Hoa Thủ nhắm vào chính là Phong Lan. Dù sao anh ta cũng là nam tử xuất sắc nhất tiên giới hiện nay. Hôm qua chiếc túi gấm cũng là do Hoa Thủ cố tình làm rơi. Đúng như kế hoạch, Phong Lan đã đến đây tìm gặp Hoa Thủ. Anh trả lại túi gấm và hẹn gặp cô ta vào lễ thất tịch này. Không ngờ là Hoa Thủ cũng đồng ý với Phong Lan. Đúng thật là cha nữ mà. Mà khi này bên phía của Cổ Tấn, anh chàng vẫn ngây ngốc chuẩn bị cho buổi hẹn ngày mai. Sau đó còn diễn tập màn tỏ tình với Tiểu Âm. Nghe được những lời này, cô nàng lại có suy nghĩ với Cổ Tấn. Bị khế ước phản phệ, Tiểu Âm liền vội rời đi. Được một lát thì cô nàng đã ngất xỉu. Nhan Thiện phát hiện ra Tiểu Âm đã bị khế ước phản phệ. Đây chỉ có hai lý do mà thôi. Một là Tiểu Âm có ý đồ muốn hại Cổ Tấn. Hai là Tiểu Âm đã phải lòng anh ấy mất rồi. Vừa nhìn Nhan Thiện đã nhận ra cô nàng đã động lòng. Thế nhưng Tiểu Âm vẫn cố chối bỏ việc đó. Làm thế nào mà cô ấy dám nhận mình thích Cổ Tấn cơ chứ? Lát sau vì buồn bực quá, Tiểu Âm đã đi dạo thiên hà. Tại đây là nơi các cặp đôi hẹn hò lễ thất tịch. Nhìn thấy thế, Tiểu Âm đã buồn càng buồn hơn. Ngay lúc đó cô đã nhìn thấy Hoa Thù và Lan Phong, còn nhìn thấy cảnh tượng Lan Phong tỏ tình với cô ta. Hoa Thù tất nhiên chấp nhận tấm lòng này. Lát sau khi Lan Phong rời đi thì Tiểu Âm đã chạy đến. Cô nàng rất bức xúc việc Hoa Thù bắt cá hai tay. Không những thế, cô ta còn mạnh mồm chê bai Cổ Tấn. Đến giờ Tiểu Âm mới hiểu ra, Hoa Thù mập mờ với Cổ Tấn chỉ vì muốn có được Ô Già Thiên của anh ấy thôi. Khi Tiểu Âm định đi báo với Cổ Tấn thì liền bị Hoa Thù ngăn lại. Cô ta dùng thuật pháp xóa đi phần nhỏ ký ức của Tiểu Âm, khiến cô ấy không còn nhớ về việc mình thấy vừa rồi nữa. Dù vậy, Tiểu Âm vẫn cảm thấy mình có chuyện rất quan trọng cần nói với Cổ Tấn. Mà khi này anh ấy vẫn đang đợi Hoa Thù. Đợi đến khi trời sáng thì cô ta mới chịu đến. Hoa Thù lấy lý do vết thương tái phát nên tối hôm qua không đến đây được. Ngay lúc đó Tiểu Âm đã chạy đến. Cô nàng nói rằng đêm qua Hoa Thù không đến là vì có hẹn với người khác. Nhưng khi định nói người đó là ai thì Tiểu Âm lại không nhớ. Lời nói của cô nàng có phần mâu thuẫn nên Hoa Thù đã bắt bẻ được. Cô ta còn nói Tiểu Âm bịa chuyện nói dối. Nữ chính đã cố sức để chứng minh những gì mình thấy, nhưng cảm thấy Cổ Tấn không tin nên cô nàng chỉ đành thất vọng rời đi. Người vừa đi, Cổ Tấn liền nói với Hoa Thù rằng có thể Tiểu Âm có thể đã nhìn lầm, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không nói dối. Lát sau khi trở về, Hoa Thù đã nhận được tin huynh trưởng của cô ta đã bị Ưng tộc bắt giữ. Nhưng giờ làm sao tộc Khổng Tước có thể đánh lại được? Tuy đã có được Ô Già Thiên, nhưng nó là bán thần khí. Với đạo hạnh của Hoa Thù thì không thể nào khiến nó phát huy được hết năng lực. Việc này bắt buộc cô ta phải làm một chuyện. Cùng lúc đó Tiểu Âm nhà ta đang uống rượu giải sầu. Khi đang oán trách Cổ Tấn đủ điều thì cô đã bị anh ấy triệu hồi. Cổ Tấn xin lỗi Tiểu Âm vì chuyện hôm nay. Anh thừa biết cô sẽ không nói dối. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn làm cô chịu ấm ức mà rời đi. Lát sau Tiểu Âm đã nhớ đến một chuyện. Tuy cô không nhớ người hẹn hò với Hoa Thù, nhưng cô nhớ rõ người đó đã tặng cô ta đèn thước vũ. Cùng lúc này ở chỗ của Phượng Minh, anh ta đã tìm ra vị trí tiên mạch mà trước ảnh nói. Khi vừa chạm vào kết giới thì đã bị khí thiên cang của Ô Già Thiên đánh bị thương. Thấy vậy tạm thời Phượng Minh chỉ có thể rời đi. Ngày hôm sau tại chiến trường tộc Khổng Tước và Ưng tộc, Yến Sảng lấy tính mạng của Hoa Diên ra ép Khổng Tước Vương đầu hàng. Ngay lúc đó thì Hoa Thù đã xuất hiện. Không ngờ giờ đây cô ta đã thăng cấp thượng quân. Không những thế còn có thể phát huy sức mạnh của Ô Già Thiên. Sức mạnh này đánh Ưng tộc không đường nào chống đỡ được. Đến cả Yến Sảng cùng cha cô lao lên cũng không phải đối thủ của Hoa Thù. Nhìn thấy tộc nhân từng người ngã xuống, Yến Sảng chấp nhận buông tay đầu hàng tộc Khổng Tước. Cùng lúc đó ở chỗ của trước ảnh, hắn ta đang trị thương cho Phượng Minh. Sau đó giao cho anh ta một món đồ và bảo rằng hãy gieo nó xuống tiên mạch. Thế nhưng nơi đó có khí thiên cang của Ô Già Thiên bảo vệ. Trước ảnh nói Phượng Minh không cần lo, sẽ sớm thôi khí thiên cang đó sẽ biến mất, vì có kẻ đang âm thầm luyện hóa Ô Già Thiên. Quay lại với núi Đại Trạch, Nhan Thiện đã tính ra việc kiếp nạn của Cổ Tấn sắp đến. Một khi anh ấy động lòng với Tiểu Âm thì kiếp nạn sẽ diễn ra. Để ngăn chặn điều đó, Nhan Thiện quyết định tác hợp cho Cổ Tấn và Hoa Thù. Không những thế còn đưa cho Cổ Tấn mũ Phượng Huyền Tinh. Đây cũng là một món bán thần khí, lấy nó làm quà sính lễ thì còn gì bằng. Thế nhưng Cổ Tấn nhìn vào chỉ thấy cảnh Tiểu Âm đang đội chiếc mũ này. Ngoài sính lễ ra, Nhan Thiện còn chuẩn bị thư cầu hôn giúp Cổ Tấn. Dù vậy dường như anh ấy đang do dự không biết có nên cầu hôn hay không. Lát sau Tiểu Âm đã nghe được tin này từ chỗ Thanh Y. Dù rất buồn nhưng cô nàng vẫn tỏ vẻ không sao, còn rất nhiệt tình mà chúc Cổ Tấn thành công. Đến khi anh chàng đi rồi thì Tiểu Âm mới lộ ra vẻ mặt buồn bã. Cô nàng lần này thật sự không kiềm nổi những dòng nước mắt.
Trùng hợp hôm nay là lễ mừng thọ của Khổng Tước Vương, Cổ Tấn đến đây đầu tiên là để chúc mừng. Sau đó anh liền đòi lại Ô Giả Thiên, vì giờ đây chiến tranh của hai tộc cũng đã chấm dứt rồi. Nghe vậy ông ta có chút khó xử, Khổng Tước Vương nói rằng Hoa Thù đang bế quan, đợi đến khi cô ấy ra ngoài thì sẽ trao trả cho Cổ Tấn. Nhắc đến việc này rồi thôi, anh chàng không hề đề cập đến việc cầu hôn. Thấy vậy Thanh Y đã tự chủ trương, một mình đến đưa xính lễ và thư cầu hôn cho Khổng Tước Vương. Thấy được món vật báu này ông ta liền nhận lấy, mà việc này thật sự làm khó Hoa Thù. Giờ đây chấp nhận cưới cũng không được, trả lại Ô Giả Thiên cũng không được, vì trước đó cô ta đã luyện hóa Ô Giả Thiên cho riêng mình rồi, nhờ thế mới thăng cấp lên thượng quân và đánh bại Ưng tộc. Giả tâm của Hoa Thù rất lớn, cô ta muốn đạp tộc Phượng Hoàng dưới chân, trở thành tiên tộc đứng đầu tam giới. Quay lại với Tiểu Âm, cô nàng đang đi dạo cùng Hồng Dịch thì nhìn thấy Yến Sảng đang bị tộc Khổng Tước truy giết. Ngay lập tức Hồng Dịch lao đến như một cơn gió, anh chàng như một anh hùng xuất hiện cứu Yến Sảng. Nhìn thấy dáng vẻ này làm cô nàng ngơ ngác, đến khi hồi thần lại thì liền che mắt mình lại. Yến Sảng cứ tưởng rằng mình đang bị dính phải mị thuật của Hồng Dịch. Từ sau trận chiến với tộc Khổng Tước, cả hai bên đã giao ước không xảy ra chiến tranh 10 năm. Dù vậy Yến Sảng vẫn bị tộc Khổng Tước truy giết khắp nơi. Giờ đây Tiểu Âm mới biết được sự tình. Ngay từ đầu tộc Khổng Tước mới là kẻ gây chiến, người trọng thương cũng không phải là cha của Hoa Thù, mà là cha của Yến Sảng. Bởi thế cô ấy mới muốn lấy linh chi nghìn năm. Hiểu ra Cổ Tấn ngay từ đầu đã bị Hoa Thù lợi dụng, Tiểu Âm liền muốn đến tộc Khổng Tước đòi lại công đạo cho anh chàng. Mà khi này Cổ Tấn đã nhìn thấy người hầu của Hoa Thù đang giữ đèn trước vũ, việc này chứng tỏ những gì Tiểu Âm thấy là đúng. Dù vậy Cổ Tấn cũng không cảm thấy buồn lắm, vừa nhìn Thanh Y đã nhận ra rõ ràng Cổ Tấn đâu có tình ý với Hoa Thù, từ đầu đến cuối chỉ là anh mang ơn và nảy sinh lòng mến mộ với cô ta mà thôi. Đây là biết ơn chứ không phải là yêu. Lát sau Cổ Tấn cũng nhìn thấy người mà Hoa Thù hẹn hò. Trong cuộc trò chuyện này, Hoa Thù đã mang việc mình vô tình luyện hóa Ô Giả Thiên nói cho Lan Phong nghe, sau đó còn nói đến việc Cổ Tấn đến đây cầu hôn. Dường như cô ta đang muốn Lan Phong giúp mình tránh khỏi việc này. Hai người họ không hề biết Cổ Tấn đã nghe được tất cả. Anh không hề buồn khi thấy Hoa Thù có người khác, mà chỉ tự trách vì chấp niệm 10 năm trước mà làm Tiểu Âm phải chịu ấm ức đủ điều. Ngày hôm sau trên buổi tiệc, Cổ Tấn đã đứng ra đòi lại mũ huyền tinh. Anh không hề nhắc đến việc cầu hôn trước đó, mà chỉ nói rằng từng cho Hoa Thù mượn hai món bán thần khí, giờ đây đòi lại mũ huyền tinh, còn Ô Già Thiên thì sẽ tặng cho Hoa Thù, coi như là để trả ơn việc 10 năm trước Hoa Thù từng ra tay cứu anh. Vừa nghe mọi người đã hiểu ra, đây chẳng phải là vạch rõ ranh giới sao? Cổ Tấn đang muốn nói rằng từ nay sẽ không liên quan đến Hoa Thù nữa. Còn về phần của Lan Phong, anh biết được Cổ Tấn làm vậy là muốn tác hợp cho mình, thế nên liền đứng lên cầu hôn Hoa Thù trước mặt mọi người. Mà khi này Tiểu Âm đã đến nơi rồi, trước đó cô nàng đã bị kết giới của Ô Giả Thiên ngăn cản. Tiểu Âm nói rằng Ô Giả Thiên trước giờ luôn bảo vệ núi Đại Trạch, từ khi nào nó lại đứng ra bảo vệ tộc Khổng Tước rồi. Nghe qua thôi mọi người ở đây cũng đã hiểu. Lát sau tại đây Yến Sảng đã vạch tội tộc Khổng Tước, cô muốn Lan Phong Thiên Đế đứng ra làm chủ cho mình. Nhiều năm trước tộc nhân Ưng tộc đột nhiên mất tích rất nhiều, đến một ngày Ưng Vương đã tìm thấy tung tích của họ bên ngoài động vô cực của tộc Khổng Tước. Thấy thế Ưng tộc mới xin phép tộc Khổng Tước vào đó tìm người. Nhưng Khổng Tước Vương làm khó đủ điều, ông ta còn lập ra một giao ước, nếu Ưng tộc thắng được tộc Khổng Tước thì sẽ cho họ vào động vô cực tìm người. Nào ngờ trận chiến này đã kéo dài trăm năm, trong khoảng thời gian đó tộc Khổng Tước yếu thế, vậy nên bèn tung ra tin đồn Ưng tộc gây chiến. Nhờ vậy mà Hoa Thù mới có thể mượn được Ô Giả Thiên từ chỗ Cổ Tấn. Yến Sảng còn lấy ra giao ước năm đó, việc này làm Khổng Tước Vương không thể nói được gì. Thấy mọi việc đã rõ ràng, Lan Phong đứng ra cho phép Ưng tộc vào động vô cực tìm người, vì việc đó không có gì là quá đáng cả. Tưởng chừng đã xong việc thì cả đám đã bị Cổ Tấn gọi lại. Hóa ra ngay từ đầu anh đã bị lừa lấy đi Ô Giả Thiên, liên lụy Ưng tộc thảm bại dưới tay tộc Khổng Tước. Tuy họ đã ước định 10 năm không chiến tranh, nhưng 10 năm rất nhanh sẽ trôi qua, đến lúc đó làm sao Ưng tộc có thể đánh lại bán thần khí Ô Giả Thiên. Cổ Tấn muốn ước định này đổi thành 100 năm không có chiến tranh. Nghe vậy Khổng Tước Vương cười lớn, ông ta coi thường Cổ Tấn là gì mà có thể sai khiến tộc Khổng Tước. Không những thế còn thách thức, Khổng Tước Vương nói nếu mình không đồng ý thì làm sao. Nghe vậy Cổ Tấn đã xuất ra thần khí Kiếm Nguyên Thần, anh nói rằng nếu tộc Khổng Tước không đồng ý thì 10 năm sau anh và núi Đại Trạch sẽ đứng ra chiến đấu vì Ưng tộc. Một lời này khiến Khổng Tước Vương trầm mặt, đến cuối cùng đành phải nhượng bộ chấp nhận ước định 100 năm. Hên là ông ta còn biết điều đó, chứ nếu đánh thật thì tộc Khổng Tước sẽ bị xiên từng người một. Lát sau Hoa Thù đã hẹn gặp Cổ Tấn, đến giờ này rồi mà cô ta còn nói mình không cố ý luyện hóa Ô Giả Thiên. Cổ Tấn nói mình từng mến mộ cô ta, thế nhưng cũng không phải ngốc, Ô Giả Thiên là bán thần khí, phải mất bao lâu Hoa Thù mới luyện hóa được chứ. Rõ ràng cô ta đã mưu tính từ rất lâu rồi, tuy nhiên tặng thì cũng đã tặng rồi, anh từ nay sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa. Qua chuyện này cả nhóm lại lên đường đi tìm tiên nguyên của Phượng Ẩn. Lần này nơi họ cần đến là U Minh Giới, muốn đến được nơi đó phải thông qua một con đường bí mật ở nhân gian. Tại đây Hồng Dịch đã chuẩn bị 3 túi phân bò, họ trốn lên chiếc xe bò đi đến U Minh Giới. Con bò này chuyên chở ác mộng đến U Minh, phải có phân bò thì mới có thể lừa được nó.
ở bên nhau thế này Tiểu Âm liên tục bị khế ước phản phệ, chỉ có mình Hồng Dịch là nhìn ra điều đó mà thôi. Lát sau họ đã đến với U Minh giới, tại nơi này có một cây ngô đồng, nhưng trước tiên phải có sự cho phép của U Minh Vương, thế nhưng họ lại bị lính gác ngăn cản, vì U Minh Vương mỗi tháng chỉ gặp khách một lần, nếu muốn gặp ông ấy ngay thì phải có được lệnh bài của Tu Ngôn Lâu. Cứ thế ba người đã đến với nơi này, bất ngờ chủ của Tu Ngôn Lâu lại là người quen, anh ta chính là Tu Ngôn, người mà chúng ta gặp ở đầu tập 1, vừa nhìn Cổ Tấn đã nhận ra Tu Ngôn có tu vi sắp đến bán thần rồi, người ở cấp bậc này mà trước giờ lại chưa từng nghe danh. Còn về phần của Tiểu Âm, cô phát hiện nội đan của Tu Ngôn đã sắp tan nát rồi, thế nhưng kỳ lạ anh ta vẫn chưa chết, Tu Ngôn vừa gặp đã muốn thu nhận Tiểu Âm về bên mình, anh còn hứa rằng sẽ giúp cô sống đến vạn năm sau. Tiểu Âm không suy nghĩ gì về việc này, cô nàng chỉ muốn chữa nội đan giúp Tu Ngôn mà thôi, vẫn là cách cũ tự làm hại bản thân mình. Thấy vậy Tu Ngôn liền trả lại linh lực cho Tiểu Âm, anh cũng nói ra điều kiện để lấy được lệnh bài, đó là nhóm của Cổ Tấn phải tìm được đá tam sinh bị thất lạc ở nhân gian. Tuy nhiên Tu Ngôn lại không nói ra chút manh mối nào cả, thấy thế Cổ Tấn cũng không hỏi nhiều mà vội rời đi. Ngay lúc này Tu Ngôn đã mất kiểm soát muốn tấn công Tiểu Âm, nhưng rất may là anh đã lấy lại quyền kiểm soát, nội đan của Tu Ngôn sắp vỡ nát rồi. Một người nào đó khuyên Tu Ngôn hãy cướp lấy nội đan của Tiểu Âm, nội đan của thú ngưng thủy có thể chữa lành giúp Tu Ngôn, thế nhưng anh ấy không muốn làm thế, Tu Ngôn đã chuẩn bị tâm lý chết đi rồi. Trở lại với nhóm người, khi họ đang không biết tìm đá tam sinh ở đâu, thì Cổ Tấn đã có cách rồi, trước đó anh đã thu thập một ít khí tức của đá tam sinh, giờ đây chỉ cần lần theo khí tức đó là có thể tìm được. Rất nhanh họ đã đến với một cái hồ, theo chỉ dẫn của khí tức thì đá tam sinh sẽ ở gần đây, để có thể nhanh chóng tìm được. Tiểu Âm đã dùng đá ưng nhãn kêu gọi Yến Sảng đến nơi này, với ưng nhãn đại pháp của mình, cô nàng rất nhanh đã thấy được đá tam sinh nằm ở đâu, hiện nó đang bị trận pháp giam giữ ở dưới hồ, và còn có một con giao long trấn giữ. Hôm nay có dân làng gần đó đã dâng tặng lên một cô dâu gả cho giao long, họ phải làm như vậy để nó không quấy phá nữa. Dựa theo độ mạnh của kết giới, có thể thấy giao long có tu vi vạn năm, cộng thêm sức mạnh của đá tam sinh, giờ đây nó đã gần với bán thần rồi, khả năng của bốn người dám chắc không thể đấu lại. Trước tiên họ phải tìm cách phá đi pháp trận giam giữ đá tam sinh, như thế thì mới có phần thắng. Để làm được điều đó, Tiểu Âm đã giả dạng thành tân nương, nhân lúc giao long mở ra kết giới bắt người thì Cổ Tấn đã lẻn vào trong, nhờ có áo thiên hoa nên anh không hề bị phát hiện. Lát sau thì đã gặp được Tiểu Âm, con giao long đang đi lấy rượu nên không có ở đây. Nhân cơ hội này Cổ Tấn đã tìm được pháp trận giam giữ đá tam sinh, thế nhưng chưa kịp ra tay thì giao long đã trở về. Việc này bắt buộc Tiểu Âm phải tự mình ứng phó, Cổ Tấn sẽ đứng một bên chờ đợi thời cơ ra tay với giao long. Nhưng khi anh định xiên cho hắn một nhát thì đã bị hắn phát hiện, hóa ra giao long đã nhận ra Tiểu Âm không phải người phàm. Chiêu trò bắt yêu này hắn đã trải qua cả nghìn lần rồi, dễ dàng gì mà có thể lừa được hắn. Trong kết giới này giao long đã nhận ra Tiểu Âm là thú ngưng thủy, món mỏi ngon dâng đến tận miệng nên giao long muốn hút lấy nội đan của Tiểu Âm. Bên ngoài Cổ Tấn không ngừng ra sức chém vào kết giới, thế nhưng anh có nỗ lực thế nào cũng là vô dụng. Nhìn thấy Tiểu Âm sắp bị hút đi nội đan, Cổ Tấn không thể nhịn được nữa, máu của anh đã chảy vào kiếm nguyên thần. Ngay sau đó Cổ Tấn đã dùng một kiếm chém nát kết giới chó chết này, anh thành công cứu được Tiểu Âm, nhưng việc này đã khiến giao long tức giận, nó hiện nguyên hình muốn giết luôn cả hai người. Bên ngoài Yến Sảng và Hồng Dịch đã nhìn thấy kết giới biến mất, mà khi này hai người sắp không xong rồi, để cứu cho được Tiểu Âm, Cổ Tấn đã gắn liền sinh mệnh của hai người lại với nhau. Lát sau khi được giải thoát thì khế ước chủ tớ đã biến mất, hóa ra Yến Sảng và Hồng Dịch đã đến, cả bốn người lại lần nữa phối hợp với nhau. Trước đó trận pháp giam giữ đá tam sinh đã bị Cổ Tấn phá nát, giờ đây giao long không phải là đối thủ của bốn người, họ hợp sức hình thành ngũ hành trận giết chết giao long. Lát sau Tiểu Âm đã phát hiện khế ước chủ tớ đã không còn, cô nàng dám chắc như thế, vì giờ đây cô không còn bị khế ước phản vệ khi suy nghĩ về Cổ Tấn, họ đã lấy được đá tam sinh nên liền trở về dưỡng thương. Mà khi này ở Tĩnh U Cốc Hồng Nhược đã bị ám toán, cô nàng giờ đây chỉ còn lại một nửa sức mạnh, bên trong lại còn bị hạt giống hoa thí thần áp chế, cứ thế Thanh Lâm đã thành công cướp đoạt được thân xác này. Trở lại với Tiểu Âm nhà ta, cô nàng đang rất vui vẻ vì khế ước đã không còn nữa, giờ đây không gì có thể ngăn cản cô suy nghĩ về Cổ Tấn. Đang cười ngốc thì Hồng Dịch đã đến, anh chàng bảo rằng giờ đây không còn khế ước nữa, Tiểu Âm có thể tự do đi tìm núi Ngưng Vân rồi, đó là thánh địa của tộc Ngưng Thú, nếu tìm được thì Tiểu Âm sẽ có cơ hội phục hưng tộc của mình. Những gì họ nói Cổ Tấn đứng ngoài đã nghe được tất cả, cứ ngỡ Tiểu Âm đang muốn rời xa mình, Cổ Tấn không ngăn lại điều đó mà còn để cô nàng đi, vì dù gì chuyện phục hưng tộc Ngưng Thú cũng là tâm nguyện của Tiểu Âm. Thế nhưng cô nàng đâu có định đi như vậy, Tiểu Âm không muốn rời xa Cổ Tấn, cô vẫn muốn cùng anh đi tìm tiên nguyên của Phượng Ẩn, nhưng đòi ở lại với lý do gì đây? Tiểu Âm ngại ngùng không dám nói ra lòng mình, Cổ Tấn cũng y như thế, không muốn người ta đi nhưng vẫn cứng mồm, cứ thế hai người đã quyết định không đi cùng nhau nữa. Mà khi này ở núi Đại Trạch, Nhàn Trúc đã phát hiện khí thiên cang của Ô Già Thiên đã biến mất, giờ đây đã không còn trận pháp bảo vệ núi Đại Trạch, Nhàn Thiện dự định sẽ cùng Nhàn Trúc thắp đèn cửu tinh. Bên ngoài Phượng Minh đã nghe lén được việc này,
Đèn cửu tinh là pháp khí hộ sơn còn lợi hại hơn ô giả thiên, nếu để nó thắp lên thì sẽ không còn cơ hội đi vào tiên mạch nữa, bằng mọi giá Phượng Minh không để điều này xảy ra. Trong lúc vô tình hắn đã phát hiện bí mật của Nhàn Trúc, anh ấy thế mà đang giữ một nữ tử phàm nhân ở núi Đại Trạch, cô ấy dương số đã tận nhưng Nhàn Trúc vẫn giữ ở bên mình, đây chẳng phải là làm trái với luật của thiên cung sao? Cứ thế Phượng Minh đã nghĩ ra cách đối phó. Quay lại với nhóm người, khi Tiểu Âm sắp rời đi lại xảy ra chuyện, Đá Tam Sinh đột nhiên thoát ra và chạy đi mất, cả đám đi tìm một hồi vẫn không thấy, đến cuối cùng lại phát hiện cô ấy đang ở trước mặt mình, hóa ra đây là dạng hóa hình của Đá Tam Sinh, cô ấy bảo mình sẽ không trở về U Minh giới đâu, vì trước khi rời đi cô nàng đã thể độc, nếu không thể trở thành Nguyệt Lão thì sẽ không trở về. Đá Tam Sinh yêu say đắm một vị bán thần, nhưng theo đuổi mãi mà hắn ta vẫn không chịu, đó cũng là lý do Đá Tam Sinh muốn trở thành Nguyệt Lão, khi đó cô ấy sẽ nối tơ hồng cho bản thân và vị bán thần kia. Điều kiện trở thành Nguyệt Lão rất khó, cần phải nối một vạn dây tơ hồng có vận mệnh đặc biệt thì mới được. Tuy nhiên là Đá Tam Sinh sắp hoàn thành rồi, cô nàng chỉ còn thiếu hai đôi nữa thôi. Trùng hợp tại đây đã có luôn rồi, cặp đôi đầu tiên là Tiểu Âm và Cổ Tấn, hai người trước đó là chủ tớ, vận mệnh quá ư là đặc biệt. Cặp đôi thứ hai là Yến Sảng và Hồng Dịch, vận mệnh cũng đặc biệt không kém. Giờ đây chỉ cần họ chịu chấp nhận cho Đá Tam Sinh nối tơ hồng, khi hoàn thành rồi thì cô ấy sẽ chịu trở về U Minh giới. Nghe vậy Hồng Dịch là người duy nhất không đồng ý. Tuy nhiên Đá Tam Sinh nói rằng chỉ cần giả vờ thôi cũng được. Cô ấy sẽ đeo cho hai cặp đôi hai sợi tơ hồng. Trên đó có một loại quả, chỉ cần hẹn hò một ngày thôi. Giả vờ yêu nhau đến khi loại quả đó chín là được. Những hành vi thân mật như ghen tuông hoặc nói lời yêu thương đều sẽ thành công. Cứ thế hai cặp đôi chỉ đành nghe theo mà thôi. Ngay lúc này Tiểu Âm phát hiện mình làm rơi quyến tiên lục. Thấy thế cô nàng vội vàng đi tìm nó. Trùng hợp sao người tìm được lại là Cổ Tấn. Tiểu Âm vô cùng ngại ngùng không biết giải thích thế nào. Cô nàng tưởng rằng Cổ Tấn đã nhìn thấy tên anh trong đó, nhưng kỳ lạ rằng Cổ Tấn dường như không vui lắm. Đến khi Tiểu Âm mở quyến tiên lục ra xem, lại bất ngờ thấy tên của Cổ Tấn đã đổi thành Hồng Dịch. Hóa ra Hồng Dịch đã tự tiện ghi tên của mình vào đó. Mà khi này Cổ Tấn cũng nhận ra nét chữ vừa rồi không phải của Tiểu Âm viết. Lát sau thì anh chàng đã nhìn thấy cảnh Tiểu Âm đang trách mắng Hồng Dịch. Cô nàng còn lỡ mồm nói ra việc tên của Cổ Tấn được ghi trong đó. Nghe vậy Cổ Tấn vui sướng ra mặt. Lát sau cũng đến lúc đi hẹn hò rồi. Cổ Tấn mua đồ ăn ở nhân gian cho Tiểu Âm, sau đó còn nắm tay cô nàng đi dạo khắp phố. Những hành động ân cần này đã làm Tiểu Âm nhà ta rung động, cũng vì thế mà loại quả kia dần lớn lên. Còn về phần cặp đôi bên này, Hồng Dịch cũng loay hoay đi mua đồ, nhưng không phải tặng Yến Sảng mà là Tiểu Âm. Thấy thế Yến Sảng tức lắm, nhưng không ngờ loại quả kia vẫn lớn lên, đây có lẽ là ghen tuông rồi. Yến Sảng từ lâu đã thích Hồng Dịch rồi mà không dám nói, hai anh chị ngoài cãi nhau ra thì không nói được gì tốt đẹp cả. Trong lúc trò chuyện Yến Sảng đã nhìn thấy bảo vật trên tay anh, cô nàng tiện thể cũng giải thích món đồ này rất quý giá, người tặng Hồng Dịch chắc chắn rất quan tâm đến anh. Nghe vậy anh chàng cũng có chút suy nghĩ. Quay về với cặp đôi bên này, Tiểu Âm và Cổ Tấn đang tham dự một cuộc thi để lấy được chiếc chuồn chuồn tre mà Tiểu Âm rất thích. Hai người ăn mãi đến sợi mì cuối cùng đã dừng lại. Khi đang suy nghĩ có nên ăn tiếp không thì đội kế bên đã ăn xong. Cứ thế hai người đã thua cuộc thi mất rồi. Nhưng đổi lại loại quả kia đã chín. Cùng lúc này ở Thiên Cung, Phượng Minh đã mang việc xấu của Nhàn Trúc báo cáo lên đây. Mà khi này ở núi Đại Trạch, Hồng Trù đã đến đây làm loạn. Vì giờ đây kiếp nạn của Cổ Tấn sắp đến rồi. Nhàn Thiện và Nhàn Trúc không thể hiểu nổi. Có khế ước chủ tớ thì sao mà Cổ Tấn động lòng với Tiểu Âm được, chỉ có thể hiểu là khế ước đó đã bị giải trừ. Hồng Trù rất tức giận vì việc này, bà ấy muốn tự tay hạ sát Tiểu Âm để trừ hậu hoạn. Nghe vậy Nhàn Thiện cực lực phản đối, dù sao Tiểu Âm cũng là người của núi Đại Trạch, anh nhất quyết không để Hồng Trù làm hại đến Tiểu Âm. Nhàn Thiện đã đưa ra một cách giải quyết, núi Đại Trạch sẽ trả một cái giá vô cùng lớn để ngăn chặn kiếp nạn cho Cổ Tấn. Nghe vậy Hồng Trù tạm thời yên tâm mà rời đi, hiện tại vẫn chưa biết Nhàn Thiện dự định làm gì. Mà khi này Thiên Binh đã đến bắt Nhàn Trúc về hỏi tội. Quay lại với hai cặp đôi, giờ đây họ sắp hoàn thành việc mà Đá Tam Sinh giao cho rồi, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là thành thân nữa thôi. Tuy nói là chỉ cần giả vờ, nhưng dường như Đá Tam Sinh thật sự muốn tác hợp cho hai cặp đôi này. Trước khi thành thân Cổ Tấn đã xin phép đi đâu đó, đến tối quay lại anh đã mang về chiếc chuồn chuồn tre. Hóa ra Cổ Tấn đi tìm thứ này, anh phải làm công cả ngày trời mới đủ tiền mua nó. Tuy chỉ là thành thân giả mà thôi, thế nhưng Cổ Tấn vẫn muốn tặng quà xính lễ cho Tiểu Âm. Đây cũng là tâm ý thật lòng của anh. Tại đây Cổ Tấn đã nói ra lòng mình cho Tiểu Âm biết. Nghe được những lời này Tiểu Âm rất vui. Cô nàng bằng lòng nhận lấy quà xính lễ từ anh. Không dài dòng như hai người, Yến Sảng bên này khi đang đội khăn trùm đầu thì vấp té, vô tình sao lao vào Hồng Dịch và hôn anh. Đơn giản thế thôi loại quả kia đã chín đỏ. Nụ hôn vừa rồi cũng đã làm Hồng Dịch ngại ngùng. Đá Tam Sinh nhận ra đây là nụ hôn đầu của anh chàng. Mà khi này Cổ Tấn và Tiểu Âm đã đến bước cuối cùng rồi. Hai người hoàn thành buổi thành thân và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Vừa xong việc thì cả đám đã lao vào. Đá Tam Sinh đến đây thu lại loại quả kia. Giờ đây cả hai cặp đôi đều hoàn thành nhân duyên rồi. Nhưng kỳ lạ Đá Tam Sinh vẫn chưa trở thành Nguyệt Lão.
Cô mở sách tờ hồng ra thì thấy có một cặp đôi đã xảy ra chuyện, vừa nhìn Cổ Tấn đã nhận ra cái tên này chẳng phải Nhàn Trúc hay sao. Đá Tam Sinh nói rằng anh ấy sắp bị trời phạt, đến khi nhóm người đến nơi thì Nhàn Trúc sắp không xong rồi. Tất cả đệ tử núi Đại Trạch đã quỳ xuống cầu xin cho Nhàn Trúc, nhưng Lan Phong Thiên Đế đâu thể nào thiên vị một ai được. Tiên giới và nhân gian vốn khác biệt, cao sang thấp hèn không thể vượt qua. Nhàn Trúc đã phạm phải luật trời thì phải chịu trừng phạt. Nghe vậy Tiểu Âm liền phản bác, chúng sinh đều do tổ thần Kình Thiên tạo ra, cớ sao lại phân ra cao thấp sang hèn. Lời nói này của Tiểu Âm có phần mạo phạm Thiên Cung, nhưng rất may là Lan Phong không trách phạt cô ấy. Thấy việc không thể ngăn cản được, tất cả đệ tử núi Đại Trạch đã đứng ra chịu thay hình phạt giúp Nhàn Trúc. Tấm lòng đoàn kết của họ cảm động được Lan Phong, luật lệ cũng không bỏ qua tình người. Lan Phong chấp nhận cho họ cùng chịu phạt với Nhàn Trúc, tuy nhiên chỉ có những người đạt cấp hạ quân mới được chịu phạt cùng. Cứ thế cả đám đã đứng ra chịu thay Nhàn Trúc, họ ngã xuống rồi liền đứng dậy không chịu khuất phục. Tiểu Âm ở bên dưới chỉ có thể đau khổ đứng nhìn. Khi này Nhàn Trúc không nỡ nhìn các đồng môn chịu khổ, anh đã đánh bay mọi người ra ngoài, số roi còn lại Nhàn Trúc sẽ tự mình gánh lấy. Cứ thế từng roi được quật xuống, Nhàn Trúc đến cuối cùng đã ra đi. Tiên nguyên của anh ấy đã bị đánh bay khỏi cơ thể, giờ đây chỉ còn lại thân xác mà thôi. Nếu không kịp thời tìm lại tiên nguyên thì thân xác này sẽ tan biến. Hồ tộc có một món pháp bảo có thể cứu được Nhàn Trúc, Hồng Dịch về đây để lấy nó đi. Trước đó nhờ có Yến Sảng giải thích, Hồng Dịch đã hiểu ra và không còn ghét cô của mình nữa. Nhưng giờ đây anh không biết cô mình đã bị Thanh Lâm đoạt xác, cô ta không cho phép Hồng Dịch lấy đi pháp bảo. Không những thế còn nói ra những lời cay độc, việc này làm Hồng Dịch thất vọng về cô mình. Anh chỉ quay về mà không mang theo được pháp bảo. Đúng lúc này Phượng Minh đã đến cầu kiến. Hắn ta lấy ra đèn nhiên hồn, thứ này có thể tìm ra tiên nguyên của Nhàn Trúc, thế nhưng phải dùng linh lực của tiên mạch rót vào thì mới dùng được. Để có thể cứu được Nhàn Trúc, Nhàn Thiện buộc lòng phải dùng đến tiên mạch của núi Đại Trạch. Cả đám đã đến đây xuất hồn đi tìm tiên nguyên của Nhàn Trúc. Nhân cơ hội đó, Phượng Minh đã gieo hạt giống của Hoa Thí Thần xuống tiên mạch. Rất nhanh ở con đường đầu thai chuyển kiếp, Cổ Tấn đã tìm được Nhàn Trúc và đưa anh ấy về. Nhưng khi này họ đã bị U Minh Vương tấn công. Nhàn Trúc trước đó đã đến đây làm loạn để tìm người mình yêu, anh phạm vào luật của U Minh giới nên mới bị bắt. U Minh Vương đánh hồn phách của Cổ Tấn quay về cơ thể, chấn động đó vô tình đã hủy đi hạt giống của Hoa Thí Thần. Trước khi rời đi, Phượng Minh đã để lại một mật phù, thứ đó có thể giúp Phượng Minh lần sau đi vào tiên mạch mà không bị phát hiện. Nhưng giờ đây làm gì còn hạt giống của Hoa Thí Thần nữa, cả tam giới này chỉ còn một hạt mà thôi. Trước ảnh tiết lộ hạt giống cuối cùng đó đang nằm ở Thiên Cung. Cùng lúc này Cổ Tấn và Tiểu Âm đã đến U Minh giới, họ đưa Đá Tam Sinh về và lấy được lệnh bài gặp mặt U Minh Vương. Có được thứ này thì sẽ có thể yêu cầu U Minh Vương làm một việc, nhưng nếu họ dùng để cứu Nhàn Trúc, thế thì sẽ không thể lấy được tiên nguyên của Phượng Ẩn ở U Minh giới. Dù vậy việc cấp bách trước mắt là cứu Nhàn Trúc, họ dự định sẽ dùng món bảo vật khác để đổi lấy tiên nguyên của Phượng Ẩn. Nghe vậy U Minh Vương đã ra điều kiện, chỉ cần Tiểu Âm giao ra một nửa linh lực nội đan, thế thì sẽ có thể lấy tiên nguyên của Phượng Ẩn đi. U Minh Vương còn tiết lộ tại nơi này có tận 2 mảnh tiên nguyên của Phượng Ẩn. Nghe vậy Tiểu Âm vội đồng ý, nhưng Cổ Tấn không cho phép điều đó xảy ra. Anh đoán U Minh Vương muốn nội đan của Tiểu Âm là vì cứu người. Cổ Tấn nguyện dốc sức đi thu thập kỳ chân dị bảo khắp tam giới để giúp U Minh Vương cứu người, nhưng tuyệt đối sẽ không để Tiểu Âm tổn hại dù chỉ một chút. Nghe vậy U Minh Vương chỉ đành từ bỏ ý định của mình. Anh ta muốn lấy nội đan của Tiểu Âm là muốn cứu Tu Ngôn. Dường như hai người này có quan hệ gì đó với nhau. Còn về người mà Đá Tam Sinh yêu say đắm cũng chính là U Minh Vương. Quay lại núi Đại Trạch, nhờ lấy được tiên nguyên trở về mà Nhàn Trúc đã sống lại. Nhưng sống làm gì cơ chứ, người thương của Nhàn Trúc giờ đây đã hồn bay phách tán rồi. Lát sau Hồng Chủ đã đến đây, vừa gặp cô ta đã hành lễ với Cổ Tấn. Ước muốn bấy lâu nay của Hồng Chủ là thấy Cổ Tấn quay về thần giới bảo vệ chúng sinh, đợi một ngày anh thức tỉnh thần lực thì sẽ có thể quay về. Nhưng Cổ Tấn chưa từng có ý định quay về. Tại đây anh có sứ mệnh chưa hoàn thành, có bạn bè đồng môn và còn có cả người anh yêu. Nghe đến đây Hồng Chủ rất khó chịu, cô ta tiết lộ cho Cổ Tấn biết Tiểu Âm chính là kiếp nạn của anh. Thế nhưng Cổ Tấn không quan tâm, chỉ cần tìm được số tiên nguyên còn lại của Phượng Ẩn, thế thì sẽ có thể hoàn thành kiếp nạn này rồi. Cả đời này Cổ Tấn nguyện ở lại đây bảo vệ Tiểu Âm, anh không cần thứ thân phận chân thần kia. Lời này làm Hồng Chủ rất tức giận, cô ta trách Cổ Tấn trẻ người non dạ, chỉ vì một con thú ngưng thủy mà từ bỏ thần vị. Nhưng đối với Cổ Tấn, nếu đến người mình yêu cũng không bảo vệ được, thế thì nói gì đến việc ngồi trên thần vị bảo vệ chúng sinh. Dù đã nghe được toàn bộ suy nghĩ của Cổ Tấn, nhưng dường như Hồng Chủ vẫn không chịu bỏ qua cho Tiểu Âm. Mà khi này tình cảm của hai người đang rất tốt, để có thể ở bên nhau mãi mãi, Cổ Tấn muốn ngày mai sẽ cùng Tiểu Âm đến điện Hiên Diên, kết khế ước nhân duyên và trở thành đạo lữ. Cô nàng rất hạnh phúc đồng ý chuyện này, không biết tình cảm của họ có kéo dài được không. Tối đó Tiểu Âm mãi mà vẫn không ngủ được, cô nàng muốn chuẩn bị thật tốt cho ngày mai. Khi đang tính toán nên mặc gì thì Hồng Chủ đã đến đây. Cô ta nói rằng vết thương của Nhàn Trúc vẫn chưa khỏi hoàn toàn, giờ đây vẫn cần một thứ để chữa thương cho anh ấy, mà thứ này chỉ có thú ngưng thủy mới lấy được thôi.
Hồng Trù đã dẫn Tiểu Âm đến một vách đá để hái quả vong ưu. Kết giới của nơi này hội tụ linh khí tam giới, chỉ có thú ngưng thủy mới có thể vào trong mà thôi. Việc này bắt buộc Tiểu Âm phải tự mình vào trong hái quả. Khi cô vừa lấy được thì đã bị Hồng Trù ám toán. Trong thời khắc nguy hiểm, Nhàn Thiện đã xuất hiện hút Tiểu Âm ra ngoài. Hóa ra anh biết Hồng Trù sẽ ra tay, thế nên luôn theo dõi để bảo vệ Tiểu Âm. Khi Hồng Trù lại định ra tay thì Nhàn Thiện đã đưa Cổ Tấn đến đây. Nhìn thấy tình hình này, Cổ Tấn nhận ra Hồng Trù đang định làm hại Tiểu Âm. Ngay lập tức anh liền đặt hồn ấn của mình lên người cô ấy. Từ nay nếu cô ấy gặp nguy hiểm thì anh sẽ biết, việc đặt hồn ấn này rất có hại cho cơ thể. Dù vậy Cổ Tấn vẫn thực hiện, anh muốn cho Hồng Trù thấy quyết tâm bảo vệ Tiểu Âm của mình, để cô ta đừng tái diễn việc làm vừa rồi lần nào nữa. Người vừa đi Hồng Trù đã oán trách Nhàn Thiện, tuy nhiên anh ấy đã có cách khác cứu chữa tình hình này rồi. Nhàn Thiện lấy ra sáo vong niệm, dùng thứ này có thể lấy ra tơ tình của Cổ Tấn, chỉ cần không còn yêu Tiểu Âm thì sẽ tránh được kiếp nạn. Hồng Trù cũng không cần phải làm hại đến Tiểu Âm nữa. Hôm sau khi Tiểu Âm tỉnh lại, cô nàng vẫn còn rất mệt vì chuyện ngày hôm qua. Tiểu Âm muốn nhanh chóng khỏe lại để có thể kết khế ước nhân duyên với Cổ Tấn, nhưng ước muốn này quả thật quá xa vời. Khi Cổ Tấn đang điều dưỡng nguyên thần thì Hồng Trù đã đến đây sử dụng sáo vong niệm, rất nhanh chóng đã rút đi sợi tơ tình của Cổ Tấn, khiến anh quên đi tình cảm của mình đối với Tiểu Âm. Khi lấy được tơ tình, Hồng Trù muốn thiêu hủy nó luôn, thế nhưng không ngờ sợi tơ tình này lại kiên cố một cách lạ thường, không hủy được, Hồng Trù chỉ đành giữ nó lại. Sáng hôm sau Tiểu Âm đã khỏe hẳn rồi, cô nàng đang diện đồ thật đẹp để đến gặp Cổ Tấn. Hôm nay là ngày quan trọng nên phải mặc đồ thật lộng lẫy mới được. Hồng Dịch biết Tiểu Âm sắp kết khế ước nhân duyên với Cổ Tấn thì rất buồn, anh không thèm nói gì nữa mà quay đầu trở về yêu giới. Lát sau Tiểu Âm đã đến phòng tìm Cổ Tấn, bất ngờ lại thấy anh chàng ngủ vẫn chưa thức. Tiểu Âm cố đánh thức anh dậy để không trễ mất giờ lành. Nghe cô nàng nói đến khế ước, Cổ Tấn nhớ đến mình từng có khế ước chủ tớ với cô, nhưng trước đó đã bị giải trừ mất rồi. Cổ Tấn cứ nghĩ hôm nay Tiểu Âm muốn kết lại khế ước chủ tớ. Tuy rằng không nhớ về tình cảm của mình đối với Tiểu Âm, nhưng Cổ Tấn vẫn nhớ cô từng là linh thú của mình. Nhớ một Tiểu Âm luôn vui vẻ hoạt bát suốt ngày bám theo anh, thấy cô nàng có hành động thân mật với mình, Cổ Tấn liền nhắc nhở phải biết giữ chừng mực khi ở cùng nam nhân. Nhưng đối với anh sao cô phải giữ chừng mực cơ chứ? Lát sau khi kết khế ước, Cổ Tấn mới nhận ra, Tiểu Âm đang muốn kết khế ước nhân duyên với mình. Anh tá hỏa nói rằng khế ước nhân duyên sao có thể kết tùy tiện được. Tiểu Âm không hiểu sao anh lại nói thế. Rõ ràng hôm qua anh là người muốn kết khế ước với mình mà. Nhắc đến việc này Cổ Tấn có hơi nhức đầu rồi. Thấy anh như thế, Tiểu Âm liền hôn anh một phát, nhưng không những không gợi nhớ được gì mà còn khiến Cổ Tấn tức giận rời đi. Tiểu Âm vẫn không từ bỏ, cô nàng đuổi theo để hỏi rõ thì đã chạm mặt Hồng Trù. Tại đây cô ta đã nói ra thân phận của Cổ Tấn, anh là tiểu thần quân con của hai vị thượng thần. Cổ Tấn chỉ xuống hạ giới rèn luyện để tìm lại thần lực mà thôi, sẽ có một ngày anh ấy trở về thần giới ngồi lên thần vị. Với thân phận đó, làm sao Cổ Tấn có thể yêu thích một con thú ngưng thủy nhỏ bé cơ chứ? Hồng Trù khuyên Tiểu Âm đừng nên mơ mộng hảo huyền nữa, cũng đừng nên bám giết tiểu thần quân không chịu buông. Tiểu Âm buồn bã đi được một lát thì đã gặp Nhàn Trúc, cô nàng đến hỏi anh về chuyện của Cổ Tấn. Nhàn Trúc nhận ra Tiểu Âm đã biết thân phận của tiểu thần quân, anh liền khuyên cô hãy nên từ bỏ, thân phận của hai người quá khác biệt, đừng nên cưỡng cầu làm gì, nếu không sẽ lâm vào cảnh ngộ của anh hiện giờ. Nỗi đau người thương âm dương cách biệt thật sự rất đau đớn. Ở một bên Nhàn Thiện cũng nhìn thấy việc này, anh dường như đang tự trách bản thân quá nhẫn tâm chia lìa đôi lứa. Nhưng chuyện đã lỡ mất rồi, việc tiếp theo cần làm là tách hai người họ ra mỗi người một nơi. Nhàn Thiện bảo Cổ Tấn hãy mau chóng đến Thiên Cung nhậm chức, trước đó anh ấy đã thắng trong đại hội rèn luyện, thế nên giờ đây phải đến Thiên Cung làm việc rồi. Còn về phần của Tiểu Âm, Nhàn Thiện tiết lộ cho cô ấy biết tung tích của núi Ngưng Vân, nơi này Tiểu Âm đã tìm rất lâu rồi. Trước khi khởi hành đến đó cô cũng có hỏi về Cổ Tấn, thì được biết anh ấy đã đến Thiên Cung làm việc. Tiểu Âm chỉ có thể buồn bã mà rời đi. Lần này đến núi Ngưng Vân cô nàng không đi cùng ai cả, mà chỉ mang theo muội muội Tiểu Vũ của mình mà thôi. Cùng lúc này ở yêu giới, Hồng Dịch trở về đây ngày ngày chìm trong men rượu, nhưng anh vẫn không thể nào quên được hình bóng của Tiểu Âm, không thể chịu nổi nữa rồi. Hồng Dịch lại mò về núi Đại Trạch tìm cô ấy, bất ngờ được biết Tiểu Âm và Cổ Tấn không kết khế ước nhân duyên. Không những thế còn nghe được Tiểu Âm đang đến núi Ngưng Vân, mà khi này cô ấy đã đến nơi rồi. Đây là thánh địa của thú ngưng thủy, một nơi vô cùng dồi dào linh lực, vạn năm nay chưa từng có một ai tìm được nơi này và bước chân đến. Ở đây có hồ huyền rất thích hợp cho Tiểu Vũ ấp trứng. Ngày ngày Tiểu Âm ngồi chờ đợi muội muội của mình phá vỏ chui ra, khi cô đang buồn bã thì Hồng Dịch đã đến. Tiểu Âm vui vẻ giới thiệu núi Ngưng Vân của mình cho anh biết, cô nàng còn hứa sẽ cho anh một mảnh đất muốn ở đến khi nào cũng được. Khi họ đang vui vẻ thì đã có một tiên quân đến nơi này, hiện tại động phủ núi Ngưng Vân là vô chủ, nếu muốn ở đây thì phải xin phép Thiên Cung thì mới được, nếu chưa được phép thì phải mau chóng rời khỏi. Thân phận thú ngưng thủy của Tiểu Âm không thể tiết lộ ra được, nên giờ đây cô nàng không biết phải làm sao để giữ lại núi Ngưng Vân của mình. Đúng lúc đó Yến Sảng đã đến thăm hỏi. Khi biết rõ sự tình vừa diễn ra, Yến Sảng đề nghị Tiểu Âm đi thi tiên quan, đến khi thăng chức tiên quan ngũ phẩm, thế thì có thể xin phép Thiên Cung ban tặng núi Ngưng Vân cho mình. Ngoài ra đến Thiên Cung rồi còn có thể gặp mặt Cổ Tấn,
đến lúc đó Tiểu Âm sẽ có cơ hội hỏi rõ về việc của hai người. Nghe vậy cô nàng quyết định sẽ đến Thiên Cung. Tại đây Lan Phong đang tiếp đãi gia đình của Hoa Thù. Khổng Tước Vương nghĩ rằng giờ đây Thiên Đế là con rể mình, thế nên ông ta muốn dùng quan hệ này giúp con trai ông ta lên Thiên Cung làm tiên quan. Nghe vậy Lan Phong liền từ chối. Anh được Thiên Đế Phượng Nguyên phó thác tạm thời giữ chức Thiên Đế, đâu thể nào vì tình riêng mà thiên vị một ai được. Nếu con trai Khổng Tước Vương muốn làm tiên quan thì hắn phải thông qua được quy trình tuyển chọn thì mới được. Nghe được những lời này làm Khổng Tước Vương khó chịu, thiệt đúng là nhìn cha con nhà này ai cũng thấy ghét. Hôm sau Tiểu Âm đã đến với Thiên Cung, nhưng mới có vòng gửi xe thôi cô nàng đã bị đuổi. Ngự Phong Tiên Tôn cảm thấy linh lực của Tiểu Âm quá yếu, không thích hợp làm việc ở Thiên Cung. Tuy nhiên Tiểu Âm bảo rằng mình có thể chịu khổ nhọc được, dù giao cho cô mấy việc làm khổ sai thì cô vẫn chấp nhận làm. Nghe vậy Ngự Phong đã cho Tiểu Âm đến điện ti binh làm việc, Hồng Dịch cũng đến nơi này tham gia ứng tuyển. Anh dự định sẽ theo Tiểu Âm vào điện ti binh, thế nhưng xui xẻo thế nào lại bị Ngự Phong nhắm trúng. Ông ấy trói Hồng Dịch lại muốn thu nhận anh về điện ti phong của mình. Lát sau Tiểu Âm đã đến với điện ti binh, tại đây cô nàng vừa mở cửa ra đã bị một cơn gió thổi bay. Cứ thế đến tận tối Tiểu Âm cũng chưa vào được bên trong. Cô nàng ngồi ngoài này ăn kẹo thì bị cơn gió kia cướp mất. Thấy thế Tiểu Âm lại đưa ra vài viên kẹo nữa. Nhân lúc người bên trong mở cửa lấy kẹo cô nàng liền chạy vào. Nhưng bên trong này lại chẳng có ai cả. Thấy thế Tiểu Âm lại ném ra những viên kẹo của mình. Ngay lập tức bắt được một thanh kiếm đang ăn kẹo của cô. Rằng có một hồi thì thanh kiếm đã hóa hình. Ông ta tên là Phục Trần và là phó trưởng điện ti binh. Vừa giới thiệu xong Phục Trần lại xin thêm vài viên kẹo. Tuy nhiên việc gì Tiểu Âm phải cho lão già này cơ chứ. Trước đó ông ta còn thổi gió không cho cô vào đây. Nhưng hỏi ra thì mới biết Phục Trần do ăn kẹo nhiều nên bị sâu răng. Mỗi lần đau răng ông ấy lại hét lên và tạo ra cơn gió kia. Thấy vậy Tiểu Âm đã dùng thuật trị thương của mình giúp Phục Trần. Cứ thế từ hôm nay hai người đã trở thành bằng hữu. Lát sau Tiểu Âm đã đi ngang điện chiến thần và nhìn thấy Cổ Tấn. Cô ngay lập tức chuẩn bị món bánh mà anh yêu thích. Vừa nhìn thấy nó Cổ Tấn đã biết Tiểu Âm có mặt ở đây. Gặp lại cô anh chàng rất tự nhiên hỏi thăm đủ thứ. Tuy rằng hiện giờ không có tình cảm gì cả, nhưng Cổ Tấn vẫn xem cô là người nhà và là sư muội của mình. Tiểu Âm đã suy nghĩ kỹ rồi, cô nhận ra hiện giờ Cổ Tấn đã quên đi tình cảm đối với mình. Nhưng như thế thì có sao đâu cơ chứ. Tiểu Âm quyết định sẽ khiến anh thích mình thêm một lần nữa. Cô nàng nói ra những lời này mà sắp khóc đến nơi rồi. Cổ Tấn vẫn không hiểu sao Tiểu Âm lại như thế. Khi anh định khuyên ngăn thì đã bị cô nàng nhét bánh vào mồm và rời đi. Trên chiếc bánh đó cũng mang theo tâm tư của Tiểu Âm nhà ta. Còn ở bên này, Hồng Dịch đang ở điện ti phong thì nghe tin Hồ Tộc gặp nạn. Anh trở về liền thấy trưởng quản Hồng Mị đã bị ai đó sát hại. Nhìn vết thương trên cổ Hồng Dịch thấy rất quen mắt. Hiện giờ Thanh Lâm đang trong cơ thể Hồng Nhược. Cô ta lấy thân phận này nói rằng Hồng Mị là do tiên tộc giết, nhằm mục đích lần nữa khơi mào đại chiến tiên yêu. Tuy vậy Hồng Dịch vẫn rất lý trí. Anh biết vết thương đó không phải do tiên tộc gây nên. Anh khuyên mọi người trước khi tìm ra hung thủ thì đừng nên gây chuyện với tiên tộc. Hóa ra người giết Hồng Mị chính là Thanh Lâm. Cô ta đã dùng một loại vũ khí nào đó để làm việc này. Quay lại với Thiên Cung, khi này Tiểu Âm đang bắt tay vào việc của điện ti binh. Đó là tẩy trần cho các binh khí ở nơi này. Tuy nhiên đang có 3 tiên binh đã mở linh trí. Họ nhất quyết không chịu thực hiện việc tẩy trần. Nhiệm vụ của Tiểu Âm chính là thuyết phục đám người này. Nhưng họ cứ bay tới bay lui như vậy thì làm gì được chứ. Tiểu Âm đã cố giữ bình hồ lô lại nhưng chỉ là vô dụng. Lát sau còn bị kiếm thái hư hất bay vào cột nhà. Đúng lúc này Yến Sảng đã có mặt dạy dỗ 3 tiên binh. Với khả năng của cô 3 người họ không phải là đối thủ. Yến Sảng nói mình hôm nay đến nhận chức trưởng điện điện ti binh. Còn bảo rằng nếu các tiên binh không nghe lời thì sẽ mang họ bỏ vào lò thiêu. Nghe vậy thì họ đã sợ rồi. Nhưng việc tẩy trần rất đau nên họ không muốn thực hiện. Việc này rất nhanh đã giải quyết được. Với khả năng của thú trị thương, Tiểu Âm đã biến việc tẩy trần không còn đau đớn nữa. Ngược lại nó còn giống như là massage làm các tiên binh rất thích thú. Cứ thế nhờ sự có mặt của Yến Sảng và Tiểu Âm, công việc của điện ti binh đã đâu vào đấy cả rồi. Lan Phong đến quan sát nơi này thì cũng khen họ hết lời. Tuy là thiên đế nhưng anh vẫn luôn tự mình kiểm tra mọi việc. Tinh thần trách nhiệm này khiến Tiểu Âm rất ngưỡng mộ. Hai người còn trò chuyện giống như là bạn bè của nhau vậy. Tối đó Hồng Dịch đã trở về Thiên Cung. Anh kể cho mọi người về vết thương trên cổ Hồng Mị. Đó chắc chắn là do tịch diệt luân của cha anh gây ra. Trước kia Hồng Dịch cứ tưởng món vũ khí này đang ở Thiên Cung. Nhưng không ngờ giờ nó lại xuất hiện ở yêu giới, mà khi này ở điện chiến thần. Dựa theo sách cổ nam chính đã biết ở điện ti binh có một cây ngô đồng. Ngay lập tức anh đã đến tìm xem thế nào. Gặp Tiểu Âm anh chàng còn diện cớ mình thiếu một chiến bào, thế nên cần cô may giúp mình một chiếc. Trong lúc đó Cổ Tấn có hỏi đến cây ngô đồng. Nghe được lời này Phục Trần dường như có phản ứng. Nhưng cuối cùng ông ấy lại nói ở đây không có cây ngô đồng nào hết. Còn thúc giục Tiểu Âm mau đo quần áo cho Cổ Tấn. Cô nàng rất vui vẻ khi làm việc này. Nhưng Cổ Tấn lại có phần ngại ngùng nên vội chạy đi mất. Đám người hóng hớt đã nhìn ra sự bất thường. Họ nói rằng hình như Cổ Tấn không có tình cảm với Tiểu Âm. Nghe vậy cô nàng liền nói trước đó anh ấy rất thích mình. Nhưng không hiểu sao bỗng một ngày lại quên hết phần tình cảm đó. Nghe đến đây Phục Trần liền nhớ đến một pháp khí. Nó có thể rút đi tơ tình của một người, khiến người đó quên đi tình cảm đối với người mình yêu. Nhờ Phục Trần nói ra việc này, nên Tiểu Âm đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi.
Cô dự định nói chuyện tơ tình cho Cổ Tấn biết thì bị Phục Trần ngăn lại. Ông nói rằng nếu người bị rút tơ tình mà biết chuyện đó, thế thì tơ tình sẽ không thể nào quay lại được, chỉ có cách âm thầm tìm lại tơ tình giúp người đó mà thôi. Cùng lúc này ở chỗ của Hoa Thù, huynh trưởng Hoa Diên của cô ta sắp chuẩn bị độ kiếp, thế nên bèn đến đây xin Hoa Thù giúp mình lấy khiên Huyền Vũ, có nó chống đỡ thì anh ta mới có thể vượt qua lôi kiếp lần này. Năng nỉ mãi thì Hoa Thù đã đồng ý, cô ta đã đưa lệnh bài cho Hoa Diên, để hắn ta tối nay lẻn vào điện ti binh lấy khiên Huyền Vũ. Mà khi này Tiểu Âm đang cùng Hồng Dịch và Yến Sảng bàn về chuyện tơ tình. Tiểu Âm dự định sẽ tìm lại tơ tình giúp Cổ Tấn. Khi họ đang trò chuyện thì phát hiện ở điện ti binh có lôi kiếp, chạy đến xem thì thấy Hoa Diên đang lục tung nơi này. Hắn ta bảo mình cần lấy khiên Huyền Vũ. Trong lúc tìm kiếm, Hoa Diên liên tục bị lôi kiếp đánh vào người. Được một lát thì hắn đã nhìn thấy khiên Huyền Vũ, nhưng đám người đã nhanh chóng ngăn hắn lại, vì khiên Huyền Vũ hiện đang tổn thương, nếu cố sử dụng thì nó sẽ bị hủy đi mất. Ở bên này Cổ Tấn cũng nhìn thấy động tĩnh của lôi kiếp, khi Tiểu Âm cố lấy lại khiên Huyền Vũ thì đã bị lôi kiếp đánh nhầm. Đúng lúc đó Phục Trần hiện nguyên hình che chắn cho cô, khi ông chống đỡ không được nữa thì Cổ Tấn đã có mặt, anh dùng kiếm nguyên thần để bảo vệ cho Tiểu Âm. Nhìn thấy dáng vẻ này cô nàng lại siêu lòng mất rồi. Lát sau khi họ rời khỏi thì Hoa Diên đã bị lôi kiếp đánh cho không chống đỡ được, cứ thế tên này đã thất bại trong việc độ kiếp của mình. Mà khi này Tiểu Âm đang giả vờ bị thương, cô nàng ngất đi để Cổ Tấn đưa mình về phòng. Đến nơi khi được hỏi bị thương ở đâu, Tiểu Âm liền đưa ra một vết xước nhỏ trên tay mình. Cổ Tấn nhìn mà cạn lời luôn, dù vậy anh vẫn đi lấy thuốc cho Tiểu Âm uống. Biết rõ ràng cô nàng đang giả vờ, nên Cổ Tấn đã đổi thành canh hoa lê đút cho cô ấy uống. Biết bản thân đã lộ tẩy rồi, Tiểu Âm nói mình làm vậy là để coi anh có còn quan tâm đến cô hay không. Nghe vậy Cổ Tấn nói mình có quan tâm chứ, dù sao cô cũng là sư muội của anh mà. Tiểu Âm tức lắm, cô nàng muốn nói ra chuyện tơ tình nhưng lại không dám. Cổ Tấn cũng không suy nghĩ nhiều, anh cho rằng Tiểu Âm chỉ là đọc thoại bản nhiều nên suy diễn mà thôi. Tối đó khi về ngủ, Cổ Tấn không ngừng mơ thấy Tiểu Âm. Anh tự nhủ với bản thân, chắc là do Tiểu Âm cứ nói linh tinh làm ảnh hưởng đến mình. Cổ Tấn quyết định sẽ nghĩ đến đồ ăn để có thể ngủ ngon. Nhưng thế quái nào lát sau lại mơ thấy cảnh Tiểu Âm đút mình ăn đùi gà. Kiểu này anh chàng sắp sinh ra sợi tơ tình mới rồi. Sáng hôm sau ở chỗ của Lan Phong, anh đã kêu Hoa Thủ đến đây để trách tội về việc cô ấy ung túng cho Hoa Diên làm loạn điện ti binh. Hắn ta sẽ bị trừng phạt và đuổi khỏi thiên cung. Còn Hoa Thủ phải viết kiểm điểm cho lỗi lầm của mình. Dù bản thân không nỡ chút nào, nhưng Lan Phong vẫn phải chấp pháp nghiêm minh. Khi này Cổ Tấn đã đến chỗ của Phục Trần. Anh gặng hỏi ông ta về việc của cây ngô đồng. Hóa ra hôm qua Cổ Tấn đã nhìn thấy cả rồi, lúc đỡ thiên lôi giúp Tiểu Âm, vô tình Phục Trần đã làm lộ ra hoa văn phượng diễm, thứ đó chỉ có trên cây ngô đồng mà thôi. Phục Trần cũng không giấu giếm nữa, ông nói mình được tạo thành từ gỗ ngô đồng. Từ khi tiên nguyên phượng ẩn rơi vào đó thì đã làm ông bị thương, giờ đây phải dựa vào mảnh tiên nguyên đó nuôi dưỡng thì ông mới sống được. Nếu Cổ Tấn lấy nó đi thì ông sẽ chết mất. Khi Phục Trần lộ ra chân thân thì đúng là nó đang bị tổn thương. Chuyện này cũng dễ thôi, Cổ Tấn dùng cách của mình khôi phục cho Phục Trần, sau đó liền lấy về tiên nguyên của Phượng Ẩn. Xong việc, Cổ Tấn liền vội rời đi để tránh mặt Tiểu Âm. Cùng lúc này ở tộc Khổng Tước, sau nhiều lần Lan Phong không giúp đỡ mà còn trách phạt, Khổng Tước Vương dự định không chấp nhận mối hôn sự này. Ông ta muốn Hoa Thù gả cho Tam công tử của Nam Hải, khi đó sẽ có nhiều thế lực đứng về phe tộc Khổng Tước. Sắp tới cũng sẽ diễn ra đại hội linh hào, khi đó sẽ chọn ra người kế nhiệm vị trí Ngũ Tiên Tôn, đó là chức vụ quan trọng nhất tiên giới, chỉ đứng sau Thiên Đế mà thôi. Khổng Tước Vương còn biết Ưng tộc đã có tư cách ứng tuyển rồi, giờ đây nếu tộc Khổng Tước không có người ủng hộ thì nguy to. Việc này bắt buộc Hoa Thủ phải nghĩ đến chuyện liên hôn với Nam Hải mà thôi, nhưng hiện tại cô ta vẫn chưa đồng ý chuyện này. Tối đó Lan Phong đã đến tìm Hoa Thủ, anh chàng xin lỗi vì trước đó có hơi nặng lời với cô. Dù vậy Hoa Thủ vẫn làm ra vẻ mặt giận dỗi, cô ta còn nói đến chuyện mà phụ vương mình đề nghị. Nếu không có ai giúp đỡ tộc Khổng Tước thì cô chỉ đành gả đến Nam Hải mà thôi. Sau đó Hoa Thủ còn dùng tình cảm ép buộc Lan Phong, muốn anh giúp tộc Khổng Tước có được vị trí Ngũ Tiên Tôn, thế thì cô ta sẽ gả cho anh và ở bên anh mãi mãi. Dù vậy Lan Phong vẫn không đồng ý, anh không muốn hôn sự của mình lại đem ra làm vật trao đổi. Cứ thế hai người không thể tìm được tiếng nói chung nữa. Hôm sau tại Thiên Cung, Hồng Chủ đã đến đây với danh nghĩa đến trông coi đại hội linh hào. Vì là người của thần giới nên cô ta rất được kính trọng. Lát sau khi đến tìm Cổ Tấn thì Hồng Chủ đã chạm mặt Tiểu Âm. Cô ta tức giận khi thấy Tiểu Âm cứ mãi bám theo Tiểu Thần Quân. Nhưng lần này nữ chính đã không còn nhượng bộ nữa. Cô nàng đứng ra tranh cãi về việc của mình và Cổ Tấn. Dù hai người có như thế nào thì cũng không đến lượt Hồng Chủ xen vào. Đang tranh cãi thì họ đã bị Hoa Thủ nhìn thấy. Cô ta còn nghe được về thân phận thật sự của Cổ Tấn. Hoa Thủ rất bất ngờ về chuyện này. Trước kia Cổ Tấn hủy đi tiên nguyên của Phượng Hoàng Lừa, gây ra họa lớn như vậy mà anh ấy vẫn không làm sao. Đáng lẽ ra Hoa Thủ phải nhận ra từ sớm rồi. Nếu trước đó cô ta chọn ở bên Cổ Tấn thì giờ đâu có khó khăn như vậy. Hoa Thủ dự định sẽ giành lại tấm lòng của anh ấy. Việc đầu tiên cô ta làm là đến lấy lòng Hồng Trù. Khi cô ta đang luyên thuyên không ngừng thì đã bị Hồng Trù vạch trần. Hóa ra việc Hoa Thủ nghe lén Hồng Trù đã phát hiện từ trước. Dù vậy Hồng Trù vẫn không trách tội cô ta,
mà còn cho Hoa Thủ cơ hội tiếp cận Cổ Tấn. Hồng Trù dự định sẽ dùng Hoa Thủ đối phó Tiểu Âm. Hôm sau là sắp đến Đại hội Linh Hào rồi, đây là ngày lễ chúc mừng tam giới đình chiến cùng hưởng thái bình. Nhân cơ hội này Lan Phong muốn cải thiện quan hệ với yêu giới, anh định trao trả lại xương ngón tay Sơn Hoàng Chân Ất, đó là thánh vật mà yêu giới đánh mất vạn năm trước và rơi vào tiên giới. Giờ đây nếu tiên giới trả lại thì sẽ có thể hàn gắn quan hệ của hai bên, tuy nhiên phải có thứ bảo vệ thì món thánh vật đó mới trở về yêu giới được. Lan Phong đã giao cho Điện Ti Binh và Điện Chiến Thần chế tạo tên Hộ Linh, thứ này sẽ có thể bảo quản được thánh vật yêu giới. Tiểu Âm đã dành công việc này về tay mình, vì đây sẽ là cơ hội để cô nàng ở bên Cổ Tấn. Khi biết được việc này, Hồng Trù rất khó chịu, ngay lập tức bà ta đã đưa Hoa Thủ đến Điện Chiến Thần. Với lý do muốn Hoa Thủ giúp đỡ Cổ Tấn chế tạo tên Hộ Linh, đây là việc quan trọng nên Cổ Tấn cũng không tiện từ chối. Lát sau khi rời đi, Hồng Trù đã tạo kết giới cho nơi này, với ý định nhốt hai người lại để họ cơ hội thân mật với nhau. Lát sau khi Tiểu Âm mang bánh đến gặp Cổ Tấn thì đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cô nàng nghĩ rằng hai người họ đã quay lại nên rất buồn bã mà rời đi. Từ đằng xa, Hồng Trù vẫn luôn quan sát chuyện này, nhưng thật sự là Cổ Tấn chỉ đang bàn công việc mà thôi. Anh không hề cho Hoa Thủ cơ hội tiếp cận mình. Khi cô ta định lại gần thì đã bị Kiếm Nguyên Thần ngăn cản. Sau đó nó còn bay đi phá hủy kết giới giúp Cổ Tấn. Nhờ vậy mà anh chàng đã có cơ hội rời khỏi nơi này. Cùng lúc này, Phượng Minh cũng đang ở Thiên Cung. Hắn ta đang nhăm nhe tìm cách lẻn vào trong kho cấm lấy đi hạt giống Hoa Thí Thần. Việc khó khăn này phải đến tay Thanh Lâm mà thôi. Để có thêm đồng minh giúp đỡ mình trong việc này, Thanh Lâm đã nhắm đến kẻ có giả tâm như Khổng Tước Vương. Hai người đã gặp nhau và đạt được thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Trước mắt, Khổng Tước Vương sẽ giúp Thanh Lâm có được hạt giống Hoa Thí Thần, còn cô ta sẽ giúp Hoa Thủ có được vị trí Ngũ Tiên Tôn. Quay về với Tiểu Âm nhà ta, khi này Cổ Tấn đã đến tìm gặp và giúp đỡ cô nàng. Anh chàng nhặt được hộp đựng bánh nên đã biết Tiểu Âm có đến Điện Chiến Thần. Cổ Tấn giải thích mình chỉ bàn công việc với Hoa Thủ mà thôi. Để dỗ dành cô nàng, Cổ Tấn đã lấy ra chuồn chuồn tre, sau đó còn dắt Tiểu Âm đến một nơi đặc biệt. Tại đây anh đã biến ra rất nhiều chuồn chuồn tre bay lượn khắp nơi. Cổ Tấn chúc Tiểu Âm sinh nhật vui vẻ. Hóa ra đây là ngày mà Tiểu Âm có mặt trên thế gian. Nàng ta không ngờ Cổ Tấn còn nhớ đến ngày này, chàng ấy không hề quên. Dù là mất đi tơ tình thì Cổ Tấn vẫn là người quan tâm Tiểu Âm nhất. Dù vậy cô nàng vẫn có chút buồn, Cổ Tấn có nhớ đến chuồn chuồn tre, nhưng anh chàng lại không nhớ đấy là xính lễ mình từng tặng cho Tiểu Âm. Hôm sau lại có tin vui đến với cô nàng, nhờ nỗ lực của bản thân mà Tiểu Âm đã được thăng lên chức ngũ phẩm tiên quan. Ngay lập tức Tiểu Âm đã viết đơn xin động phủ, nhưng không ngờ người duyệt đơn này lại là Hoa Thù. Cô ta thấy cái tên Tiểu Âm thì liền hủy đi đơn xin động phủ đó. Tiếp đến còn tìm cách hãm hại Tiểu Âm nhà ta. Biết được U Minh Vương sắp đến Thiên Cung làm khách, anh ta là người cực kỳ khó chịu, thế nên Hoa Thù đã giao cho Tiểu Âm đi tiếp đón. Không những thế còn cố tình nói sai thời gian, khiến U Minh Vương ngao ca đợi nửa canh giờ vẫn không thấy người tiếp đón. Với tính khí của mình, anh ta đã cho người xông vào tiên giới. Đúng lúc Tiểu Âm đi đến thì vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô nàng đang định giải thích thì Hoa Thù đã xuất hiện. Cô ta đứng ra xin lỗi với U Minh Vương, sau đó liền quay lại trách phạt Tiểu Âm lơ là nhiệm vụ. Vừa nhìn ngao ca đã nhận ra điều bất thường. Khi Tiểu Âm sắp bị bắt đi thì anh ta đã lao ra tương trợ. Với sự thông minh của mình, ngao ca đã vạch trần chiêu trò hãm hại của Hoa Thù. Thấy thế, tỷ nữ bên cạnh cô ta đã đứng ra nhận trách nhiệm. Giờ đây Hoa Thù mới biết Tiểu Âm và U Minh Vương ngao ca có quen biết với nhau. Không những thế họ còn khá là thân thiết. Ngao ca vẫn không từ bỏ ý định đổi lấy một nửa linh lực nội đan của Tiểu Âm. Đúng lúc này thì Cổ Tấn đã xuất hiện. Anh chàng một lần nữa nói rằng sẽ không trao đổi, chẳng có thứ gì quý hơn tính mạng của Tiểu Âm cả. Dù vậy ngao ca vẫn khẳng định sẽ có một ngày Tiểu Âm đến trao đổi với mình. Anh ta vừa đi được một lát thì đã làm rơi đá tam sinh. Hóa ra cô nàng đã lén theo đến Thiên Cung, đầu tiên là hội hợp cùng với Tiểu Âm. Vừa nhìn đá tam sinh đã nhận ra Cổ Tấn có điều bất thường. Lát sau Tiểu Âm đã kể cho cô ấy về việc tơ tình của Cổ Tấn. Chuyện này cũng đơn giản thôi, đá tam sinh đề nghị hãy đi gặp Nguyệt Lão hỏi về chuyện này. Ngay lập tức họ đã có được một bình hồ lô, thứ này có thể thu thập được giấc mơ tình ái của Cổ Tấn. Vừa lấy xong thì anh ấy đã tỉnh lại. Ngay lập tức đám người liền vội chuồn đi mất, biết họ đang giấu mình chuyện gì đó. Cổ Tấn đuổi theo thì đã chạm mặt tỷ nữ của Hoa Thù. Cô ta cho biết Hoa Thù biết một nơi có cây ngô đồng, thế nên đã không màn nguy hiểm đến nơi đó tìm giúp Cổ Tấn. Nghe vậy anh chàng chỉ đành đến nơi cứu giúp mà thôi. Phát hiện Cổ Tấn đã đến đây, Hoa Thù liền giả vờ yếu đuối để hỏa diễm làm bị thương. Ngay lập tức Cổ Tấn đã đến cứu người. Anh dùng thuật pháp của mình đánh tan hỏa diễm, sau đó liền thu về tiên nguyên của Phượng Ẩn. Hoa Thù nhìn thấy hành động vừa rồi thì cảm thán, cô ta không ngờ trong thời gian ngắn mà Cổ Tấn lại lợi hại như thế. Quay về với đám người bên này, họ đang dùng bình hồ lô nhìn trộm giấc mộng của Cổ Tấn. Trong giấc mơ nào ngờ lại nhìn thấy phú bà Tiểu Âm đang trêu ghẹo nam nhân. Cả đám nhìn thấy thế thì đều há hốc mồm. Được một lát thì hồ lô đã hết tác dụng. Nguyệt Lão cảm nhận được tơ tình của Cổ Tấn vẫn chưa bị hủy, nó chỉ là đang bị phong ấn ở đâu đó mà thôi. Phải mau chóng tìm về thứ này, nếu không Cổ Tấn sinh ra tơ tình với người khác thì nguy to. Nguyệt Lão còn tiết lộ, pháp khí có thể rút tơ tình là sáo vong niệm của núi Đại Trạch. Nghe đến đây Tiểu Âm đã hiểu mọi chuyện, thì ra là sư huynh đệ ở núi Đại Trạch đang ngăn cản tình cảm của cô với Cổ Tấn.
Việc này làm Tiểu Âm thật sự rất buồn. Giờ đây cô không biết phải làm thế nào cả. Các sư huynh đệ không tác hợp thì phải làm sao bây giờ đây? Tuy nhiên nhờ có Yến Sảng khuyên nhũ đủ điều, Tiểu Âm đã lấy lại tinh thần và muốn tìm cách lấy Sáo Vong Niệm. Người được cử đi trà trộn vào núi Đại Trạch chính là Đá Tam Sinh. Không biết cô nàng có thành công hay không, mà khi này ở chỗ của Hoa Thù, cô ta làm đến mức bản thân bị tổn thương rồi, mà vẫn không lấy được hảo cảm của Cổ Tấn. Giờ đây Hoa Thù mới nhận ra, Cổ Tấn của hiện giờ không còn dễ nắm bắt như trước nữa. Lát sau khi anh rời đi thì Khổng Tước Vương đã đến thăm con gái. Tại đây ông ta nói ra kế hoạch của mình với Thanh Lâm. Nếu thành công thì Hoa Thù sẽ đoạt được chức vị Ngũ Tiên Tôn. Khổng Tước Vương lấy ra một chiếc tên hộ linh giả. Chỉ cần trao đổi thứ này với hàng thật trong tay Lan Phong mà thôi. Ở bên này Lan Phong đang cùng nhóm người đến kho cấm lấy thánh vật của yêu giới. Tiểu Âm đã xuất ra tên hộ linh. Chuẩn bị xong việc rồi thì bên này Hoa Thù đã dở trò. Cô ta đã đến điện ti binh dở trò với Đao Xích Diệm. Lát sau Lan Phong đã nghe tin Đao Xích Diệm đã làm bị thương một trong Ngũ Tiên Tôn. Giờ đây cần Lan Phong mau chóng đến cứu người. Thấy vậy Lan Phong chỉ đành giao việc lại cho Tiểu Âm và Hồng Dịch. Anh ta vừa đi thì Phượng Minh liền nhân cơ hội trao đổi tên hộ linh. Khi này Tiểu Âm vẫn chưa biết chuyện gì mà vào trong thực hiện nhiệm vụ. Cô và Hồng Dịch còn ghé xem Tịch Diệt Luân. Đây là món bảo khí trước kia của phụ thân Hồng Dịch. Anh chàng quyết tâm sẽ có một ngày đường đường chính chính đoạt lại nó về tay mình. Mà khi này bên ngoài Phượng Minh đã xuất ra một chiếc Tịch Diệt Luân khác. Nó nhanh chóng lấy đi hạt giống của Hoa Thí Thần. Tịch Diệt Luân bên phía Hồng Dịch đã cảm ứng được chuyện này. Nó liền lao giao chiến với chiếc Tịch Diệt Luân hắc ám kia. Được một lát thì Tịch Diệt Luân màu đen đã bay đi. Hồng Dịch đuổi theo liền chạm mặt Thanh Lâm. Vẫn tưởng rằng đây là cô của mình nên Hồng Dịch không hề nghi ngờ. Anh vừa rời đi thì Thanh Lâm đã lấy được hạt giống của Hoa Thí Thần. Rất nhanh đại hội linh hào đã được diễn ra. Tại đây có Thiên Đế, Yêu Hoàng và U Minh Vương. Cả ba là người đứng đầu tam đại thế lực trong tam giới. Tại đại hội này Lan Phong đã lấy ra thành ý của mình. Anh muốn trao trả thánh vật xương ngón tay Sơn Hoàng Chân Ất cho yêu giới. Thấy được thành ý lớn lao này của Lan Phong, Yêu Hoàng đồng ý từ nay sẽ không động binh đao và cùng hưởng thái bình với tiên giới. Hai bên vừa thỏa hiệp thì thánh vật đã bị vỡ nát. Yêu Hoàng tức giận hỏi sao tiên giới lại hủy đi thánh vật của yêu giới. Nhân cơ hội này Thanh Lâm đã thêm dầu vào lửa. Cô ta dự định sẽ mượn chuyện này khơi mào đại chiến tiên yêu. Lan Phong và cả Cổ Tấn đã đứng ra khuyên ngăn chuyện này. Họ hứa rằng sẽ cho yêu giới một câu trả lời thích đáng. Tuy nhiên hỏi rõ ngọn nguồn cũng không tìm ra được hung thủ. Mà người bị nghi ngờ lớn nhất chính là Tiểu Âm. Cô ấy là người thực hiện nhiệm vụ đưa tên hộ linh vào cấm kho. Và cũng là người có trách nhiệm bảo quản đao Xích Diệm. Việc nó xảy ra vấn đề và khiến Lan Phong rời đi thật sự rất đáng ngờ. Rất nhanh đã có thiên binh được lệnh đi bắt Tiểu Âm. Cũng may có Ngao Ca ở đây cầm chân bọn họ. Mà bên này Cổ Tấn đã đến chỗ Tiểu Âm rồi. Trước mắt phải mang cô ấy nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ phải chịu nỗi đau xác thịt khi bị thiên binh tra khảo. Cổ Tấn tin rằng có người đang hãm hại Tiểu Âm. Tối đó cả nhóm đã ngồi lại bàn về việc này. Lúc tên hộ linh bị nổ, Yến Sảng đã nhặt được một mảnh vỡ của nó. Tiểu Âm nhìn ra được vật liệu của thứ này được làm từ ẩm huyết sa, trên đó có một loại mùi mà Cổ Tấn từng ngửi qua. Anh nhớ ra đó là động phủ mà trước đó có cây ngô đồng. Ngay lập tức Cổ Tấn và Tiểu Âm đã tìm đến nơi này điều tra. Đúng lúc Phượng Minh đang dọn dẹp những dấu vết còn sót lại, bị Tiểu Âm phát hiện hắn liền cố sức bỏ chạy. Đúng lúc đó các thiên binh và Cổ Tấn cũng có mặt, họ định vây công bắt người. Thì Phượng Minh đã ném ra một loại bột gây nổ và trốn thoát. Lát sau khi về thiên cung, Ngự Phong Tiên Tôn đã hiểu rõ tình hình. Có kẻ cố tình đánh cháo tên hộ linh nên sự việc mới thành ra thế này. Ông cũng tin rằng chắc chắn thiên cung có nội gián. Tiểu Âm có phát hiện rằng khi ném bột nổ thì tay của người mặc áo đen cũng bị thương. Dựa theo manh mối này Ngự Phong đã cho kiểm tra tất cả người trong thiên cung. Lát sau khi trở về, vì để đa tạ việc Cổ Tấn ra tay giúp mình, Tiểu Âm hứa rằng sẽ tặng anh một món quà lớn. Tặng một thứ mà anh đã vô tình đánh mất. Cùng lúc này ở chỗ của Đá Tam Sinh, không phụ sứ mệnh, cô nàng đã lấy được Sáo Vong Niệm và tìm được tơ tình của Cổ Tấn. Mà khi này ở thiên cung đã tìm ra được nội gián rồi. Nhưng đây chỉ là một kẻ chết thay do Phượng Minh sắp xếp mà thôi. Dù vậy tên này là một ma tu. Biết được có ma tu dở trò trong chuyện này nên yêu giới đã bỏ qua. Để bồi thường việc thánh vật bị vỡ nát, Lan Phong đã trả lại Tịch Diệt Luân cho Hồ Tộc. Kèm theo đó 500 dặm đất không chủ ở tiên giới. Trước đó Thanh Lâm đòi tận 1000 dặm đất không chủ. Vì trong 1000 dặm đó có núi Ngưng Vân, cô ta muốn lấy đá kết giới của núi Ngưng Vân để sử dụng, nhằm che giấu số lượng ma tộc đang được cô ta nuôi dưỡng. Nhưng đã có Hoa Thù giúp đỡ rồi, Thanh Lâm đã nhờ Khổng Tước Vương bảo Hoa Thù đưa núi Ngưng Vân và danh sách cho tặng. Cứ thế Thanh Lâm thành công có được núi Ngưng Vân. Yến Sảng đã mang chuyện này nói cho Cổ Tấn biết, định nhờ anh ấy tìm cách đòi lại núi Ngưng Vân cho Tiểu Âm. Đúng lúc đó Đá Tam Sinh đã hẹn gặp Cổ Tấn. Biết được có chuyện gì nên Yến Sảng liền nói cho Tiểu Âm biết, bảo rằng tơ tình của Cổ Tấn đã tìm được rồi. Mà khi này anh ấy đã nhận được tơ tình từ Đá Tam Sinh. Vừa mở phong ấn ra thì tơ tình đã gợi nhớ cho Cổ Tấn mọi việc. Anh không ngừng nhớ lại những phút giây hạnh phúc bên Tiểu Âm. Cổ Tấn đau thương suy nghĩ lại mọi chuyện. Anh biết chắc đây là thủ đoạn của Hồng Trù, thế nên liền gọi bà ta đến hỏi tội. Cổ Tấn rất tức giận khi Hồng Trù lại tự ý làm thế với mình. Dù vậy bà ta vẫn có lý do thuyết phục Cổ Tấn rằng nếu anh cứ đắm chìm vào tình yêu với Tiểu Âm,
thì thế nào núi Đại Trạch cũng xảy ra chuyện lớn. Trước kia Đông Hoa đã để lại một kế sách, nếu khế ước chủ tớ giữa Cổ Tấn và Tiểu Âm bị hủy, thế thì núi Đại Trạch sẽ liên kết lại với kiếp nạn của Cổ Tấn. Đến khi kiếp nạn đó giáng xuống thì núi Đại Trạch sẽ đứng ra che chắn cho anh. Việc này cũng đồng nghĩa, nếu Cổ Tấn không buông bỏ tình riêng, thế thì cả núi Đại Trạch sẽ vì anh mà bị hủy. Tất cả sư huynh đệ đồng môn cũng sẽ gánh kiếp nạn giúp anh. Biết được sự thật này đã làm Cổ Tấn khó xử. Anh rơi nước mắt khi nhìn lại cảnh tượng mình ở bên Tiểu Âm. Đúng lúc này thì cô ấy cũng đã đến. Giờ đây Cổ Tấn phải đưa ra lựa chọn của mình rồi. Anh nguyện từ bỏ tình cảm của mình để giúp cho mọi người đều bình an. Cổ Tấn nói mình là hậu duệ của chân thần, vốn phải thừa kế ý chí bảo vệ tam giới, anh không nên có quá nhiều tình riêng. Cổ Tấn nói chính bản thân mình đã rút đi tơ tình. Tiểu Âm nhất quyết không tin chuyện này, cô nàng vẫn cho rằng Cổ Tấn đang lừa mình. Chắc chắn là anh chỉ đang có nỗi khổ riêng mà thôi. Tiểu Âm sắp khóc đến nơi rồi, thế nhưng Cổ Tấn vẫn nói ra những lời tuyệt tình. Anh muốn Tiểu Âm cắt đứt tình cảm với mình, không nói không rằng liền bóp nát tơ tình của bản thân. Khi này Tiểu Âm tuyệt vọng thật rồi, cô nàng cố gắng thu lại những mảnh vỡ kia. Sao số phận lại trêu đùa đôi lứa như vậy cơ chứ? Tiểu Âm chỉ mới lấy lại tình yêu của mình, nhưng giờ đây nó lại không còn nữa rồi. Bất lực Tiểu Âm chỉ có thể khóc trong tuyệt vọng. Mà khi này ở núi Ngưng Vân, Thanh Lâm đã đến đây thu về đá kết giới. Ngay lúc đó Cổ Tấn đã đến đây khiêu chiến. Theo quy tắc của yêu giới, chỉ cần người khiêu chiến thắng sẽ có được thứ mình muốn. Cổ Tấn lấy ra một món bán thần khí làm vật đánh cược, anh muốn khiêu chiến để giành lấy núi Ngưng Vân. Vụ giao dịch này thật sự có lợi cho yêu giới, không có lý do gì để từ chối nên Thanh Lâm đã cử một người ra ứng chiến. Hắn ta có tu vi thượng quân, cao hơn Cổ Tấn một bậc nên dễ dàng giành được lợi thế. Tên này không ngừng làm Cổ Tấn bị thương. Đúng lúc đang bị khống chế, anh không ngừng nhớ về Tiểu Âm. Cổ Tấn quyết tâm phải giành lại núi Ngưng Vân cho cô ấy. Anh đã cố hết sức mình lần nữa kích hoạt kiếm nguyên thần. Chỉ với một chém của thanh kiếm này anh đã có thể hạ gục tên thượng quân kia. Cứ thế Thanh Lâm đành phải giao ra núi Ngưng Vân. Dù sao thì trước đó cô ta cũng lấy được đá kết giới rồi. Cổ Tấn đã nhờ Lan Phong đưa lệnh bài núi Ngưng Vân cho Tiểu Âm. Anh còn dặn dò nhất định không cho cô ấy biết việc anh đã làm. Không biết việc Cổ Tấn bóp nát tơ tình có thật không, nhưng từ ngày hôm đó anh luôn âm thầm theo dõi Tiểu Âm. Khi Thiên Cung đang chọn ra người nắm giữ vị trí Ngũ Tiên Tôn, Hóa Thủ rất tự tin cho rằng mình sẽ là người được chọn. Thế nhưng cuối cùng vị trí này lại được đưa cho một người khác. Hóa Thủ không thể chấp nhận điều này, liền ngay lập tức đi tìm Lan Phong. Vì cô ta biết chính Lan Phong đã nhúng tay thay đổi kết quả. Nhưng hỏi ra mới biết hiện giờ Lan Phong đang ở Thanh Long Đài. Thiên Đế Lan Phong hiện giờ đang chịu phạt lôi hình. Anh đã tự nhận tội phá hỏng tên hộ linh, kèm theo đó là tội thất trách và sơ suất. Lan Phong hổ thẹn với các đời Thiên Đế, vì tình riêng mà anh bao che để sai lầm diễn ra. Nghe đến đây Hoa Thủ đã hiểu cả rồi. Lan Phong đã biết cô ta có nhúng tay vào việc phá hỏng tên hộ linh, không nỡ để người mình yêu bị phạt nên Lan Phong đã tự nhận tội. Cả một đời anh là người ngay thẳng công chính liêm minh. Lan Phong muốn dùng chính bản thân mình để thức tỉnh Hoa Thủ. Cô ta biết như thế thì tức lắm. Hoa Thủ thà rằng mình bị Lan Phong trừng phạt, chứ cũng không muốn anh chịu phạt thay mình. Nghe được lời này Lan Phong đã ra hình phạt cho Hoa Thủ, đó chính là thành hôn và ở bên anh suốt đời suốt kiếp. Hoa Thủ rất cảm động, cô nói mình sẽ không thay đổi đâu. Có được danh phận thiên hậu rồi cô càng lộng hành hơn mà thôi. Vậy thì ta sẽ dùng quyền lực của mình để ngăn nàng lại. Ở bên ta nàng đừng mong có thể tiếp tục hại người. Hoa Thủ rất hạnh phúc, buông bỏ lợi ích gia tộc. Hoa Thủ chấp nhận nghe theo tiếng lòng của mình. Bên này Phượng Minh và Trước Ảnh đã thực hiện kế hoạch tiếp theo. Trước Ảnh đã đưa cho Phượng Minh một món đồ. Hắn đã dùng thứ này làm hại đến tháp chấn hồn của Phượng Ẩn, nhằm mục đích dẫn dụ Nhàn Trúc và Nhàn Thiện rời khỏi núi Đại Trạch. Nhận được tin tháp chấn hồn xảy ra chuyện họ liền đến xem sao. Khi đám người bận rộn sửa chữa tháp chấn hồn, thì bên này Khổng Tước Vương đã lẻn vào tiên mạch. Hắn dựa theo lệnh của Thanh Lâm đến đây trồng xuống hạt giống hoa thí thần. Mà khi này đám người vẫn không thể nào khôi phục tháp chấn hồn. Phượng Minh đã nói ra cách thức cứu vãn tình hình. Cách đầu tiên là phải có 8 mảnh tiên nguyên của Phượng Ẩn. Chỉ cần đưa tiên nguyên vào trong là có thể ổn định tháp chấn hồn. Như vậy cơ thể của Phượng Ẩn mới không bị biến mất khỏi thế gian. Nhưng giờ đây Cổ Tấn chỉ mới thu thập được 6 mảnh tiên nguyên mà thôi. Dù vậy vẫn còn cách thứ hai, đó là có người phải hiến tế tiên nguyên của mình vào trong người của Phượng Ẩn. Nghe vậy mọi người đều tranh nhau làm việc đó. Cổ Tấn không đồng ý, trách nhiệm này phải do anh gánh vác thì mới được. Nhưng việc hiến tế tiên nguyên thật sự rất nguy hiểm, cả đời này phải chịu nỗi đau tiên nguyên chấn động. Thấy Cổ Tấn sắp làm hại bản thân mình, Thanh Y không nhịn được liền mang việc này báo cho Tiểu Âm biết. Hiểu rõ sự tình, cô nàng đã tìm ra cách giải quyết. Chỉ cần có thêm 2 mảnh tiên nguyên ở U Minh giới là được rồi, khi đó sẽ có đủ 8 mảnh tiên nguyên ổn định tháp chấn hồn. Ngay lập tức Tiểu Âm đã đến U Minh giới giao dịch với Ngao Ca. Cô nàng nguyện đổi một nửa linh lực nội đan lấy 2 mảnh tiên nguyên kia. Tiểu Âm cũng thừa biết người mà Ngao Ca muốn cứu là Tu Ngôn. Lát sau tại cây ngô đồng, Tiểu Âm đã gặp được anh ấy. Sinh mệnh của Tiểu Âm là do Cổ Tấn thức tỉnh, giờ đây cô nàng tình nguyện dùng nó để giúp Cổ Tấn. Bên này khi anh ấy sắp hiến tế tiên nguyên của mình, thì đám người Yến Sảng và Hồng Dịch đã đến ngăn cản. Họ nói rằng Tiểu Âm đã có cách giải quyết và hiện giờ đang đến U Minh giới. Hiểu ra cô ấy muốn làm điều dại dột, Cổ Tấn ngay lập tức đến đó ngăn cản. Mà khi này Tiểu Âm đã hoàn thành rồi,
Sau khi chuyển một nửa linh lực nội đan, cô nàng dần như kiệt sức. Để cảm ơn phần tình nghĩa này, Tu Ngôn đã dùng bí pháp thăng cấp cho Tiểu Âm lên hạ quân. Cô nàng không hề bất ngờ khi Tu Ngôn lại thần thông quảng đại như thế, vì Tiểu Âm biết Tu Ngôn cũng chính là Ngao Ca, vị bán thần nắm giữ u minh giới này. Tu Ngôn cảm thán, cả vạn năm nay chỉ có mình Tiểu Âm nhận ra việc này, nhưng đó chỉ là một nửa của sự thật mà thôi. 11 vạn năm trước, Tu Ngôn và Ngao Ca là cặp huynh đệ song sinh được ra đời ở thần giới thượng cổ. Ngao Ca mang mệnh sinh được chọn làm Thiên Đế thống lĩnh Thiên Cung, Tu Ngôn mang mệnh tử được chọn làm U Minh Vương. Sau đó đại chiến thần ma 7 vạn năm trước đã nổ ra, người khơi mào chính là ma thần Minh Khởi. Khi này Đế Quyến và Nghi Hợp đang xuống trần lịch kiếp, chỉ còn lại Ngao Ca và Tu Ngôn đối kháng với ma thần. Hai người không phải là đối thủ của hắn, để bảo vệ Ngao Ca và cả tam giới, Tu Ngôn đã hy sinh thân mình dùng binh giải trí pháp, phong ấn ma thần và chúng ma vào Cửu Quyên sát ngục. Cái giá cho việc này chính là nội đan của Tu Ngôn tiêu tán khắp thế gian. Để có thể hồi sinh Tu Ngôn, Ngao Ca chấp nhận dùng thân mình nuôi dưỡng nội đan cho anh ấy. Từ đó suốt 7 vạn năm hai người dùng chung một thân thể, Ngao Ca từ bỏ thân phận Thiên Đế, xuống U Minh giới thay Tu Ngôn làm U Minh Vương. Khoảng thời gian 7 vạn năm này, Ngao Ca luôn dùng linh lực bản thân nuôi dưỡng nội đan cho Tu Ngôn, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực sự hồi sinh được anh ấy. Họ không hề biết ở Cửu Quyên sát ngục cũng đang tồn tại một mảnh vỡ nội đan của Tu Ngôn. Tại đây ma thần Minh Khởi đã dùng sức mạnh của mình ngưng tụ thân thể cho Tu Ngôn. Ngày ngày hắn trò chuyện với anh ấy nhằm mục đích lôi kéo về phe mình. Dù vậy Tu Ngôn vẫn giữ ý chí ban đầu, anh nguyện vĩnh viễn giam giữ ma thần tại nơi này. Cùng lúc đó bên phía còn lại Tiểu Âm đã lấy được Tiên Nguyên. Cô ra ngoài thì thấy Cổ Tấn đang làm loạn nơi này. Cổ Tấn muốn ngăn Tiểu Âm lại nhưng đã muộn mất rồi. Hoàn thành việc mình muốn làm Tiểu Âm cứ thế mà ngất đi. Trở về núi Đại Trạch Nhàn Thiện cũng hết cách cứu chữa. Tuy chỉ mất đi một nửa tuổi thọ, nhưng đối với Tiểu Âm chuyện này là vô cùng cấp bách. Tại đây Nhàn Thiện cũng tiết lộ một bí mật. Năm xưa chính cha mẹ của Tiểu Âm đã mang cô ấy đến núi Đại Trạch, với ý định không muốn Tiểu Âm giáng thế mà chỉ là một quả trứng. Vì khi mang thai mẹ của Tiểu Âm đã bị ma tộc làm bị thương, từ khi sinh ra định sẵn Tiểu Âm không thể rời khỏi vỏ. Tuy về sau may mắn được Cổ Tấn thức tỉnh, nhưng thực chất tuổi thọ của Tiểu Âm chỉ có 10 năm mà thôi. Từ khi giáng thế đến nay cô ấy đã sống được hơn 4 năm rồi, giờ đây lại mất đi một nửa thọ nguyên. Tính ra thì Tiểu Âm chỉ còn lại chưa đến 1 năm tuổi thọ. Đây cũng là lý do mẹ của Tiểu Âm không muốn con gái mình giáng thế. Chỉ sống được 10 năm thì sống làm gì cơ chứ. Cổ Tấn không chấp nhận điều này, bằng mọi giá anh phải tìm ra cách kéo dài tuổi thọ của Tiểu Âm. Cổ Tấn đã đến núi Tử Nguyệt tìm Bích Ba. Anh ấy là thần thú ngưng thủy nên chắc chắn sẽ có cách. Việc làm này rõ ràng là đi ngược với lẽ trời, nhưng dưới sự gặng hỏi của Cổ Tấn, Bích Ba chỉ đành nói ra một cách, đó là luyện chế đan hóa thần. Thứ này có thể kéo dài tuổi thọ cho thú ngưng thủy, nhưng nguyên liệu để luyện ra nó vô cùng hiếm có. Món đầu tiên là báu vật của yêu tộc cỏ trích hồn, hai là huyền trì thần lộ của Thiên Cung, ba là một viên nội đan của thú có cánh. Không những thế, người luyện đan còn phải tổn hao trăm năm linh lực. Những điều kiện này thật sự là vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ vừa nghe xong, Cổ Tấn liền ngay lập tức đi tìm kiếm. Đầu tiên là đến Thiên Cung xin Lan Phong huyền chỉ thần lộ. Tuy thứ này là báu vật độc nhất của Thiên Cung, nhưng khi nghe Tiểu Âm đang nguy hiểm đến tính mạng, Lan Phong liền giao ra. Dù gì thứ này tồn tại cũng là để cứu người. Món thứ hai đang nằm ở tộc Khổng Tước. Cổ Tấn đã đưa ra ngọc ấn đại diện cho lời hứa của mình. Nếu sau này Hoa Thù cần giúp đỡ thì chỉ cần mang nó đến tìm anh. Sau khi được Lan Phong cảm hóa, cô ta không còn đáng ghét nữa, bằng lòng giao ra thánh vật của tộc Khổng Tước để đổi lấy một ân tình của Cổ Tấn. Món thứ ba cần tìm là báu vật của yêu tộc cỏ trích hồn. Nghe được việc này, Hồng Dịch đã đích thân đi lấy nó về. Mà khi này Tiểu Âm sắp cạn kiệt thọ nguyên rồi, mái tóc trắng báo hiệu tuổi thọ sắp hết. Để có thể kéo dài chút ít thời gian cho Tiểu Âm, Cổ Tấn đã dùng máu hỗn độn của mình truyền cho cô ấy. Nhờ có thứ này mà Tiểu Âm đã tạm thời tỉnh lại. Nhìn mái tóc của bản thân, cô nàng rơi lệ nhận ra mình sắp phải chết rồi. Cổ Tấn an ủi Tiểu Âm, đừng lo, bằng bất cứ giá nào huynh cũng sẽ kéo dài tuổi thọ cho muội. Nói xong Cổ Tấn liền lãng tránh mà rời đi. Tiểu Âm cũng nhận ra điều bất thường, vì trông Cổ Tấn có vẻ rất suy nhược, đó là hậu quả của việc cho đi máu hỗn độn. Mà khi này ở yêu giới, Hồng Dịch muốn lấy đi cỏ trích hồn thì đã bị Thanh Lâm ngăn lại. Sau một hồi giằng co qua lại, Hồng Dịch đã trả lại chuỗi hạt để lấy đi cỏ trích hồn. Không những thế còn chính thức rời khỏi hồ tộc. Trước đó Hồng Dịch đã lấy đi Tịch Diệt Luân, vì món vũ khí này là do phụ thân anh để lại, không còn chuỗi hạt bảo vệ. Thanh Lâm thành công đưa một nửa ma khí của bản thân vào người của Hồng Dịch. Anh ấy quay về núi Đại Trạch mà không hề nhận ra điều bất thường. Sau khi có được cỏ trích hồn, Cổ Tấn liền đi luyện đan, đánh đổi 100 năm linh lực Cổ Tấn quyết phải luyện ra đan hóa thần. Khi này Nhàn Trúc và Nhàn Thiện cũng đang bận rộn không kém, họ đang cùng nhau thắp đèn cửu tinh. Đúng thời điểm này Hồng Dịch sắp phải thăng cấp thượng quân, chính ma khí Thanh Lâm đưa vào cơ thể anh đã kích phát việc đó. Dù vậy chuyện thăng cấp là chuyện tốt nên đám người cũng không nghi ngờ gì. Những ngày sau đó Cổ Tấn luôn bế quan luyện đan, Tiểu Âm không biết việc anh đang làm, cô chỉ nghĩ rằng Cổ Tấn cố tình tránh mặt mình. Buồn bã, Tiểu Âm chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Nhớ về việc Cổ Tấn bóp nát tơ tình, càng khiến Tiểu Âm chìm trong đau khổ. Khi này Cổ Tấn đã đến xem tình hình của Tiểu Âm,
Nhìn thấy anh, cô nàng không hề nói mà chỉ từ từ rơi nước mắt, đúng thiệt là khổ cho tiểu âm nhà ta mà. Thiên cung khi này đang có việc trọng đại, đại lễ thành hôn của Lan Phong và Hoa Thù đã được diễn ra, trở thành một người tốt hơn nhìn Hoa Thù cũng đẹp hẳn ra, nhưng số phận đúng thật là trêu đùa người ta. Trong lễ thành hôn không hề thấy Lan Phong xuất hiện, đúng lúc đó kim thân chân long của Lan Phong đã xảy ra chuyện, mọi người chạy đến thì đã thấy Lan Phong ra đi mất rồi, người nào đó đã ra tay đánh nát tiên nguyên của anh ấy. Các vị tiên tôn và Hoa Thù đã cố gắng dùng đèn nhiên hồn để tìm kiếm, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào tìm ra được tiên nguyên của Lan Phong. Người ra tay quá độc ác, đánh cho Lan Phong đến tiên nguyên cũng không còn. Hoa Thù đau khổ khi thấy người mình yêu thành ra thế này, cô thề rằng sẽ tìm ra hung thủ giết anh ấy. Theo những gì chúng tiên binh báo lại, trước đó nửa canh giờ, Lan Phong đã đột nhiên ra lệnh cho bọn họ rời đi hết, không những thế còn dặn dò không được tiết lộ cho ai biết. Các tiên tôn đã lấy ra gương quan thế để tìm hiểu sự thật, trong đó hiện ra cảnh có kẻ đang tấn công Lan Phong. Trước đó Lan Phong phải chịu lôi hình nên vẫn còn bị thương, anh cố gắng phải kháng nhưng vẫn không thể đánh lại kẻ này. Cuối cùng đã bị hắn dùng một đòn đánh xuyên cơ thể, tất cả mọi người đều không thể thấy được diện mạo của hung thủ, họ chỉ thấy hắn lộ ra đuôi của cửu vĩ hồ mà thôi. Hoa Thù cũng nhận ra vết thương trên người Lan Phong là do tịch diệt luân gây ra. Đầu tiên mọi người đồng loạt nghi ngờ vua hồ tộc là Hồng Nhượng, nhưng không thể chỉ vì nghi ngờ mà ra tay phán quyết được. Năm xưa thượng thần đế quyến hy sinh thân mình, mới đổi lại được hai giới tiên yêu chung sống hòa bình. Giờ đây chúng tiên phải cùng nhau bảo vệ yên bình đó. Một vị tiên tôn đã đề nghị dùng máu tim của Lan Phong, kết hợp với thuật pháp truy tung của núi Vạn Nghi thì sẽ có thể tìm ra hung thủ, vì khi giao chiến hung thủ đã nhiễm tiên khí của Lan Phong. Tất cả mọi người dựa theo thuật pháp truy tung này, bất ngờ lại tìm đến núi Đại Trạch. Chúng tiên đều tin tưởng núi Đại Trạch minh bạch, họ không hề tự ý xông vào sơn môn mà đứng ngoài kêu gọi Nhàn Thiện ra gặp mặt. Bên trong tiểu âm đã nghe được lời kêu gọi, còn Cổ Tấn giờ đây vẫn đang luyện đan. Sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng anh cũng luyện ra đan hóa thần. Lát sau tiểu âm đã cùng các sư huynh đệ tiếp đón chúng tiên, vì giờ đây Nhàn Thiện và Nhàn Trúc đang bế quan thắp đèn cửu tinh, nên tiểu âm đã đại diện sơn môn đứng ra gặp mặt mọi người. Tại đây Hoa Thủ nói có một con cửu vĩ hồ đã sát hại Lan Phong. Dựa theo thuật truy tung thì hung thủ đang ở trong núi Đại Trạch này. Đúng lúc đó Cổ Tấn cũng có mặt để xử lý sự việc. Anh nói rằng trong núi Đại Trạch đúng thật có một con cửu vĩ hồ, đó chính là Hồng Dịch. Nhưng Cổ Tấn dám khẳng định rằng Hồng Dịch không hề liên quan. Hiện tại tu vi của Hồng Dịch chỉ là hạ quân, làm sao có khả năng ra tay sát hại Lan Phong được. Không những thế Hồng Dịch đang phải bế quan thăng cấp thượng quân, mấy ngày này không thể nào ra ngoài được. Dù vậy Hoa Thù vẫn không muốn bỏ qua, cô ta xuất ra ô giả thiên, muốn dùng vũ lực vào trong bắt Hồng Dịch ra tra khảo, để xem hắn có thật sự là hạ quân hay không. Thấy được điều này Cổ Tấn đứng ra trấn áp Hoa Thù. Khi hai người sắp đánh nhau thì Nhàn Thiện đã có mặt, ngài ấy cũng ra sức bảo vệ cho Hồng Dịch, khẳng định rằng cậu ấy chỉ mới là cấp hạ quân thôi. Để làm cho mọi người tin tưởng, Nhàn Thiện đã mở kết giới cho các tiên tôn vào trong kiểm tra. Họ đã dùng lưới tiên kiểm tra Hồng Dịch, kết quả đúng thật anh ấy chỉ mới là cấp hạ quân. Việc này bắt buộc chúng tiên phải cáo lui rời đi. Xong việc Nhàn Thiện muốn quay về tiếp tục thắp đèn cửu tinh. Một khi hoàn thành thì cho dù là yêu ma gì cũng không thể tổn hại núi Đại Trạch. Đúng lúc đó tiểu âm lại lần nữa ngất đi. Giờ Cổ Tấn phải cho cô ấy dùng đan hóa thần rồi. Nhưng kỳ lạ là nó lại không hề có tác dụng. Cổ Tấn nghi ngờ rằng Bích Ba đã lừa mình, liền ngay lập tức bế tiểu âm đến tìm Bích Ba hỏi cho rõ ràng. Cùng lúc này Thanh Lâm đã tập hợp chúng ma, với ý định xông vào núi Đại Trạch giết Cổ Tấn, cướp lấy Ngọc Hỏa Hoàng mở kết giới phong ấn cửu uyên. Đến lúc đó ma thần Minh Khởi sẽ tái xuất thế gian, một lần nữa khiến tam giới long trời lở đất. Mà khi này Cổ Tấn đã đến núi Tử Nguyệt rồi, anh vô cùng tức giận mà hỏi Bích Ba tại sao lại lừa mình. Vốn trước đó Bích Ba nghĩ rằng Cổ Tấn sẽ không thể luyện ra đan hóa thần, nhưng không ngờ anh ấy lại làm được. Bích Ba cũng đành phải nói ra sự thật rằng vẫn còn thiếu một loại nguyên liệu nữa, chỉ là trước nay chưa từng có ai tìm được mà thôi, đúng hơn là chưa có ai dám đi tìm. Thứ đó là ma tủy cửu uyên nằm trong nhụy hoa của Hoa Thí Thần Vua, làm gì có ai dám đến cửu uyên sát ngục đối đầu với Hoa Thí Thần để lấy thứ đó chứ. Bích Ba không nói ra điều này chính là sợ Cổ Tấn đi vào đó, anh chưa thức tỉnh thần lực, vào đó đấu với Hoa Thí Thần Vua thì chỉ có chết mà thôi. Dù vậy Cổ Tấn cũng phải mạo hiểm cho bằng được, vì tính mạng của tiểu âm vẫn đang chờ anh cứu. Trước khi đi Cổ Tấn đã đưa Ngọc Hỏa Hoàng cho Bích Ba, sau đó liền để Lão Long mở kết giới tiến vào cửu uyên sát ngục. Tại đây dù khó khăn thế nào anh vẫn phải chiến đấu tới cùng. Mà khi này ở núi Đại Trạch, các đệ tử đang cố sức ngăn cản lôi kiếp của Hồng Dịch đánh vào đèn cửu tinh, nếu nó bị phá hủy thì núi Đại Trạch sẽ nguy to mất. Yến Sảng đã dùng hết sức mình ngăn cản từng đợt lôi kiếp. Đúng lúc này Hoa Thí Thần ở tiên mạch đã lớn, còn Thanh Lâm thì đang đối phó Hồng Dịch, cô ta đã dùng một nửa ma khí của mình khống chế anh ấy. Bên này sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng đám người cũng ngăn được lôi kiếp thượng quân, nhưng bất ngờ bầu trời lại tiếp tục có lôi kiếp. Trận thế lớn như vậy chính là lôi kiếp thăng cấp bán thần. Mà khi này Thanh Lâm đã điều khiển Hồng Dịch tấn công đám người núi Đại Trạch, Yến Sảng tiến đến ngăn anh lại, rằng có một lát cô nàng đã nhận ra Hồng Dịch đang bị khống chế, dù vậy cũng không có cách nào ngăn cản được anh.
Thanh Lâm ngay tại đó độ kiếp và hút hết sức mạnh của đèn cửu tinh, khiến người thắp đèn Nhàn Thiện và Nhàn Trúc Tiên Nguyên cạn kiệt. Các đồ đệ thấy vậy thì liên tục xông vào cứu hai người, đến khi sức cùng lực kiệt thì cuối cùng đã đánh thức được họ. Dù vậy Thanh Lâm đã thành công độ kiếp bán thần rồi, cô ta đã quay lại tấn công tất cả mọi người, dù là Yến Sảng cũng không thể nào ngăn cản được, Nhàn Trúc và Nhàn Thiện cũng là không thể. Thanh Lâm đã cướp đi đèn cửu tinh và phá hủy nó trước mặt mọi người, không còn thứ này bảo vệ. Ở bên ngoài bản thể thật sự của Thanh Lâm đã thả ra chúng ma đội quân của cô ta xâm nhập vào nơi này. Hôm nay đúng thật là ngày tàn của núi Đại Trạch, dù vậy tất cả đệ tử không một ai chịu rời đi, họ thề nguyện sống chết cùng núi Đại Trạch. Nhàn Thiện không ngăn các đệ tử nữa, nhưng Yến Sảng là người ngoài, không thể để cô ấy hy sinh được. Nhàn Thiện đã giao thanh y cho Yến Sảng, để cô ấy mang thanh y cùng nhau rời khỏi nơi này, dù sao thì cũng phải để lại huyết mạch cuối cùng của núi Đại Trạch. Xong việc Nhàn Thiện và Nhàn Trúc đã cùng chúng đệ tử đối kháng với ma tộc, họ từng người đánh tới hơi thở cuối cùng, đến cuối tất cả đã hợp lực tạo ra kiếm trận vạn trạch. Chiều này đánh xuống tất cả yêu ma đều bị giết sạch, đến cả bán thần như Thanh Lâm cũng không thể đối kháng, nhưng hậu quả của nó mang lại chính là tất cả mọi người cùng hy sinh. Cứ thế núi Đại Trạch đã tan hoang không còn một ai, Thanh Lâm đã đưa cơ thể của Hồng Dịch rời đi, tuy rằng đã hạ sát hết cả núi Đại Trạch, nhưng đội quân yêu ma của cô ta cũng không còn nữa. Dù vậy cũng không có gì to tát, trước khi một Lan Phong không thể khơi mào đại chiến tiên yêu, giờ đây có thêm một núi Đại Trạch chắc là đủ rồi. Thanh Lâm rất đắc ý vì kế hoạch của cô ta sắp thành công, mà khi này Cổ Tấn vẫn đang chiến đấu với Hoa Thí Thần. Trong lúc đang giao chiến kịch liệt, Cổ Tấn đột nhiên cảm thấy đau nhói tâm can, dường như anh đã cảm nhận được điều gì đó không may vừa diễn ra. Cổ Tấn đâu thể ngờ được trong lúc anh đang chiến đấu ở đây, thì cả núi Đại Trạch đã không còn ai sống sót nữa rồi. Dù cảm thấy kỳ lạ nhưng Cổ Tấn vẫn phải tiếp tục chiến đấu, vì giờ đây Tiểu Âm vẫn đang đợi anh về cứu. Cô ấy hiện giờ chỉ còn lại chút ít thời gian mà thôi, nếu không nhanh lên thì sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Khi này Cổ Tấn một lần nữa khởi động kiếm nguyên thần, anh sử dụng chính máu tim hỗn độn của mình để kích hoạt thần lực của nó. Một kiếm này Cổ Tấn đánh tới không Hoa Thí Thần nào có thể ngăn cản được, đến cuối cùng anh đã thành công lấy được ma tủy cửu uyên. Đúng lúc này ma thần Minh Khởi đã lên tiếng nói vài câu, hắn chế giễu Cổ Tấn đến giờ này vẫn chưa lấy lại thần lực, dù vậy anh vẫn không quan tâm mà rời đi cứu Tiểu Âm. Cùng lúc này Yến Sảng và Thanh Y vẫn đang bỏ chạy, đã đi xa thế rồi mà hai người vẫn bị Thanh Lâm truy sát, vẫn là cách cũ. Thanh Lâm dùng ma khí điều khiển Hồng Dịch tấn công họ, cô ta không thể để Yến Sảng và Thanh Y sống sót được, nếu để việc Hồng Dịch bị ma khí điều khiển lộ ra ngoài, thế thì làm sao có thể khơi mào đại chiến tiên yêu được. Đúng lúc Yến Sảng sắp bị hạ sát, cô nàng đã thành công dùng tình cảm đánh thức Hồng Dịch, dù vậy anh ấy chỉ tạm thời ngăn bản thân lại được mà thôi. Hồng Dịch tự đánh vào bản thân mình để không bị khống chế nữa, anh kêu gào thảm thiết bảo Yến Sảng mau chạy ngay đi. Cô ấy dù không nỡ nhưng vẫn phải mang Thanh Y rời đi, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là bị Thanh Lâm đánh bất tỉnh. Đúng lúc này chúng tiên đã có mặt, 10 vị thượng quân cùng nhau phối hợp bắt giữ Hồng Dịch, giờ đây họ đã khẳng định rằng chính anh ấy là hung thủ. Thanh Lâm bên dưới đã nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta không thể để một nửa ma khí của mình bị bắt được, thế nên đã ra tay cứu giúp Hồng Dịch. Hành động này làm chúng tiên cho rằng Hổ Vương Hồng Nhược là cùng một bọn với Hồng Dịch, hai cô cháu trong ứng ngoại hợp tàn sát cả núi Đại Trạch, chúng tiên quyết phải khiến hai người đền tội. Với sức mạnh của 10 vị thượng quân, họ kết trận khống chế Hồng Dịch và đánh bay Thanh Lâm. Thấy thế cô ta chỉ có thể bỏ chạy trước. Cuối cùng chúng tiên đã thành công bắt giữ Hồng Dịch. Tối đó họ đã tập hợp trước núi Đại Trạch, nơi này đã không còn ai nữa nhưng vẫn còn đó là kết giới bảo vệ. Chúng tiên nhận ra đây là tiên linh của các đệ tử núi Đại Trạch. Sau khi chết họ không tiến vào U Minh giới đầu thai chuyển kiếp, mà vẫn cố chấp ở lại đây hóa thành kết giới bảo vệ sơn môn của mình. Chúng tiên hiểu được ý nghĩa đó mà thương xót tột cùng. Họ thống nhất sẽ cùng nhau đưa tiễn núi Đại Trạch. Mà khi này Cổ Tấn đã ra ngoài rồi, anh kịp thời dùng đan hóa thần cứu mạng Tiểu Âm. Viên thần dược này vừa bay vào người thì liền phát huy tác dụng, nó giúp Tiểu Âm nghịch thiên kéo dài thọ nguyên, tóc trắng từ từ hóa thành màu đen, không những thế còn giúp Tiểu Âm đạt đến đỉnh cấp hạ quân. Nhìn thấy Tiểu Âm tỉnh lại, Cổ Tấn không kiềm được lòng mình mà ôm cô, anh vui mừng đến phát khóc vì Tiểu Âm đã không sao nữa rồi. Tình cảm họ dành cho nhau đúng thật là không thể nói bằng lời được. Ngay lúc đó đám người phát hiện Ngọc Hỏa Hoàng đã mất đi cấm chế, Cổ Tấn nhận ra đây là dấu hiệu núi Đại Trạch đã gặp chuyện. Khi chúng tiên đang tụ hợp tại nơi này thì Cổ Tấn và Tiểu Âm đã có mặt. Họ nhìn thấy hai người thì liền đồng loạt đứng sang hai bên nhường đường. Trước mắt Tiểu Âm và Cổ Tấn là một núi Đại Trạch tan hoang. Họ cùng nhau bước vào sơn môn thì càng kinh hãi hơn. Nơi này hoàn toàn đổ nát không còn một sự sống nào cả. Cổ Tấn và Tiểu Âm chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng này. Họ lê từng bước chân mệt mỏi tiến sâu vào bên trong. Cổ Tấn nhìn thấy hai vị sư huynh của mình, người luôn quan tâm che chở anh thế mà giờ đây đã không còn ai. Đúng lúc này chúng tiên đã tiến vào nói rõ sự tình. Họ từ trên thiên cung nhìn thấy núi Đại Trạch có hiện tượng thăng cấp bán thần. Khi đến nơi thì thấy Hồng Dịch đang truy sát Thanh Y và Yến Sảng. 10 vị thượng tiên đã cùng nhau hợp lực thu phục Hồng Dịch. Nhưng khi đến được núi Đại Trạch thì đã không còn ai sống sót nữa rồi. Mọi người thống nhất cho rằng là Hồng Dịch đã ra tay, vì anh ta chính là người thăng cấp bán thần. Nghe được những lời này Tiểu Âm không thể nào tin được, cô khóc nấc lên đưa tay muốn an ủi Cổ Tấn.
nhưng anh chàng đã từ chối vòng tay ấy. Cổ Tấn đau khổ đi đến quỳ trước điện Hiên Diên. Anh thật sự hổ thẹn với tất cả sư huynh đệ đồng môn, chỉ có mình Cổ Tấn biết được thôi. Cả núi Đại Trạch chính là vì gánh kiếp nạn giúp anh mà hy sinh. Cổ Tấn giờ đây đã tức giận thật rồi, thần lực trong người anh không ngừng bộc phát ra bên ngoài. Cuối cùng thì chân thần nguyên khởi đã giáng thế, lấy lại thần lực thì lôi kiếp hóa thần cũng giáng xuống. Chúng tiên nhận ra trên người Cổ Tấn là ấn chân thần, tận mắt thấy màn độ kiếp hóa thần này khiến bọn họ nhìn lé cả con mắt. Chịu xong lôi kiếp, cuối cùng thượng thần nguyên khởi cũng lấy lại dáng vẻ vốn có của mình, thần khí kiếm nguyên thần cũng hóa hình tham kiến chủ nhân. Khi cả đám vẫn chưa hết trầm trồ thì ngay lúc này cung chủ cung Thanh Trì Hồng Chủ cũng xuất hiện. Cô ta ngay tại đây cung nghênh chân thần nguyên khởi đã lấy lại thần lực, lời này cũng giúp chúng tiên nhận ra Cổ Tấn vậy mà lại là nguyên khởi, con trai của thượng thần Đế Quyến và Nghi Hợp. Biết được sự thật này, họ liền quỳ xuống bái kiến thượng thần nguyên khởi. Lát sau tại thiên cung, chúng tiên đã tụ hợp lại phán xử Hồng Dịch. Người chủ trì không ai khác chính là nguyên khởi. Hồng Dịch cũng tỉnh lại mà không biết chuyện gì đang diễn ra. Đám người đều đồng loạt lên án anh, đầu tiên là giết hại Lan Phong, sau đó là đến núi Đại Trạch. Tất nhiên Hồng Dịch không biết những chuyện này, anh không ngừng nói rằng bản thân không ám hại ai cả. Để xác minh chuyện đó, chúng tiên đã dùng gương quan thế xem lại cảnh Hồng Dịch truy sát Yến Sảng. Gương quan thế chiếu đến cảnh sắp ra tay với Yến Sảng thì liền vỡ nát. Nó không để mọi người thấy cảnh Hồng Dịch cố gắng kiềm chế bản thân. Đây có vẻ là thủ đoạn của Khổng Tước Vương. Giờ đây cho dù có 10 cái mồm thì Hồng Dịch cũng không kêu oan được. Anh chỉ nhớ rằng bản thân đã bị ma khí khống chế. Nhưng chúng tiên làm sao có thể tin chuyện hoang đường đó được. Ma khí từ trước đến nay luôn bị phong ấn trong Cửu Uyên Sát Ngục, kết giới vững chắc, làm sao có thể ra ngoài được. Tất cả chúng tiên đều không tin Hồng Dịch, họ đồng loạt muốn giết con yêu hồ như anh. Nhưng đến cuối cùng vẫn phải để Nguyên Khởi phán xét. Dù mọi người không tin nhưng anh vẫn muốn cho Hồng Dịch một cơ hội. Nguyên Khởi ra lệnh giam Hồng Dịch lại, 3 ngày sau sẽ để Hồng Dịch gánh chịu Cửu Thiên Huyền Lôi. Thứ này có thể đánh tan ma khí mà không tổn hại đến Hồng Dịch. Nhưng nếu trong người Hồng Dịch không có ma khí, thế thì anh ta sẽ bị Cửu Thiên Huyền Lôi đánh cho hồn phi phách tán. Hình phạt này rất công bằng. Nếu thật sự Hồng Dịch bị ma khí khống chế thì sẽ được minh oan. Khi này Thanh Y và Yến Sảng vẫn chưa tỉnh lại. Nếu họ có thể đứng ra thanh minh cho Hồng Dịch thì anh ấy đã không sao rồi. Nhưng giờ đây trọng thương thế này thì biết giờ mới tỉnh lại. Cùng lúc đó ở yêu giới, Thanh Lâm đã biết tin Cổ Tấn là con trai của Đế Quyến và Nghi Hợp. Cô ta cũng rất lo sợ việc ma khí của mình bị lộ. Mà khi này Tiểu Âm đang đến tìm Nguyên Khởi. Từ ngày hóa thần đến nay anh ấy luôn tránh mặt Tiểu Âm. Nguyên Khởi luôn tự trách bản thân, vì anh mà cả núi Đại Trạch phải gánh lấy kiếp nạn. Trước đó vì để chuyện này không diễn ra, Nguyên Khởi đã cố buông bỏ tư tình với Tiểu Âm. Thế mà cuối cùng Nguyên Khởi vẫn không thể nào buông được. Vì cứu Tiểu Âm nên anh đã rời khỏi núi Đại Trạch. Nếu anh không rời khỏi đó thì mọi người đã được cứu rồi. Nhận lấy mọi tội lỗi khiến Nguyên Khởi tự dằn vặt bản thân mình. Hôm sau khi Hồng Dịch vẫn đang bị giam giữ, có vài người của hồ tộc máu dồn lên não, không sợ trời không sợ đất muốn xông vào thiên cung cứu Hồng Dịch, cuối cùng bị chúng tiên giết chết cả lũ. Nhìn thấy xác họ nằm đấy làm Hồng Dịch phẫn nộ, anh cố vùng vẫy muốn ăn thua đủ với đám tiên nhân này. Thấy Hồng Dịch đang làm loạn, họ liền muốn ra tay. Rất may Nguyên Khởi đã kịp thời đến ngăn họ lại. Anh cảnh cáo trước khi hình phạt Cửu Thiên Huyền Lôi diễn ra, chúng tiên không được động vào Hồng Dịch. Lát sau khi ra ngoài, anh đã chạm mặt Tiểu Âm. Cô nàng đến muốn bàn về chuyện của Hồng Dịch. Tiểu Âm tin rằng anh ấy thật sự là bị oan. Nghe xong, Nguyên Khởi đã khuyên cô nàng, chuyện của Hồng Dịch có liên quan đến hai giới tiên yêu, tốt nhất Tiểu Âm đừng nhúng tay vào để tránh gặp họa. Thấy Nguyên Khởi thế này, Tiểu Âm chỉ đành rời đi. Đúng lúc đó trong ngục giam, Khổng Tước Vương bằng cách nào đó đã lẻn vào được nơi này. Ông ta đã dùng một phần sức mạnh nội đan của mình hút ma khí ra ngoài, để nó có thể thành công thoát ra và quay về bên Thanh Lâm. Khi ma khí đang bay đi thì vô tình Tiểu Âm đã nhìn thấy. Cô nàng ngay lập tức báo với chúng tiên binh nhưng họ không tin. Hết cách, Tiểu Âm chỉ đành đến tìm Nguyên Khởi. Nhưng đúng lúc đó đã bị Hồng Chủ ngăn lại. Cô ta nghĩ rằng Tiểu Âm cứ bám giết Nguyên Khởi nên rất tức giận, liền một mạch kể ra Tiểu Âm chính là kiếp nạn của anh ấy. Cả núi Đại Trạch vì che chắn kiếp nạn đó giúp Nguyên Khởi mà hy sinh. Hồng Chủ nói ra những điều này là để Tiểu Âm buông bỏ tình ý với Nguyên Khởi. Cô ta còn nói Tiểu Âm chỉ là một con thú ngưng thủy, nào có tư cách sánh đôi cùng với thượng thần cơ chứ. Chỉ có Phượng Hoàng Lửa như Phượng Ẩn mới có tư cách đó thôi. Một ngày nào đó Phượng Ẩn thức tỉnh thì sẽ là người sánh đôi cùng Nguyên Khởi. Hồng Chủ không ngừng chê bai thân phận của Tiểu Âm, nhưng cô ta đâu thể ngờ được Tiểu Âm chính là Phượng Ẩn. Một ngày nào đó cô ấy thức tỉnh, không biết Hồng Chủ sẽ có vẻ mặt như nào. Tiểu Âm cũng không biết được thân phận của bản thân. Cô nàng rất đau lòng với những lời nói của Hồng Chủ. Quá buồn bã, Tiểu Âm đã đi đến núi Đại Trạch. Đúng lúc này Lâm Mặc đã xuất hiện đưa cho cô một bông hoa. Đây là bùa truyền âm Nhàn Thiện để lại trước khi chết. Trong đó Nhàn Thiện nói Hồng Dịch là bị ma khí khống chế, ma tộc đã lợi dụng anh ấy muốn khơi mào đại chiến tiên yêu. Nhàn Thiện cảnh báo nhất định không được để chuyện đó xảy ra. Vừa nói xong thì bùa truyền âm đã tan biến. Kết quả sự việc này chỉ có mình Tiểu Âm biết mà thôi. Giờ đây nếu Hồng Dịch bị Cửu Thiên Huyền Lôi đánh chết thì chắc chắn đại chiến tiên yêu sẽ diễn ra. Việc này bắt buộc Tiểu Âm phải mau chóng hành động mà thôi. Cô nàng đã xin ngự phong cho mình vào ngục giam thăm hỏi Hồng Dịch. Vào đến bên trong, Tiểu Âm liền đốt cháy nội đan chữa thương cho Hồng Dịch.
sau đó dùng pháp khí mà Lâm Mặc đưa cho cắt đứt dây trói. Nghe được động tĩnh, Ngự Phong liền chạy vào trong, bất ngờ Hồng Dịch chỉ xuất một trưởng đã đánh bay tất cả. Thượng tiên như Ngự Phong cũng không phải đối thủ của anh, tất nhiên rồi, dù sao Hồng Dịch cũng đã là bán thần. Anh chàng đã mang Tiểu Âm xông ra đến cổng trời, tại đây Lâm Mặc cũng đến tiếp viện. Tiểu Âm bảo Hồng Dịch hãy mau rời đi và tìm ra chân tướng minh oan cho bản thân mình. Người vừa đi, Tiểu Âm liền quay lại ngăn cản cha con Hoa Thù. Đúng lúc cô sắp gặp nguy hiểm thì Nguyên Khởi đã xuất hiện che chở. Khi này chúng tiên cũng có mặt nói rằng Tiểu Âm tự ý thả Hồng Dịch đi. Cô nàng cũng giải thích với Nguyên Khởi rằng mình tìm được bùa truyền âm của Nhàn Thiện, nói rằng Hồng Dịch đúng thật là bị ma khí khống chế, ma tộc muốn lợi dụng anh ấy khơi mào đại chiến tiên yêu, nhưng giờ bùa truyền âm đã tan biến, lời nói của Tiểu Âm không thể chứng thực được. Cha con Hoa Thủ cũng liên tục hỏi, nếu trong người Hồng Dịch thật sự có ma khí, thế thì tại sao không để anh ta gánh chịu Cửu Thiên Huyền Lôi, đợi ma khí bị đánh bay ra ngoài thì Hồng Dịch được minh oan rồi. Tiểu Âm đương nhiên biết việc đó, nhưng chính mắt cô đã nhìn thấy ma khí thoát ra từ ngục giam, trong người không còn ma khí nữa thì làm sao gánh chịu Cửu Thiên Huyền Lôi được. Dù vậy chuyện đó cũng chỉ có mình Tiểu Âm chứng kiến. Hoa Thủ mất đi Lan Phong nên thật sự rất hận, cô ta coi Hồng Dịch chính là hung thủ, thế mà lại bị Tiểu Âm thả đi như thế. Hoa Thủ muốn trừng phạt Tiểu Âm để chút mối hận này, nhưng dễ gì mà Nguyên Khởi đồng ý. Tiểu Âm cũng là người của núi Đại Trạch, dù cô ấy có phạm lỗi như thế nào thì cũng không đến lượt người ngoài định đoạt. Nghe vậy Hoa Thủ đã dùng một chiêu hiểm độc, trước đó vì cứu Tiểu Âm mà Nguyên Khởi đã nợ Hoa Thủ một lời hứa, giờ đây cô ta dùng lời hứa ép Nguyên Khởi trừng phạt Tiểu Âm. Chuyện đến nước này anh chàng cũng hết cách, chỉ đành ban ra hình phạt cho Tiểu Âm, nửa tháng sau chịu hình trên Thanh Long Đài và tước bỏ tiên tịch, sau đó cấm túc trong cung thanh trì không được bước vào hai giới tiên yêu. Đến ngày núi Đại Trạch trùng sinh thì mới được ra ngoài, nhìn thì giống như đang trừng phạt nhưng thực chất là bảo vệ Tiểu Âm. Lát sau khi trở về, Nguyên Khởi cũng không biết nói làm sao, trước đó đã dặn dò Tiểu Âm đừng nhúng tay vào chuyện của Hồng Dịch, thế mà cuối cùng vẫn là không thể nào tránh khỏi được. Tiểu Âm không sợ bị phạt, điều duy nhất làm cô khó chịu là Nguyên Khởi không tin lời cô nói. Từ khi có linh trí đến nay cô luôn ở bên anh, bất cứ ai cũng có thể không tin cô, nhưng anh thì không được như thế. Nhưng chuyện này Nguyên Khởi có tin thì làm gì được chứ, anh chỉ có thể dùng cách của mình ngăn Tiểu Âm rơi vào nguy hiểm. Cấm túc cô ấy ở cung thanh trì chính là lựa chọn tốt nhất. Lát sau khi ra ngoài, Nguyên Khởi muốn đến yêu giới, anh nhớ ra ngoài Hồng Dịch và Hồng Nhược thì vẫn còn một con cửu vĩ hồ là Thanh Lâm. Năm xưa Hồng Dịch xuất hiện ở Cửu Uyên sát ngục, đây có thể chính là Thanh Lâm bày kế muốn thoát khỏi đó. Mà khi này ở hồ tộc, tất cả các trưởng lão đang truyền yêu lực cho Hồng Dịch, đến cuối cùng Hồng Dịch đã thăng cấp mọc ra thêm một chiếc đuôi, đây chính là thập vĩ thiên hồ vạn năm chưa ai đạt được. Sức mạnh này giúp Hồng Dịch đạt đến đỉnh cấp bán thần. Trước kia Thanh Lâm chỉ muốn lợi dụng Hồng Dịch xong thì để anh ấy chết ở thiên cung, khi đó đại chiến tiên yêu sẽ được diễn ra, nhưng không ngờ kế hoạch thất bại, không những thế còn giúp Hồng Dịch trở nên cường đại như thế. Giờ đây Thanh Lâm chỉ đành thực hiện cách khác, cô ta đã có cuộc gặp riêng với Yêu Hoàng. Đến lúc nhóm người Hồng Dịch đến nơi thì Yêu Hoàng đã bị sát hại mất rồi. Trước đó Thanh Lâm còn giả vờ bị thương, mà hung khí giết Yêu Hoàng lại là tiên binh. Tất cả mọi người đều không nghi ngờ Thanh Lâm, họ nhận ra đây là kiếm của Ngự Phong Tiên Tôn, liền xác định chính tiên giới đã làm ra việc này. Yêu Hoàng chết chính là giới hạn của cả yêu tộc. Cứ thế đại chiến tiên yêu sắp phải diễn ra rồi, mà khi này Thanh Lâm đã đến thiên cung, bằng cách nào đó cô ta xâm nhập vào đây mà không một ai biết. Dựa theo cuộc trò chuyện với Khổng Tước Vương, chúng ta đã biết được lý do thủ đoạn ẩn thân này là nhờ có được đá kết giới của núi Ngưng Vân. Nhờ có viên đá đó mà lần trước Khổng Tước Vương lẻn vào ngục không ai hay biết, cũng chính ông ta đã lén lấy kiếm của Ngự Phong đưa cho Thanh Lâm. Cô ta cũng tiết lộ cho Khổng Tước Vương việc Tiểu Âm là thú ngưng thủy, ông ta ngay lập tức nói chuyện này cho Hoa Thủ biết, với ý định muốn Hoa Thủ cướp nội đan của Tiểu Âm hồi sinh Lan Phong. Hồi sinh được hay không thì không biết, Khổng Tước Vương và Thanh Lâm chỉ muốn Hoa Thủ làm hại Tiểu Âm, khi đó Hồng Dịch biết tin thì sẽ càng hận tiên giới hơn, đại chiến tiên yêu cũng sẽ vì thế mà diễn ra kịch liệt hơn nữa. Cùng lúc đó Nguyên Khởi đã đến yêu giới rồi, anh phát hiện bên phía La Sát Địa có động tĩnh bất thường, khi đến xem thì bất ngờ rơi vào bẫy của Thanh Lâm. Tại đây trận pháp của chúng ma lập ra đã trói buộc được Nguyên Khởi, nhân cơ hội đó Thanh Lâm đã cướp đi Ngọc Hỏa Hoàng, giờ đây cô ta có thể mở phong ấn Cửu Uyên sát ngục được rồi, sẽ nhanh thôi ma thần Minh Khởi sẽ tái xuất thế gian, A sẽ giải thích tại sao Nguyên Khởi hóa thần rồi mà vẫn bị Thanh Lâm dễ dàng khống chế nhé. Trước đó khi lôi kiếp hóa thần giáng xuống, Nguyên Khởi vì che chắn cho núi Đại Trạch không bị hủy hoại, anh đã hy sinh hết hồn phách và hỗn lực của bản thân, cuối cùng chỉ còn lại một phách miễn cưỡng hóa thần, giờ đây vẫn chưa hồi phục nên dễ dàng bị Thanh Lâm khống chế. Chi tiết này chỉ có nhắc đến trong chuyện mà thôi, phim không nhắc đến nên sẽ làm người xem hiểu lầm và đặt ra câu hỏi tại sao Nguyên Khởi hóa thần rồi mà vẫn yếu. Khi Nguyên Khởi đang bận rộn chiến đấu ở La Sát Địa thì ở thiên cung Hoa Thù đã dẫn binh đến muốn đưa Tiểu Âm đi hành hình. Tiểu Âm cảm thấy nghi hoặc, nhưng cô nàng thừa biết luật lệ của thiên cung, với chức vụ của Hoa Thù chưa đến lượt cô ta hành hình với cô. Nghe vậy Hoa Thù liền đáp lại, nói rằng mình dựa theo khẩu dụ của Nguyên Khởi đến đây mang Tiểu Âm đi hành hình trước thời hạn. Thấy được trên tay Hoa Thù là ngọc ấn của Nguyên Khởi, Tiểu Âm không thể nói gì nữa mà chỉ có thể chấp nhận bị hành hình.
Ngọc ấn mà Hoa Thủ có chính là thứ mà Nguyên Khởi đưa cho cô ta, lúc anh đến xin thánh vật của tộc Khổng Tước để luyện đan hóa thần. Khi này ở Huyền Tinh Cung yêu giới, có một kẻ của tộc Khổng Tước đã lẻn vào đây và bị bắt, hắn nói mình đến để ám sát Hồng Dịch trả thù cho Lan Phong. Lời nói này đúng thật là nực cười, chỉ với một con gà lôi thì làm gì được Hồng Dịch cơ chứ, nhưng tên này còn có một mục đích khác, hắn bảo rằng không giết được Hồng Dịch cũng không sao, kẻ thả anh đi giờ đây đã bị hành hình cho đến chết rồi. Nghe lời này, Hồng Dịch liền nhận ra lời hắn nói là ám chỉ Tiểu Âm. Không những thế, tên này còn nói chính Nguyên Khởi đã ra lệnh. Vừa nói xong, hắn liền tự phá hủy nội đan và chết đi. Đúng thật là một màn kịch gây chiến hoàn hảo. Hồng Dịch nghe tin Tiểu Âm đã bị sát hại thì phẫn nộ tột cùng, anh liền ra lệnh cho chúng yêu theo mình tấn công tiên giới. Mà khi này ở Thanh Long Đài, Hoa Thủ đang dùng lôi hình trừng phạt Tiểu Âm, từng roi không ngừng quật vào người cô ấy. Chỉ mới nhiêu đây thôi, Tiểu Âm đã sắp không chịu nổi rồi. Nhưng đó chỉ là màn khởi đầu thôi, hình phạt thật sự bây giờ mới được thực hiện. Hoa Thủ chọn dùng hình phạt Lửa Thánh Vạn Nghi. Nghe vậy, Quan Thiên Hình liền ngăn cản. Lửa Thánh Vạn Nghi xưa nay chỉ dùng để xử trí bán thần, Tiểu Âm chỉ mới là đỉnh cấp hạ quân, dùng hình này chắc chắn cô ấy sẽ chết. Dù vậy, đây mới là ý định thật sự của Hoa Thủ, cô ta hạ sát Tiểu Âm xong rồi thì sẽ lấy nội đan của cô ấy. Cứ thế, Tiểu Âm đã bị Lửa Thánh Vạn Nghi thiêu đốt. Cùng lúc này, hai tộc tiên yêu đã chạm trán tại La Sát Địa, một bên là Thập Vĩ Thiên Hồ Hồng Dịch, bên còn lại là Ngũ Đại Tiên Tôn của Thiên Cung. Giờ không còn gì có thể giải thích nữa, tiên giới mất đi Thiên Đế Lan Phong, yêu giới cũng mất đi Yêu Hoàng Xâm Lâm. Hai bên đều nghĩ đối phương đã ám sát vua của tộc mình, một lời không thuận liền muốn lao vào đánh nhau. Thập Vĩ Thiên Hồ Hồng Dịch xuất ra Tịch Diệt Luân, Ngũ Tiên Tôn cùng chúng tiên cũng tạo pháp trận để đối kháng. Mà khi này ở cổng kết giới của Cửu Uyên Sát Ngục, Lão Long và Bích Ba đã nhìn thấy Ngọc Hỏa Hoàng đang ma hóa. Đúng lúc này, Thanh Lâm và chúng ma đã xuất hiện, ngay lập tức cô ta liền tấn công hai người. Tam Hỏa Chân Long hóa hình đối kháng cũng không phải là đối thủ, cuối cùng Lão Long đã bị Thanh Lâm khống chế. Cô ta muốn hút đi thần nguyên trong người của Tam Hỏa Chân Long, đây chính là điều kiện cuối cùng để phá hủy phong ấn của Cửu Uyên Sát Ngục. Ở bên trong này, Tu Ngôn đang cố hết sức ngăn chặn việc kết giới bị phá. Ma thần Minh Khởi ung dung nhìn anh làm trò mèo, nội đan vỡ nát rồi mà vẫn cố làm việc vô ích. Ở bên ngoài, khi thần nguyên sắp bị hút đi, Lão Long quyết không thể để Cửu Uyên Sát Ngục được mở ra. Ông đã dùng hết sức mạnh bán thần đốt cháy thần nguyên trong cơ thể. Cứ thế, việc phá hủy phong ấn của Cửu Uyên Sát Ngục đã trở nên công cốc. Ma thần Minh Khởi tức giận hút hết mọi thứ vào bên trong, đến cả Lão Long và Bích Ba cũng bị đưa vào trong này. Vừa đáp đất, Lão Long đã nhận ra tình hình của bản thân, ông liền ngay lập tức nháy mắt ra hiệu cho Bích Ba, bảo anh ấy mau chóng giả vờ chết đi, nếu không thì sẽ chết thật luôn đấy. Đúng thật là một quân tử biết tiến biết lùi mà. Giờ đây không còn thần nguyên của Lão Long nữa, Thanh Lâm chỉ đành nhắm đến thần nguyên của Nguyên Khởi mà thôi. Mà khi này, Nguyên Khởi vẫn đang bị nhốt trong ma trận, để thoát khỏi đây anh lại lần nữa dùng đến máu tim hỗn độn. Kiếm Nguyên Thần cố nhắc nhở chủ nhân mình, hỗn lực của anh vẫn chưa hồi phục, nếu dùng nữa sẽ nguy hại đến cơ thể mất. Nhưng Nguyên Khởi cũng không còn cách nào khác, anh kích hoạt thần lực liền phá đi ma trận của Thanh Lâm, sau đó gắng gượng vác cái thân tàn này đánh với Trước Ảnh. Chỉ cần xuất đi một kiếm, Trước Ảnh đã bị hạ sát. Cùng lúc đó, hai giới tiên yêu vẫn đang đánh nhau, một mình Hồng Dịch đối kháng Ngũ Tiên Tôn. Sức mạnh của Thập Vĩ Thiên Hồ đúng thật là lợi hại, Ngũ Tiên Tôn hợp lực cũng không phải là đối thủ của anh. Trong lúc chiến đấu, Hồng Dịch đã hạ sát được một người trong Ngũ Tiên Tôn. Chứng kiến việc này, làm Ngự Phong phẫn nộ tột cùng, hôm nay ông có chết cũng phải kéo theo Hồng Dịch. Ngự Phong sẵn sàng hy sinh bản thân dùng binh giải chi pháp. Rất may là khi đó Nguyên Khởi đã đến kịp thời ngăn điều này lại. Tại đây, Nguyên Khởi khuyên mọi người mau dừng tay, vì anh đã biết được ai đã điều khiển Hồng Dịch tàn sát núi Đại Trạch rồi. Nhưng giờ đây Yêu Hoàng Xâm Lâm đã chết, đến cả Tiểu Âm cũng bị sát hại, Hồng Dịch đâu thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Nguyên Khởi cố hết sức mình ngăn cản Hồng Dịch lại, anh còn nói ra việc đã nhìn thấy Thanh Lâm, cô ta cướp đi Ngọc Hỏa Hoàng, và cũng thừa nhận mình đã khống chế Hồng Dịch tàn sát cả núi Đại Trạch, rất có khả năng mọi việc sau đó đều do cô ta làm. Hiểu rõ sự tình, Hồng Dịch đã tạm thời bình tĩnh lại. Đứng một bên, Thanh Lâm đã nhìn thấy một màn này, khi họ vừa dừng tay, cô ta liền xuất ra ma trận trói buộc Nguyên Khởi. Ma trận này không ai có thể xâm phạm được. Chúng tiên yêu hợp lực lại cứu Nguyên Khởi nhưng chỉ là vô dụng, anh cảm nhận được thần nguyên của bản thân đang bị hút đi. Tại Thiên Cung khi này, Tiểu Âm vẫn đang bị dùng hình. Rất may là trong người Tiểu Âm có đan hóa thần, nó không ngừng cung cấp tiên lực bảo vệ cho cô nàng. Thấy thế, Hoa Thủ liền ra tay nặng hơn gấp nhiều lần, khiến Tiểu Âm kêu gào tuyệt vọng trong đau đớn. Đúng lúc này, Yến Sảng đã tỉnh lại và đến ứng cứu kịp thời. Tiểu Âm thấy thế, liền bảo Yến Sảng hãy mau đi cứu Nguyên Khởi, vì Tiểu Âm cảm nhận được Ngọc Hỏa Hoàng đang chấn động dữ dội. Dù vậy, Yến Sảng có đi cũng không làm gì được, cô ấy chỉ có thể ngăn cản Hoa Thủ giúp Tiểu Âm rời đi. Lát sau, khi Nguyên Khởi sắp bị hút hết thần nguyên, thì Tiểu Âm đã kịp thời đến bên anh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không biết tại sao Tiểu Âm có thể xông vào ma trận. Cô ấy đang không ngừng truyền linh lực để thanh tẩy ma khí trên Ngọc Hỏa Hoàng. Đám tiên giới thấy Tiểu Âm có thể xông vào ma trận, liền nghĩ rằng cô ấy là người tạo ra ma trận này và đang cố hút đi thần nguyên của Nguyên Khởi. Khi họ muốn tấn công Tiểu Âm thì Hồng Dịch đã ngăn cản. Được một lát, cô nàng đã thành công thanh tẩy ma khí.
Nguyên Khởi tỉnh lại không hiểu sao Tiểu Âm đang ở đây. Khổng Tước Vương và Phượng Minh không ngừng ly gián, nói rằng Tiểu Âm đã dùng ma trận muốn hút đi thần nguyên của Nguyên Khởi. Họ không hề biết việc Tiểu Âm làm là thanh tẩy ma khí. Vì cả tam giới này làm gì có ai có thể thanh tẩy ma khí chứ? Tiểu Âm chỉ nói mình cảm nhận được Ngọc Hỏa Hoàng chấn động, thế nên mới đến đây cứu Nguyên Khởi. Còn về việc tại sao cô vào được ma trận thì cũng không biết. Nghe được lời này Phượng Minh liền hoài nghi, chỉ có Phượng Hoàng Lửa mới có thể cảm nhận được Ngọc Hỏa Hoàng. Làm sao mà Tiểu Âm có thể cảm ứng được cơ chứ? Nguyên Khởi đã đứng ra chứng minh việc này. Trước kia Tiểu Âm cũng có thể cảm nhận được tiên nguyên của Phượng Ẩn. Tuy không biết lý do nhưng đúng thật là cô ấy có thể cảm nhận được. Nguyên Khởi cũng nói rằng quả thật Tiểu Âm có thể thanh tẩy ma khí. Nhưng nguyên nhân làm được thì anh lại không nói. Phượng Minh và Khổng Tước lấy việc này bắt bẻ đủ điều, nói rằng Nguyên Khởi đang cố bao che tình riêng. Chuyện đến nước này Tiểu Âm chỉ đành nói ra việc mình là thú ngưng thủy, bởi thế có thể thanh tẩy ma khí là điều hiển nhiên. Khi xác nhận cô đúng là thú ngưng thủy, bọn tiên nhân không thể nói gì nữa. Từ trước đến nay che giấu việc này là do sợ có người sẽ làm hại Tiểu Âm, vì thú ngưng thủy là linh dược tốt nhất thế gian này. Đúng lúc này Hồng Dịch cũng lên tiếng góp vui, thú ngưng thủy Tiểu Âm có anh bảo vệ, ai dám động vào cô ấy thì anh sẽ giết cả nhà kẻ đó. Tiểu Âm khuyên Hồng Dịch không được làm loạn, còn bắt anh phải lập hiệp ước đình chiến với tiên giới, vì tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hồng Dịch đồng ý yêu cầu này. Anh đứng ra hỏi người nào của tiên giới sẽ cùng anh lập hiệp ước. Hồng Dịch giờ đã là đỉnh cấp bán thần, nào có ai ở tiên giới có thể cùng lập hiệp ước cơ chứ? Việc này bắt buộc Nguyên Khởi phải đứng ra thay mặt tiên giới lập hiệp ước. Hiệp ước này hình thành rồi thì hai bên không được gây chiến nữa, nếu làm trái thì sẽ bị thần trừng phạt. Giờ đây không thể đánh nhau với yêu giới. Khổng Tước Vương liền nhắm vào Tiểu Âm, ông ta nói thú ngưng thủy có thể thanh tẩy ma khí, đồng thời cũng có thể che giấu nó. Việc Tiểu Âm có thể xông vào ma trận, rất có thể trong người cô ấy đang che giấu ma khí. Việc này quá nguy hiểm cho tam giới, Nguyên Khởi cũng không thể giải thích việc này. Đâu ai có thể ngờ được Tiểu Âm thế mà lại là Phượng Ẩn, vì là Phượng Hoàng Lửa nên mới đến gần được Ngọc Hỏa Hoàng. Giờ đây Khổng Tước Vương liên tục kích động mọi người, họ cùng nhau quỳ xuống cầu xin Nguyên Khởi diệt trừ mối họa này bằng cách giáng cửu thiên huyền lôi vào người Tiểu Âm. Nhưng việc làm đó chẳng khác nào là lấy mạng cô ấy. Nguyên Khởi tin tưởng trong người Tiểu Âm không có ma khí, giờ đây anh quyết không ra tay thì đám tiên nhân này cũng chả làm gì được. Hồng Dịch đứng một bên dõng dạc nói rằng, ai dám làm hại Tiểu Âm, dù có bị thần trừng phạt anh cũng sẽ giết kẻ đó. Trong tình huống khó xử thế này Tiểu Âm nghĩ đến lời nói của Hồng Trù, cô chính là tai kiếp của Nguyên Khởi. Nếu giờ để anh tiếp tục bảo vệ cô thì có thể sẽ gặp chuyện. Nghĩ vậy nên Tiểu Âm tình nguyện chịu phạt. Cô quỳ xuống bảo Nguyên Khởi hãy giáng cửu thiên huyền lôi, nhưng làm sao mà anh có thể ra tay được chứ? Chuyện đến nước này Nguyên Khởi đã nghĩ ra một cách, thú ngưng thủy cần núi Ngưng Vân nuôi dưỡng, giờ đây anh sẽ chém nát núi Ngưng Vân, sau đó phong ấn tiên cốt của Tiểu Âm lại, thế thì cho dù trong người cô ấy có ma khí thì cũng chẳng làm được gì. Nghe được lời này Tiểu Âm cầu xin Nguyên Khởi đừng làm như thế, nhưng đây là cách cuối cùng để giữ mạng cho Tiểu Âm rồi, mặc cho cô ấy có cầu xin thế nào. Nguyên Khởi dùng một kiếm nguyên thần đã đánh nát núi Ngưng Vân. Tiểu Âm chứng kiến việc đó mà tuyệt vọng đến họng máu. Núi Ngưng Vân là nhà của cô, cũng là nơi mang hy vọng phục sinh tộc ngưng thú, trong đó còn có muội muội Tiểu Vũ, thế mà lại bị Nguyên Khởi một kiếm hủy đi tất cả. Tiểu Âm tuyệt vọng thật rồi, thà chết đi chứ cô cũng không muốn chuyện này diễn ra. Tình cảm với Nguyên Khởi từ nay cũng không còn nữa. Tiểu Âm tức giận tạo ra một kết giới, ngăn cách cô và Nguyên Khởi với thế giới bên ngoài. Tại đây Tiểu Âm bảo Nguyên Khởi hãy phong ấn tiên cốt của mình ngay đi. Dường như cô ấy đã không còn ý chí sống nữa rồi. Có một chuyện mà Tiểu Âm không biết, Nguyên Khởi biết trong cơ thể của Tiểu Âm có đan hóa thần, cho dù có phong ấn tiên cốt thì linh đan cũng không tổn hại. Nguyên Khởi dự định xong việc rồi trở về sẽ giải thích với cô, thế là anh đã xuất ra thần khí kiếm nguyên thần, chuẩn bị một kiếm giáng xuống phong ấn tiên cốt của Tiểu Âm. Đúng lúc này Yến Sảng đã đến ngăn cản. Trước đó trên Thanh Long Đài Tiểu Âm bị lửa vạn nghi thiêu đốt, tiên cốt của cô ấy đã sớm vỡ nát rồi. Giờ đây Tiểu Âm chắc chắn không chịu nổi một kiếm này, nhưng đáng buồn là hai người họ đang bên trong kết giới, không hề nghe Yến Sảng đang nói gì cả. Cứ thế Nguyên Khởi đã giáng một kiếm này xuống, đến khi kết giới mất đi Nguyên Khởi mới nghe được Yến Sảng nói, nhưng giờ đây đã muộn mất rồi. Nguyên Khởi cố gắng ngăn kiếm nguyên thần lại nhưng không được, cuối cùng một kiếm này của anh đã đánh cho Tiểu Âm hồn phi phách tán, cô ấy từ từ biến mất khỏi thế gian này. Nguyên Khởi lòng đau như cắt không tin những gì vừa diễn ra. Chuyển cảnh đến một bàn cờ, vạn năm nay Tu Ngôn ngày nào cũng đánh cờ với ma thần Minh Khởi, hai người họ cá cược với nhau về kiếp nạn của Nguyên Khởi. Năm xưa Đá Vấn Thiên ban xuống kiếp nạn, đó được định sẵn là tử kiếp sẽ khiến Nguyên Khởi mất mạng. Tu Ngôn cực rằng Nguyên Khởi có thể thay đổi vận mệnh tránh khỏi kiếp nạn, nhưng ma thần Minh Khởi cười nhạo điều đó là không thể nào. Hắn còn nói rằng sớm muộn gì mình cũng ra ngoài mà thôi. Sau nhiều ngày Tiểu Âm hồn phi phách tán, Nguyên Khởi vẫn luôn ở La Sát Địa, dùng hồn ấn mà trước kia anh đã đặt lên người Tiểu Âm, tìm kiếm mấy ngày mấy đêm vẫn không tìm thấy tiên nguyên của cô ấy. Nguyên Khởi kiệt sức mà ngất đi. Trong cơn mê anh nhìn thấy mình và Tiểu Âm bên nhau, nguyện làm uyên ương chẳng hâm mộ thần tiên. Nguyên Khởi rơi lệ cầu hôn Tiểu Âm, ước vọng của anh là được ở bên cô mãi mãi. Nhưng giờ đây hai người đã âm dương cách biệt, Nguyên Khởi từ hôm ngất đi không chịu tỉnh lại,
Anh ngày ngày đắm chìm vào mộng cảnh, dùng giấc mơ để ở mãi bên cạnh Tiểu Âm. Đến một hôm đột nhiên hồn ấn có phản ứng, Nguyên Khởi thấy Tiểu Âm đang ở con đường chuyển kiếp, quá kích động Nguyên Khởi đã tỉnh lại. Anh ngay lập tức đến U Minh giới tìm Tiểu Âm. U Minh Vương Ngao Ca đã nói rằng Tiểu Âm đã hồn phi phách tán rồi, một tiên thú cấp thấp làm sao có thể đỡ nổi kiếm nguyên thần. Nguyên Khởi đương nhiên hiểu điều đó, nhưng anh cảm nhận được hồn ấn trên người Tiểu Âm vẫn tồn tại. Nguyên Khởi dùng vũ lực muốn tự mình đi tìm kiếm, thấy anh làm loạn Ngao Ca liền xuất hiện áp chế. Nguyên Khởi chưa bình phục chỉ có thể đứng im chịu trận, dù vậy Ngao Ca cũng không làm khó anh. Nếu Nguyên Khởi muốn tìm người thì phải vượt qua ải cung Trung Linh. Ngay lập tức Nguyên Khởi đã được đưa đến nghiệp hỏa trướng, đây là nơi mà tổ thần tạo ra, dù có là chân thần cũng sẽ bị thiêu đốt cơ thể. Dù thế Nguyên Khởi cũng mặc kệ tổn thương lao vào nghiệp hỏa, anh vượt qua nỗi đau cơ thể bị thiêu đốt, cuối cùng đến được ải tiếp theo, rừng linh khốc của U Minh giới. Nơi này Nguyên Khởi bị hàng vạn nguyên hồn tấn công, chúng hóa thành Tiểu Âm mê hoặc anh, sau đó lại đâm cho anh một nhát vào tim. Cũng may Nguyên Khởi nhận ra kịp thời dùng kiếm nguyên thần quét sạch tất cả, xong việc anh ngất đi và rơi vào ải thứ ba. Đây là vực khổ thủy nơi lạnh nhất thế gian. Nguyên Khởi gắng gượng lê từng bước chân mệt mỏi về phía trước, anh đi mãi quyết tìm Tiểu Âm cho bằng được. Dù có gục ngã bao nhiêu lần anh vẫn đứng lên, bất ngờ đã rơi xuống ải thứ tư, biển khổ của U Minh giới. Cũng may là Tu Ngôn vớt anh lên, nếu không Nguyên Khởi chết ở đó mất rồi. Tu Ngôn khuyên rằng anh nên bỏ cuộc đi, cả tam giới này Nguyên Khởi tìm hết rồi còn đâu. Nhưng Nguyên Khởi nói rằng vẫn còn một nơi chưa tìm, đó là hồ độ kiếp của U Minh giới. Nhưng hồn phi phách tán rồi thì làm sao đến hồ độ kiếp? Để Nguyên Khởi chịu tin rằng Tiểu Âm đã không còn nữa, Tu Ngôn đưa cho anh xem danh sách độ kiếp. Xem qua một lượt thì đúng thật không có tên của Tiểu Âm. Nguyên Khởi đau lòng quỳ sập xuống, Tu Ngôn bảo rằng Nguyên Khởi mau trở về đi, lo mà bảo vệ tam giới, đừng tốn công vô ích đi tìm Tiểu Âm nữa. Ma tộc chắc chắn Nguyên Khởi sẽ diệt trừ, còn Tiểu Âm thì anh cũng tuyệt đối không từ bỏ. Nguyên Khởi khẳng định Tiểu Âm vẫn còn tồn tại, dù là 10 năm hay 100 năm, nghìn năm vạn năm anh vẫn sẽ đi tìm Tiểu Âm, tìm đến khi thân xác chân thần này chết đi thì mới thôi. Nguyên Khởi chắc chắn mình sẽ gặp lại nàng ấy. Cùng lúc này ở La Sát Địa, Hồng Dịch cùng Yến Sảng dùng cách của riêng mình cũng đang tìm Tiểu Âm, nhưng đi đến tận cùng của La Sát Địa rồi mà vẫn không tìm thấy. Hai người thật sự vô cùng tuyệt vọng, chỉ đành chấp nhận việc Tiểu Âm đã không còn nữa. Đúng lúc đó Yến Sảng nhặt được một món vật, Hồng Dịch nhận ra đây là hoa tai của cô mình, nhưng sao nó lại ở đây được? Trước đó bà ấy bị thương đâu có đến La Sát Địa tham chiến. Nghĩ lại những việc bất thường mà cô mình làm, Hồng Dịch cuối cùng cũng nhớ ra tất cả. Lúc anh bị Thanh Lâm điều khiển, cô ta đã nói ra hết sự thật, sau đó lại phong ấn ký ức của Hồng Dịch. Giờ anh đã là thập vĩ thiên hồ nên cũng dần mở ra phong ấn ký ức đó. Hiểu ra mọi sự thật, Hồng Dịch đã trở về nói cho Lâm Mặc biết, Hồng Nhược hiện tại chính là do Thanh Lâm đoạt xá. Hai người quyết phải tìm được cô ta để trả thù. Mà bên này khi Nguyên Khởi đang uống rượu giải sầu, thì thuộc hạ đã đến báo tin về Thanh Lâm. Họ đã điều tra ra được tung tích của cô ta, tại cửa phong ấn Cửu Uyên Sát Ngục. Hồng Dịch và Lâm Mặc đến đây và tìm thấy Thanh Lâm. Hiểu rằng mình đã bại lộ cô ta cũng không giấu nữa, liền ra tay đánh với hai người. Tất nhiên Thanh Lâm không thể đánh lại thập vĩ thiên hồ, nhưng ở tại nơi đây thì khác hoàn toàn. Thông qua cánh cửa Cửu Uyên Sát Ngục, ma thần Minh Khởi có thể dùng ma lực chống đỡ cho Thanh Lâm, giúp cô ta có đánh thế nào cũng không chết được. Nhưng khi Nguyên Khởi đến, mọi chuyện đã được giải quyết, thần lực hỗn độn của anh có thể diệt trừ tất cả. Nhưng trước đó Nguyên Khởi vẫn không vội ra tay, anh muốn hỏi Thanh Lâm đồng bọn đã giúp cô ta là ai, thế nhưng ả ta vẫn cứng mồm. Cuối cùng Nguyên Khởi chỉ có thể đánh nát ma chướng như cô ta mà thôi. Xong việc Nguyên Khởi đã kiệt sức mất rồi. Hóa ra nãy giờ anh chỉ là đang gắng gượng. Khi này đám người đã phát hiện Tử Nguyệt đã biến mất, đó là cái mặt trăng luôn tồn tại bảo hộ yêu giới, giờ đây mất tiêu rồi. Nên Nguyên Khởi đưa ra đèn trường minh tạm thời trấn thủ yêu giới. Tử Nguyệt dường như vô cùng quan trọng, Ngao Ca khi biết nó biến mất thì rất lo lắng. Anh biết chính ma thần Minh Khởi đã làm nó biến mất, Ngao Ca quyết tâm dù tìm khắp tam giới cũng phải tìm ra Tử Nguyệt. Một thời gian sau ở Tĩnh U Cốc, Hồng Dịch mai táng cho cô mình xong, liền muốn đến nhân gian làm một việc. Ngày đó ở đại chiến tiên yêu, Hồng Dịch đã vô tình làm yêu hỏa rơi xuống nhân gian, thiêu dụi ngàn dặm rừng xanh. Giờ đây để trục tội, Hồng Dịch đã xuống nhân giới khai hoang trồng rừng, đến khi rừng xanh ngút ngàn thì mới trở về. Yến Sảng cũng ở lại đây bầu bạn cùng anh. Về phần của Thanh Y và Nguyên Khởi, giờ đây núi Đại Trạch không còn nữa. Nguyên Khởi bảo Thanh Y hãy xuống nhân gian rèn luyện, rồi sẽ có ngày cậu ấy gánh vác trách nhiệm to lớn. Thoáng chốc ngàn năm đã trôi qua, hiện giờ Hoa Thủ đang giữ chức thiên đế tạm thời, tộc Khổng Tước của cô ta cũng trở thành tiên môn hàng đầu. Tuy trong lòng Hoa Thủ vẫn còn có Lan Phong, nhưng Khổng Tước Vương vẫn luôn dặn dò con gái rằng hãy nên tìm cơ hội tiếp cận Nguyên Khởi, có được sự ủng hộ của thần giới thì đâu chỉ là thiên đế tạm thời. Nghe vậy Hoa Thủ cũng có suy nghĩ, mà khi này bên phía Nguyên Khởi, ngàn năm nay anh vẫn chưa tìm được Tiểu Âm, đến cả tiên nguyên cuối cùng của Phượng Ẩn cũng không tìm được, tìm đến cây ngô đồng cuối cùng rồi mà vẫn không có. Nguyên Khởi làm sao mà biết được, sợi tiên nguyên cuối cùng đó chính là Tiểu Âm. Ở nhân giới lúc này, Hồng Dịch cũng hoàn thành việc mình cần làm rồi. Bất ngờ tất cả loại cây anh trồng đều là cây hoa lê, đây là loại hoa mà Tiểu Âm thích nhất.
Ngàn năm nay Nguyên Khởi vẫn đang luyện hóa mảnh vỡ của gương Quan Thế. Một khi thành hình có thể xem lại quá khứ, lúc đó chân tướng năm xưa sẽ được phơi bày. Về phần Tử Nguyệt thì ngàn năm nay cũng chưa tìm được. Có một chuyện bất ngờ là Tiểu Vũ còn sống, không những thế còn ra khỏi vỏ rồi, nhìn có đáng yêu không cơ chứ. Khi này lại một lần nữa Nguyên Khởi cảm nhận được Tiểu Âm, ngay lập tức anh đã đến U Minh giới tìm kiếm. Vẫn như mọi lần Tu Ngôn nói, đây chỉ là ảo giác của Nguyên Khởi mà thôi. Tiểu Âm làm sao mà vẫn còn tồn tại cơ chứ? Nhưng Nguyên Khởi chắc chắn không thể sai được. Ngàn năm qua mỗi lần anh cảm nhận được đều là ở U Minh giới. Nguyên Khởi cho rằng Tu Ngôn biết Tiểu Âm đang ở đâu, nhưng có hỏi thế nào Tu Ngôn vẫn nói Tiểu Âm không còn tồn tại. Giờ đây chúng ta cũng đã biết được sự thật. Năm xưa một phần tiên nguyên của Tiểu Âm đã bay đến U Minh giới. Tu Ngôn không ngờ dưới kiếm nguyên thần mà Tiểu Âm vẫn không bị hồn phi phách tán. Dù chẳng hiểu tại sao lại như thế, nhưng việc trước mắt là cứu cô ấy. Tu Ngôn đã liên kết phần tiên nguyên này với huyết liên ngàn năm. Anh chỉ có thể dùng cách này bảo vệ tiên nguyên của Tiểu Âm mà thôi. Còn sống hay chết phải dựa vào tạo hóa của cô ấy. Ngàn năm nay Tiểu Âm đã lịch kiếp vô số lần, giờ đây chỉ còn một lần lịch kiếp cuối cùng mà thôi. Nếu không thể niết bàn trùng sinh vậy thì sẽ chấm hết. Ngàn năm nay Hoa Thủ nắm giữ chức thiên đế tạm thời, ngũ đại tiên tôn tiền nhiệm toàn bộ đều đã thoái ẩn không màn thế sự. Giờ đây toàn thiên cung đều là người của Hoa Thủ. Cô ta đã giúp tộc Khổng Tước của mình trở thành tiên môn hàng đầu. Dù vậy Hoa Thủ vẫn không dừng lại, cô ta luôn tìm cách diệt trừ những thế lực chống đối. Trong số đó người đối kháng với Hoa Thủ nhiều nhất chính là Ưng tộc. Ưng Vương không có con gái bên cạnh, ngàn năm nay một mình chống đỡ giúp Ưng tộc không bị diệt trừ. Giờ đây ông ấy đã không còn sức lực đó nữa rồi, thế nên đã cho người xuống nhân gian gọi Yến Sảng trở về nắm giữ đại cục. Cô ấy hiểu khó khăn của cha mình, nhưng Yến Sảng không nỡ bỏ mặc Hồng Dịch mà rời đi. Cô nàng chỉ đành xin thêm cho mình một chút thời gian để suy nghĩ. Lát sau khi vào bên trong, Hồng Dịch đã khuyên Yến Sảng mau trở về giúp cha mình đi, không cần phí hoài thời gian ở đây với anh nữa đâu. Nghe được lời này Yến Sảng tức cái lòng ngực, cô thầm nghĩ, ở bên nhau suốt ngàn năm nay rồi, thế mà tên hồ ly ngốc này vẫn không hiểu tấm lòng của cô. Dù vậy Yến Sảng cũng không rời đi. Ngàn năm nay quan hệ giữa tiên và yêu vô cùng căng thẳng, nếu Yến Sảng trở về Ưng tộc kế vị thì làm sao gặp lại Hồng Dịch được. Giải thích cho những bạn nào chưa biết, tộc Khổng Tước và Ưng tộc đều là tiên tộc nhé mọi người, còn tộc hồ ly của Hồng Dịch lại là yêu tộc, hai giới tiên yêu khác biệt, thế nên cặp đôi này rất khó có thể thành đôi với nhau. Cùng lúc này ở con đường chuyển kiếp, Tiểu Âm sắp chuẩn bị tiến hành lần lịch kiếp cuối cùng của mình rồi. Vừa đến nơi người dẫn đường đã phủ lên người cô một kết giới do Tu Ngôn tạo ra, với lý do giúp Tiểu Âm nâng cao hồn lực, nhưng tác dụng chính của nó là ẩn thân không cho Nguyên Khởi phát hiện. Hiện tại anh chàng vẫn luôn đi lanh quanh nơi này tìm kiếm Tiểu Âm. Cô nàng cũng rất bất ngờ liền hỏi người dẫn đường, vị tiên quân kia vẫn chưa tìm được người mà hắn yêu sao? Vẫn là thái độ như cũ. Tiểu Âm không ưa gì Nguyên Khởi, cô cho rằng nếu vị tiên quân này đã chém chết người mình yêu thì cần gì phải cố chấp tìm kiếm không từ bỏ cơ chứ. Tiểu Âm nhà ta có một tư tưởng, đó là có không giữ mất đừng tìm. Nhưng cô đâu biết rằng người mà vị tiên quân này luôn tìm chính là cô. Vô số lần lịch kiếp Tiểu Âm luôn không hề mất đi ký ức, thế nhưng không biết vì lý do gì mà phần ký ức khi là thú ngưng thủy lại không nhớ gì cả. Tại nơi đây Nguyên Khởi luôn cảm nhận được hồn ấn có phản ứng, nhưng có tìm thế nào cũng không nhìn thấy Tiểu Âm. Ở một bên đá Tam Sinh đã nhìn thấy tất cả, cô liền ngay lập tức truyền tin bảo Hồng Dịch đến U Minh giới. Giờ đây đá Tam Sinh không thể giấu chuyện của Tiểu Âm được nữa, cô ấy chỉ còn một lần lịch kiếp cuối cùng mà thôi. Lần này nếu không viên mãn thì hồn lực sẽ tiêu tan mà biến mất. Đứng đằng sau Nguyên Khởi đã nghe được tất cả. Đá Tam Sinh thấy vậy chỉ có thể kể ra hết. Ngàn năm nay Tiểu Âm lịch kiếp vô số lần để nuôi dưỡng hồn lực, nhưng số phận của cô ấy đúng thật là đen đủi. Dù trước đó Tu Ngôn đã bố trí thân phận vô cùng cao quý cho Tiểu Âm, con nhà phú hào hay là công chúa, nhưng dù là thân phận nào thì Tiểu Âm cũng chỉ sống được đến 16-17 tuổi. Lần cuối cùng lịch kiếp này nếu mà không viên mãn thì Tiểu Âm sẽ tan biến. Khi cô nàng sắp chuẩn bị chuyển kiếp thì Nguyên Khởi đã đến ngăn cản. Gặp lại người thương anh không thể kiềm được cảm xúc của mình. Tiểu Âm nghe được vị tiên quân này gọi tên cô thì nghi hoặc, không hiểu sao hắn lại biết tên của mình. Nói chuyện một hồi Tiểu Âm mới nhận ra và hỏi, ta chính là nữ tiên quân bị ngài tự tay chém chết đó sao? Hỏi như thế Nguyên Khởi biết trả lời như nào đây? Dù vậy Tiểu Âm cũng không quan tâm, cô chẳng có ký ức gì về chuyện đó cả. Tiểu Âm cho rằng mình không phải là nữ tiên quân mà Nguyên Khởi tìm, thế nên cũng không muốn dính dáng gì nhiều với anh, cô chỉ muốn nhanh chóng đi chuyển kiếp mà thôi. Đúng lúc này Tu Ngôn và Hồng Dịch chạy đến, họ biết lần này đi thế nào Tiểu Âm cũng sẽ biến mất, vậy nên muốn cô ở lại đây tìm cách giải quyết khác. Giờ thì Tiểu Âm cũng hiểu cả rồi, hóa ra ngàn năm nay cô luôn bị sắp đặt độ kiếp. Lần cuối cùng này Tiểu Âm không muốn bị sắp đặt nữa, dù tốt hay xấu cũng sẽ tự mình cô quyết định. Nói rồi Tiểu Âm thả mình xuống sông độ kiếp. Nguyên Khởi thấy thế thì vẫn cố chấp kéo cô trở lại, nhưng bất ngờ cô ấy đã biến mất không còn dấu vết. Tu Ngôn tính toán ra được hồn lực của Tiểu Âm đã cạn kiệt mất rồi, lần lịch kiếp cuối cùng còn chưa bắt đầu mà đã tan biến. Tiên nguyên của cô ấy đã trở về trong huyết liên,
nhưng thứ này không còn sức mạnh nuôi dưỡng cô ấy nữa. Rất nhanh thôi tiểu âm sẽ không còn tồn tại. Nguyên Khởi không thể chấp nhận điều này. Anh dùng thần lực của mình không ngừng truyền vào huyết liên. Mặc dù Tu Ngôn nói thần lực của anh không có tác dụng, thế nhưng Nguyên Khởi vẫn cố chấp không từ bỏ. Kiếm Nguyên Thần đã xuất hiện cầu xin chủ nhân mình dừng lại. Nếu cứ làm thế này thì thần lực của anh sẽ cạn kiệt mà chết đi. Nhưng nếu không cứu được tiểu âm thì anh sống có ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Nếu thần lực đã không có tác dụng, thế thì anh sẽ tế đi thần nguyên của mình cho tiểu âm. Cứ thế thần nguyên của chân thần đã bị tế đi như vậy, nhưng thế quái nào vẫn không có tác dụng. Giờ đây tiểu âm thực sự tan biến mất rồi. Nguyên Khởi tuyệt vọng chìm vào bi thương. Thấy chủ nhân mình như vậy, Kiếm Nguyên Thần liền mang anh đi. Đám người đâu thể ngờ được, khi mà tiểu âm không còn nữa thì cô ấy đã hóa thành sợi tiên nguyên cuối cùng bay đến tháp trấn hồn. Tại cung thanh trì tiên giới, ngày ngày tiểu vũ luôn bị Kiếm Nguyên Thần trêu chọc, hôm nay cuối cùng cô ấy cũng hóa hình rồi. Nhìn tiểu vũ nhà ta thật là xinh đẹp và dễ thương. Trong phòng, Nguyên Khởi vẫn luôn buồn sầu đau khổ. Tiểu vũ đã vào đây an ủi giúp anh không còn chìm trong bi thương nữa. Cô cũng không biết Nguyên Khởi đã khóc bao lâu rồi, nhưng anh vẫn còn chuyện cần làm mà, đâu thể cứ hủy hoại bản thân như vậy hoài được. Ngàn năm trước anh đã diệt trừ Thanh Lâm, cũng tuyên bố là tiểu âm vô tội, nhưng vì không có chứng cứ xác thực nên tam giới đều nói anh đang cố bao che tình riêng. Ngàn năm nay Nguyên Khởi cố luyện hóa gương quan thế chính là vì đợi ngày nó hình thành, lúc đó tiểu âm sẽ được minh oan, những ai là đồng bọn của Thanh Lâm cũng sẽ phải lộ diện. Nghe được lời nhắc nhở này, Nguyên Khởi đã lấy lại được chút tinh thần. Tại thiên cung lúc này, Hoa Thù đã nghe tin Nguyên Khởi không còn đi tìm tiểu âm nữa. Cô ta dám chắc tiểu âm đã không còn tồn tại, không có Lan Phong kiềm chế. Giờ đây Hoa Thù lại có dã tâm chiếm hữu Nguyên Khởi nữa rồi. Cô ta không hề thích anh ấy tí nào cả. Hoa Thù chỉ muốn Nguyên Khởi thuần phục dưới chân mình, khiến anh phải dùng cả thần giới giúp cô ta ngồi vững vị trí thiên đế. Đúng thật là không ưa nổi con gà lôi này xíu nào. Nhưng cô ta cũng không hề đắc ý được lâu. Ngay lúc này đảo Ngô Đồng đã có chấn động. Mọi người phát hiện Phượng Hoàng Lửa cuối cùng cũng trở về rồi. Phượng Minh nhìn thấy cảnh này mà tức muốn oi máu. Phượng Ẩn đã trở về nên Ngọc Hỏa Hoàng cũng vì thế mà vỡ nát. Tiểu Vũ cứ tưởng mình đã lỡ tay làm vỡ nó nên liền chạy mất. Nhìn thấy ánh hào quang, Nguyên Khởi cũng đã biết Phượng Ẩn đã trở về. Anh chỉ không hiểu rõ ràng mình chưa tìm được tiên nguyên cuối cùng mà. Bên phía thiên cung, mọi người cũng nhìn thấy hào quang thất sắc, đó là dấu hiệu có người thăng cấp bán thần. Họ không thể tin được Phượng Hoàng Lửa chỉ vừa mới tái sinh mà đã là bán thần rồi. Riêng Hoa Thù nhìn thấy cảnh này thì ngơ ngác tại chỗ luôn. Vị trí thiên đế của cô ta kiểu này không giữ được nữa. Phượng Hoàng Lửa miết bàn trùng sinh, nhìn Phượng Ẩn đúng thật là uy quyền. Cả đảo Ngô Đồng lần lượt quỳ xuống cung nghênh tiểu Phượng Quân trở về. Lát sau cả đám tộc nhân đã kéo lại muốn tặng quà chúc mừng. Đúng lúc này họ đã nhìn thấy Phượng Uyên, đến giờ này bà ấy mới chịu trở về. Phượng Ẩn cũng bước ra tham kiến sư tôn của mình. Đứng một bên, Phượng Minh tức ói luôn cả máu. Ngàn năm trước hắn cấu kết với Thanh Lâm chính là vì muốn hủy đi Ngọc Hỏa Hoàng, nhằm mục đích khiến Phượng Ẩn không thể trở về nữa. Khi đó hắn sẽ có thể nắm giữ cả Phượng tộc trong tay mình. Thế mà giờ đây mọi chuyện đều công cốc cả rồi. Bên phía cung thanh trì lúc này, Tiểu Vũ vì sợ Nguyên Khởi trách phạt mình về việc Ngọc Hỏa Hoàng vỡ nát, thế nên nàng đã trốn đi và bay đến núi Ngưng Vân. Tại đây hoang tàn cả rồi, nhưng kỳ lạ là vẫn có một ngôi nhà hoang. Hồng Dịch đang nằm bên trong này. Đúng lúc đó Phượng Minh đã xuất hiện bắt Tiểu Vũ. Hắn đã theo dõi cô nàng từ lâu rồi. Rất may là Hồng Dịch đã ra tay ứng cứu. Ngay sau đó Nguyên Khởi cũng xuất hiện đánh đuổi Phượng Minh đi. Khi được anh giải thích, Tiểu Vũ đã hiểu Ngọc Hỏa Hoàng tự vỡ nát chứ không phải do cô. Bên trong, Hồng Dịch nghe được cái tên Tiểu Vũ thì rất bất ngờ. Anh không ngờ núi Ngưng Vân bị hủy mà cô ấy vẫn còn sống. Lát sau họ bàn về người áo đen muốn bắt Tiểu Vũ. Họ không biết đấy là Phượng Minh, mà chỉ có thể cảm nhận đó là một tiên tộc đã nhập ma. Có lẽ hắn muốn bắt Tiểu Vũ vì cô ấy là thú ngưng thủy, mà khi này dường như Nguyên Khởi sắp biến mất rồi. Bên phía đảo Ngô Đồng lúc này, hai vị Phượng Hoàng Lửa trò chuyện cứ như là hai bà già vậy. Hóa ra Phượng Ẩn vẫn còn đó là ký ức khi lịch kiếp vô số lần. Cô ấy chỉ không có ký ức khi mình là thú ngưng thủy thôi. Lịch kiếp ngàn năm giúp Phượng Ẩn thấu hiểu hồng trần, trải nghiệm đủ rồi nên tính cách cũng lãnh đạm hơn nhiều. Chỉ có một việc mà Phượng Uyên không hiểu, vừa trùng sinh Phượng Ẩn đã là bán thần, không những thế còn không có lôi kiếp. Trước nay chưa từng có chuyện kỳ lạ như thế. Phượng Ẩn cũng không hiểu chuyện đó. Cô nàng chỉ nói có thể trong lúc lịch kiếp đã trải qua kiếp nạn thăng cấp rồi. Hiện giờ Phượng Uyên sắp phải phi thăng. Ngàn năm nay bà không phi thăng chính là vì đợi Phượng Ẩn trở về. Vốn dĩ chức vụ thiên đế phải để lại cho Phượng Ẩn, nhưng cô nàng lại từ chối nên Phượng Uyên cũng đành chịu. Bà ấy dự định 3 tháng sau sẽ mở tháp cửu cung. Ai có thể vượt qua nó thì sẽ trở thành thiên đế tiếp theo. Cùng lúc này ở cung thanh trì, Nguyên Khởi vẫn đang cố luyện hóa gương quan thế. Vốn dĩ anh phải đến đảo Ngô Đồng chúc mừng Phượng Hoàng Lửa, nhưng cơ thể anh giờ đây sắp không xong rồi, nên chỉ đành nhờ Hồng Trù thay anh đến đó. Khi này Phượng Ẩn đang trầm tư trong suy nghĩ, cô nàng nhớ về cuộc trò chuyện của mình với Phượng Uyên. Hai người đang bàn về chuyện của thiên cung hiện giờ. Nói một hồi Phượng Uyên mới nhận ra, từ khi niết bàn giáng thế đến nay Phượng Ẩn chưa từng đến thiên cung. Thế sao lại biết thiên cung quy củ rườm rà? Phượng Ẩn lấy lý do mình nghe các trưởng lão nhắc về thiên cung, thế nên mới biết được những chuyện này.
Hóa ra Phượng Ẩn không hề mất đi ký ức về thú ngưng thủy Tiểu Âm, đến cả dung mạo và dáng vẻ cũng đều không khác Tiểu Âm một xíu nào. Để mọi người không nhận ra mình là Tiểu Âm, ngay lúc sắp giáng thế, Phượng Ẩn đã tự tạo cấm chế cho bản thân, người quen cũ nhìn thấy cô sẽ không thể nào nhận ra được. Tối đó Phượng Ẩn đã đến thăm điện Ti Binh, dưới gốc cây cô nàng nhớ về cảnh tượng mình và mọi người đang ủ rượu hoa lê, khi này Tiểu Âm còn hồn nhiên nói rằng khi nào tìm thấy tơ tình của Cổ Tấn thì bọn họ sẽ lấy bình rượu này lên để uống chúc mừng. Nhưng đã qua ngàn năm rồi mà bình rượu vẫn được chôn ở đấy, giờ đây Phượng Ẩn đào nó lên với ý định uống hết, khi đó những ràng buộc giữa cô và Cổ Tấn sẽ không còn nữa. Nhưng đúng lúc định uống thì Phục Trần đã xuất hiện ngăn cản, ông cho rằng Phượng Ẩn đến đây trộm rượu của Tiểu Âm, thế nên bằng mọi giá cũng phải ngăn cô ấy lại, nhưng đánh có lại đâu, chỉ đành dùng võ mồm công kích thôi. Nói một hồi thì Phượng Ẩn đã chịu trả lại bình rượu, trước đó Phục Trần cũng nhận ra cô là Phượng Hoàng Lửa rồi, nhưng ông không hiểu tại sao cô lại biết chỗ mà Tiểu Âm chôn bình rượu này. Cùng lúc đó bên phía Hoa Thù, cô ta đã nhận được tin Phượng Uyên muốn chọn lại vị trí thiên đế, thế nên liền vội bàn bạc với chúng tiên quân. Hoa Thù muốn biết thái độ của họ về chuyện chọn thiên đế mới, dù trước đó đều theo phe của Hoa Thù, nhưng giờ đây Phượng Ẩn đã giáng thế nên họ liền trở mặt. Không những thế, trước mặt Hoa Thù họ còn nhắc đến việc Phượng Hoàng Lửa vốn đứng đầu Bách Điểu, lời này chẳng khác nào vả vào mặt Hoa Thù, giờ đây không được chúng tiên ủng hộ, Hoa Thù dựng định tìm đến sự ủng hộ của thần giới, khi đó cuộc tuyển chọn thiên đế cô ta sẽ không thua. Tại yêu giới, Hồng Dịch đã trở về sau khi đền tội ở nhân gian, Lâm Mặc dự định sẽ để anh lên ngôi yêu hoàng, thân là một thập vĩ thiên hồ vạn năm khó gặp, không ai có thể xứng trở thành yêu hoàng hơn Hồng Dịch cả. Trao lại ngôi vị này cho anh, Lâm Mặc sẽ có thời gian đi tìm Tử Nguyệt, dù sao thì cả ngàn năm nay vẫn chưa tìm được thứ đó trở về. Cùng lúc đó ở Ưng tộc, Yến Sảng cũng sắp phải thừa kế ngôi vị của cha mình rồi, Ưng Vương tức giận thay con gái mình. Yến Sảng đã ở bên cạnh Hồng Dịch cả ngàn năm nay, thế mà đến giờ tên khốn đó vẫn không nhận ra tấm lòng của con gái ông. Ưng Vương khuyên con gái đừng chờ đợi nữa, đến lúc cô phải thừa kế ngôi vị này rồi. Quay về với tộc Phượng Hoàng, Phượng Minh vẫn đang tìm cách đuổi Cổ Phượng Ẩn khỏi nơi này, để hắn ta có thể nắm giữ cả Phượng tộc trong tay. Đúng lúc đó Hồng Chủ đã đến đưa quà chúc mừng, tiện thể bà ta còn đưa luôn thư cầu hôn. Lần này Hồng Chủ lại tự chủ trương muốn tác hợp cho Nguyên Khởi và Phượng Ẩn thành đôi. Nhìn thấy việc này Phượng Minh rất vui mừng, nếu Phượng Ẩn được gả đến cung Thanh Trì, thế thì không còn ai tranh giành Phượng tộc với hắn ta nữa. Cứ thế Phượng Minh đã đứng ra nhận lấy thư cầu hôn, hành động đó cũng chính là chấp nhận mối hôn sự này. Chuyện đó rất nhanh đã truyền đi khắp tam giới, đến cả Hồng Dịch vừa lên ngôi cũng nghe được tin, nghĩ rằng Nguyên Khởi là tên phụ tình bạc nghĩa, Tiểu Âm chỉ vừa mới tan biến thôi mà hắn đã đi cầu hôn người khác. Hồng Dịch đã đến thẳng cung Thanh Trì hỏi cho ra lẽ, với sức mạnh của thập vị thiên hồ anh dễ dàng phá nát kết giới nơi này. Thấy vậy Nguyên Khởi đã có mặt ngăn lại, anh không hiểu Hồng Dịch đang cố làm loạn vì điều gì, đến khi hỏi rõ mới biết sự việc mà Hồng Chu gây ra. Nguyên Khởi rất tức giận khi bà ta tự chủ trương làm như thế, cả ngàn năm nay rồi mà vẫn không chịu thay đổi. Trách mắng vài câu xong, Nguyên Khởi đã chạy đến đảo Ngô Đồng, trước mặt Phượng Uyên anh muốn hủy đi mối hôn sự này, nhưng làm vậy thì khác nào vả vào mặt Phượng tộc. Phượng Uyên có cách giải quyết thế này, chuyện hủy hôn sẽ do Phượng tộc công bố ra ngoài, còn Nguyên Khởi thì phải thể hiện thành ý xin lỗi bằng cách trở thành người hầu cho Phượng Ẩn trong vòng một tháng. Nghe vậy Nguyên Khởi cũng đành đồng ý thôi. Trước đó Phượng Ẩn đã nghe tin mình được cầu hôn, cô nàng cũng tức lắm, Tiểu Âm chỉ vừa mất thôi mà Nguyên Khởi đã thay lòng rồi. Phượng Ẩn khẳng định mình sẽ không gả cho tên khốn bội bạc này. Lát sau Phượng Uyên cũng nghe được chuyện đó, bà ấy không hiểu hai đứa nhỏ này đang có chuyện gì, thế mà lại đều không chịu cưới nhau. Ngay sau đó Phượng Ẩn lại nhận được tin hôn ước đã bị hủy, cô nàng muốn biết thái độ của Nguyên Khởi thế nào. Phượng Hoan sợ rằng cô ấy sẽ khó chịu khi biết chính Nguyên Khởi là người hủy hôn, thế nên liền đổi ngược lại sự việc, còn nói Nguyên Khởi rất buồn khi mối hôn sự này bị hủy. Nghe vậy Phượng Ẩn càng thêm ghét anh chàng, từ hôm nay Nguyên Khởi sẽ phụ trách những việc vặt ở đây. Anh đang trên đường quét dọn thì đã nhìn thấy Phượng Ẩn, dựa theo phản ứng của hồn ấn, Nguyên Khởi nhìn Phượng Ẩn thành Tiểu Âm, nhưng sau đó anh chàng cứ nghĩ là mình bị ảo giác thôi. Khoảng thời gian ở đây Nguyên Khởi đã đổi hết hoa trong vườn thành loại mà Tiểu Âm thích, trùng hợp là Phượng Ẩn cũng rất thích loài hoa này. Nguyên Khởi thấy thế cũng chỉ hơi bất ngờ mà thôi. Tiếp đó anh đã đến nhà bếp làm việc, biết được Phượng Ẩn rất thích những món ăn nhân gian, thế là Nguyên Khởi đã làm cho cô nàng một khay điểm tâm. Vừa ăn một miếng thôi Phượng Ẩn đã cảm nhận được hương vị quen thuộc, cô liền muốn biết ai đã làm ra món điểm tâm này. Khi vừa chạy đến nhà bếp thì đã phát hiện Nguyên Khởi là người đã làm ra nó. Dù rất thích nhưng Phượng Ẩn vẫn cố dối lòng, cô nàng không muốn Nguyên Khởi cứ ở gần mình, thế nên đã tìm đủ lý do để đuổi anh đi. Nhưng Nguyên Khởi đã hứa với Phượng Uyên rồi, để bù đắp lỗi lầm hủy hôn vô cớ anh phải ở lại đây làm việc một tháng. Nghe được lời này Phượng Ẩn đã nhận ra anh chính là người đòi hủy hôn. Dù vậy Phượng Ẩn vẫn tỏ ra thái độ thù ghét. Người đi rồi Kiếm Nguyên Thần liền xuất hiện, cậu ấy nói rằng Phượng Ẩn mắng người đúng thật là cay nghiệt mà. Nguyên Khởi nghĩ rằng ngàn năm trước mình đã hủy đi tiên nguyên của cô ấy, thế nên giờ đây bị ghét cũng không khó hiểu cho lắm. Hôm sau Hoa Thù đã đích thân đến Phượng tộc chúc mừng Phượng Hoàng Lửa giáng thế. Tất nhiên Phượng Ẩn đâu thèm gặp cô ta, cô nàng vẫn còn nhớ những việc Hoa Thù làm với mình, thế nên chỉ để Phượng Hoan ra tiếp đón mà thôi.
Hoa thủ cũng biết được mình đang bị coi thường, nhưng cũng đành chịu thôi vì đâu thể làm gì được Phượng Hoàng. Dù sao thì mục đích của cô ta đến đây cũng không phải gặp Phượng Ẩn. Hoa thủ đã ra ngoài vườn tìm gặp Nguyên Khởi, nhìn thấy anh phải làm những việc thấp kém này, Hoa thủ liền buông lời ly gián giữa anh và Phượng tộc. Nhưng Nguyên Khởi và Phượng Uyên rất thân thiết, đâu dễ gì bị vài ba câu của Hoa thủ ly gián được. Chuyện này bất thành, cô ta lại đổi sang chuyện khác, nói rằng Thiên Cung dự định sẽ tổ chức thọ yến cho Nguyên Khởi, sự việc này rất quan trọng, thế nên không thể không làm. Hoa thủ muốn tổ chức thọ yến này là để lấy lòng anh chàng, nhưng dễ gì mà thành công. Thấy cô ta lắm lời quá, Nguyên Khởi liền nói mình sẽ tính lại sau. Người vừa rời đi, Phượng Uyên đã xuất hiện, bà ấy đã nấp một bên nghe toàn bộ câu chuyện. Phượng Uyên đoán rằng năm xưa Tiểu Âm chịu không ít cay đắng trong tay Hoa thủ, thế nên giờ đây Nguyên Khởi mới không ưa gì cô ta. Vốn dĩ để Nguyên Khởi làm việc ở đây là để tác hợp cho anh và Phượng Ẩn, thế mà Nguyên Khởi vẫn mãi không chịu quên Tiểu Âm. Phượng Uyên muốn Nguyên Khởi phải ở bên chăm sóc Phượng Ẩn, cô ấy trở thành bán thần nhưng chưa trải qua lôi kiếp. Phượng Uyên sợ có một ngày kiếp nạn lớn hơn sẽ giáng xuống, thế nên mới muốn Nguyên Khởi ở bên chăm sóc Phượng Ẩn. Nghe vậy Nguyên Khởi nói nếu đến lúc đó anh vẫn còn sức lực, thì nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Lời này khiến Phượng Uyên ngờ vực, không hiểu đứa cháu này của mình sao nay lại lạ lùng như thế. Hóa ra Nguyên Khởi cũng không biết mình còn sống được bao lâu, anh sắp phải biến mất rồi. Giờ đây luôn phải dựa vào thần lực của kiếm nguyên thần duy trì cơ thể, anh cố gắng sống đến giờ cũng chỉ là để minh oan cho Tiểu Âm. Đúng lúc đó Nguyên Khởi đã nhìn thấy hành tung mờ ám của Linh Phong, đuổi theo thì thấy hắn ta đang tiếp cận Phượng Ẩn. Tên này vì muốn cưới được Phượng Hoàng, thế nên mới đến đây giả vờ làm quen lấy lòng Phượng Ẩn. Nhìn thấy sự giả tạo này, Phượng Ẩn liền dùng bùa lôi hỏa đánh bay hắn ta. Đứng một bên Nguyên Khởi đã chứng kiến việc này, loại bùa đó năm xưa Tiểu Âm rất thích dùng, đó cũng là loại bùa mà Nguyên Khởi tự mình sáng tạo, trước nay anh chỉ dạy cho mỗi mình Tiểu Âm mà thôi. Thế tại sao mà Phượng Ẩn lại biết cơ chứ? Chưa hết ngạc nhiên lại có thêm một bất ngờ khác. Trước mặt Linh Phong, Phượng Ẩn đã kể chuyện xấu mà năm xưa hắn ta đã làm, còn nói rằng chính mình đã từng dạy dỗ hắn ta một lần rồi. Thế mà giờ đây tên này vẫn chẳng thay đổi chút nào cả. Nghe được lời này khiến Nguyên Khởi ngơ ngác, anh không thể ngờ được người năm xưa cứu mình lại là Phượng Ẩn. Để giải tỏa mối nghi hoặc, Nguyên Khởi đã đến hỏi cô nàng. Phượng Ẩn nói năm xưa mình chỉ là tiện tay thôi, trước khi giáng thế cô đã có thể ra ngoài, thế nên mới vô tình nhìn thấy sự việc đó. Hiểu hết mọi chuyện, Nguyên Khởi liền nhận ra suốt ngàn năm nay mình luôn bị Hoa thủ lừa gạt, lo chú ý việc này mà anh vẫn chưa hỏi về việc của bùa hỏa lôi. Rõ ràng năm xưa anh chỉ dạy loại bùa đó cho mình Tiểu Âm mà thôi, mà khi này Ngô Quy đã đến với đảo Ngô Đồng, ông là người duy nhất biết được toàn bộ thân phận của Phượng Ẩn. Ngay lần gặp đầu tiên ông đã nhận ra Tiểu Âm chính là Phượng Hoàng. Hai người đang trò chuyện thì Nguyên Khởi đã chạy đến, anh định hỏi Phượng Ẩn về việc bùa hỏa lôi thì bị cô nàng ngắt lời, vì giờ đây Phượng Ẩn phải đón tiếp Ngô Quy tiền bối. Nguyên Khởi lại có thêm thắc mắc, từ khi nào mà Phượng Ẩn quen biết Ngô Quy cơ chứ? Hai người này ngồi uống trà kể về chuyện xưa. Ngô Quy hỏi tại sao Phượng Ẩn không nhận lại Nguyên Khởi, cô nàng nói không có gì đáng để nhận nhau cả, vì giờ đây cô không phải là Tiểu Âm nữa rồi. Ngô Quy khẳng định cô vẫn chính là cô. Phượng Ẩn mang tính cách và trải nghiệm của Tiểu Âm, dù lịch kiếp ngàn năm thì cô vẫn là Tiểu Âm mà thôi. Tình cảm với Nguyên Khởi cũng vậy, làm sao nói quên là quên được. Ngô Quy mong lần sau gặp lại Phượng Ẩn sẽ không còn trốn tránh sự thật nữa. Sau hôm đó đã tròn một tháng và Nguyên Khởi cũng đã rời đi. Từ hôm anh chàng không còn ở đây, những món ăn mà Phượng Ẩn dùng không còn hợp khẩu vị nữa, thôi thì không cần ăn nữa vậy. Thế nhưng đến cả hương an thần cô hay dùng cũng là do Nguyên Khởi điều chế. Giờ đây Phượng Ẩn mới nhận ra, mọi thứ mình thích đều là Nguyên Khởi tự tay làm. Tối đó Phượng Ẩn ngủ cũng mơ thấy anh chàng, từng khoảnh khắc hạnh phúc mà họ ở bên nhau, đến cả khoảnh khắc đau khổ nhất Phượng Ẩn cũng mơ thấy. Ngoài ra cô nàng còn mơ thấy muội muội Tiểu Vũ của mình. Thế là sau khi tỉnh lại, Phượng Ẩn đã tìm đến núi Ngưng Vân. Cô luôn cho rằng muội muội của mình không còn sống nữa, nhưng không ngờ tại đây lại gặp được Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ngây thơ nói mình là chủ nhân của nơi này. Phượng Ẩn chưa hiểu gì cả thì đã phát hiện có người tấn công. Tiểu Vũ thấy tỷ tỷ này vì mình mà bị thương, thế nên liền sử dụng thuật trị thương của thú Ngưng Thủy. Trong khi Phượng Ẩn đang ngơ ngác thì Nguyên Khởi bước ra. Anh gọi cô gái này là Tiểu Vũ khiến Phượng Ẩn bất ngờ. Cô nàng liên tục hỏi, núi Ngưng Vân đã bị hủy từ ngàn năm trước, không còn hồ huyền nữa thì làm sao Tiểu Vũ có thể hóa hình được? Nghe được những câu hỏi này, Nguyên Khởi đã nhận ra vấn đề. Tại sao Phượng Ẩn lại biết nhiều chuyện như thế? Cô nàng nói là do mình tìm hiểu nên biết thôi. Nguyên Khởi không nói ra lý do tại sao Tiểu Vũ lại còn sống. Anh chỉ nhắc đến người gần đây muốn bắt Tiểu Vũ là một tiên tộc đã nhập ma. Phượng Ẩn nói rằng Phục Trần có pháp khí truy tung, chỉ cần nhờ ông ấy giúp thì sẽ có thể tìm được kẻ muốn bắt Tiểu Vũ. Lời này lại khiến Nguyên Khởi ngạc nhiên, đến cả Phục Trần mà Phượng Ẩn cũng biết. Ngoài ra còn biết ông ấy có pháp khí truy tung nữa chứ. Nguyên Khởi đã cố thăm dò nhưng Phượng Ẩn cứ chối mãi. Cô nàng quay sang nói chuyện với Tiểu Vũ và mời cô bé đến đảo Ngô Đồng của mình chơi. Tất nhiên là Tiểu Vũ đồng ý rồi, vì lần đầu tiên chạm mặt Tiểu Vũ đã có cảm tình với Phượng Ẩn. Lát sau Phượng Ẩn đã đến điện ti binh tìm Phục Trần. Đứng một bên Nguyên Khởi luôn có mặt theo dõi, dường như anh chàng đã nghi ngờ thân phận của Phượng Ẩn rồi. Lần đầu đến Thiên Cung mà lại hiểu rõ đường đi như thế, một mạch liền tìm đến điện ti binh.
Dù đang bị chất vấn nhưng Phượng Ẩn vẫn cố chối cãi, cô không thừa nhận thì anh có thể làm gì được cơ chứ. Đúng lúc hai người đang cãi nhau thì Phục Trần đã xuất hiện, ông rất hứng thú khi thấy Phượng Ẩn mắng chửi Nguyên Khởi. Vốn Phục Trần cũng không ưa gì anh ấy, vì ông biết năm xưa chính Nguyên Khởi đã chém chết Tiểu Âm. Dù rất thích Phượng Ẩn nhưng ông cũng không dễ dàng giúp đỡ như thế. Cả đời này ông chỉ giúp một người vô điều kiện là Tiểu Âm mà thôi. Nhưng Phục Trần vẫn cho Phượng Ẩn một cơ hội, nếu cô có thể đánh bại ông thì ông sẽ nhận cô làm chủ và giúp đỡ vô điều kiện. Coi có ngốc không cơ chứ, rõ ràng có đánh lại Phượng Ẩn đâu, chỉ với vài chiêu cô nàng đã giành chiến thắng rồi. Nhưng đúng là giấu đầu hở đuôi mà. Vừa nhìn Nguyên Khởi đã nhận ra cách chiến đấu này rất giống Tiểu Âm, nhưng lần này anh không cố chất vấn làm gì nữa. Lát sau dựa theo kiếm Phục Trần, Phượng Ẩn đã phát hiện ra được khí tức của Phượng Minh để lại, giờ đây đã biết rõ ai là kẻ muốn bắt Tiểu Vũ rồi. Hai người liền ngay lập tức rời đi bắt hắn ta. Đúng lúc hắn đang ở chính điện thì đã bị kiếm Nguyên Thần tấn công, không hề có khả năng đối kháng. Phượng Minh liền dùng đến ma khí trong người mình, hành động này đã làm lộ ra việc hắn đã nhập ma. Hai người đã cùng Phượng Uyên bắt quả tang chuyện này. Không những thế, Nguyên Khởi còn xác nhận hắn chính là kẻ muốn bắt Tiểu Vũ, thông qua việc trên tay hắn có vết thương do kiếm Nguyên Thần tạo ra. Giờ đây cũng hết đường chối cãi nên Phượng Minh đã nhận tội. Sau chuyện này hắn bị áp giải vào thiên lao. Nguyên Khởi nghi ngờ Phượng Minh có liên quan đến chuyện ngàn năm trước, nhưng có hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói. Có một chuyện mà Phượng Ẩn muốn làm, đó chính là công bố việc cô sẽ nhận Tiểu Vũ làm nghĩa muội. Từ nay đảo Ngô Đồng sẽ bảo vệ cho Tiểu Vũ chu toàn. Tiểu Vũ ngây thơ hoạt bát cũng rất là thích người tỷ tỷ này. Lát sau Phượng Uyên đã tìm đến cô nàng. Giờ đây đã đến lúc Phượng Ẩn thừa kế ngôi vị Phượng Hoàng rồi. Thiên đế không làm cũng được, nhưng chủ nhân của Phượng tộc thì vẫn phải gánh vác. Cứ thế Phượng Ẩn đã nhanh chóng lên ngôi Phượng Hoàng. Từ nay trở đi cô chính là chủ của Phượng tộc. Chuyển cảnh đến Cửu Uyên sát ngục. Ngàn năm nay Tu Ngôn và Ma Thần Minh Khởi vẫn đang đánh cờ. Dù đã mắc kẹt ở thế cờ này đã lâu, nhưng Ma Thần Minh Khởi chắc chắn mình sẽ thoát ra được thôi. Ngoài ra tại đây Lão Long và Bích Ba vẫn đang bị nhốt. Ngàn năm trước bị ma thần hút vào đây nhưng hắn không làm gì họ cả. Cùng lúc này Khổng Tước Vương đang luyện công, hắn cắn nuốt chính đồng loại của mình và dần dần ma hóa. Nối tiếp bước của Thanh Lâm, Khổng Tước Vương trở thành thuộc hạ tiếp theo của ma thần. Ma thần đã trao cho ông ta sức mạnh để giúp hắn rời khỏi Cửu Uyên sát ngục. Bên này Phượng Ẩn vẫn đang điều tra Phượng Minh, dần dần sự thật năm xưa đã được tìm ra. Phượng Minh có lẽ là người tráo đổi tên hộ linh năm đó. Dù vậy Phượng Ẩn vẫn chưa có bằng chứng nào cả. Trong lúc đang đi điều tra cô đã bị Nguyên Khởi bắt gặp, nhận ra anh cứ luôn nghi ngờ thân phận của mình. Phượng Ẩn liền buông lời công kích Tiểu Âm, nói rằng một con thú ngưng thủy thấp hèn làm sao xứng với chân thần cơ chứ. Nghe vậy Nguyên Khởi đã tức giận, anh không cho phép Phượng Ẩn nói về Tiểu Âm như thế. Phượng Ẩn khinh thường hành động bảo vệ này của anh, nếu đã bảo vệ Tiểu Âm như thế, thì năm xưa sao Nguyên Khởi lại ra tay giết cô ấy, lời này làm anh chàng không thể nói gì hơn. Tối đó Phượng Ẩn buồn bã uống rượu một mình, trong cơn say cô đã buông lỏng cấm chế trên người mình. Nhờ vậy mà Phục Trần ngay lập tức nhận ra cô chính là Tiểu Âm. Biết được cô nàng vẫn còn sống làm Phục Trần vui mừng khôn xiết. Ông chỉ hơi giận hỏi sao lúc đầu Phượng Ẩn lại giấu mình. Do lúc đó cô nàng chưa suy nghĩ thông suốt mà thôi. Giờ đây nếu đã không buông bỏ được, thế thì Phượng Ẩn cũng không cần phải giấu nữa. Cùng lúc này ở Thiên Cung, Hoa Thủ đang lên kế hoạch cho thọ yến của Nguyên Khởi. Cô ta dự định sẽ để Ngũ Tiên Tôn trong ngày thọ yến đứng ra tác thành nhân duyên giữa cô ta và Nguyên Khởi. Kế hoạch này nghe cứ ngu ngốc làm sao ấy. Tác thành thế nào mà Nguyên Khởi đi cầu hôn Phượng Ẩn luôn. Mà khi này cô ấy dự định đến U Minh Giới, bên ngoài Tiểu Vũ đang nghe được chuyện này, thế là liền truyền tin tức cho Nguyên Khởi biết. Tại U Minh Giới, đúng thật là Phượng Ẩn vẫn chưa buông bỏ được quá khứ. Cô nàng đi đến đâu cũng nhớ về chuyện năm xưa của mình. Khi mà cô cùng với Cổ Tấn và Hồng Dịch đến U Minh Giới này, bao nhiêu vui buồn làm sao nói quên là quên được. Tại đây Phượng Ẩn muốn tìm gặp Tu Ngôn, anh ấy và Đá Tam Sinh đều cảm thấy Phượng Ẩn rất quen. Cũng chính thời điểm này Nguyên Khởi đã đến và phát hiện Phượng Ẩn chính là Tiểu Âm. Nhưng anh phải làm gì đây vì Phượng Ẩn vẫn chưa tha thứ cho anh. Trước đó khi Nguyên Khởi đến U Minh Giới thì bất ngờ Hoa Thủ cũng đuổi theo đến đây. Cô ta vì chuyện thọ yến của Nguyên Khởi một mực muốn mời anh đến Thiên Cung bàn về chuyện đó. Đứng trên cao Tu Ngôn và Phượng Ẩn cũng nhìn thấy một màn này. Tại đây Nguyên Khởi khẳng định mình không thích ồn ào, thế nên không cần phải tổ chức thọ yến gì cả. Nói xong còn đuổi Hoa Thủ mau trở về tiên giới. Thể hiện thái độ đến vậy rồi mà Hoa Thủ vẫn cố chấp. Cô ta nói lần này là cả tiên giới cùng tổ chức tiệc cho Nguyên Khởi. Lẽ nào anh nói không cần là không cần sao? Lời này đã khiến Nguyên Khởi tức giận. Ngàn năm trước anh vì bảo vệ tiên giới mà chính tay chém chết Tiểu Âm, như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao? Muốn anh phải nể mặt tiên giới thế nào mới là đủ đây? Nhắc đến chuyện này Hoa Thủ to gan nói rằng, năm xưa Tiểu Âm cấu kết ma tộc giết hại Lan Phong, con thú ngưng thủy đó chết không hết tội, thế mà thần quân vẫn mãi không quên cô ta. Lời này đúng thật sự là chạm đến giới hạn của Nguyên Khởi. Anh khẳng định Tiểu Âm không cấu kết ma tộc, nếu Hoa Thủ còn cố bôi nhọ thì chức thiên đế cô ta không cần làm nữa. Nói đến đây mới ngăn được cái mồm của Hoa Thù. Tiện thể Nguyên Khởi cũng nhắc về chuyện ở đảo Ngô Đồng nghìn năm trước luôn, nhắc về cách mà Hoa Thù lừa anh như thế nào, cũng vì ân tình giả dối đó mà anh cho mượn ô giả thiên. Có được lợi ích rồi Hoa Thù vẫn không dừng lại,
cô ta thẳng tay luyện hóa ô giả thiên, khiến kết giới bảo vệ núi Đại Trạch biến mất, chuyện đó gián tiếp khiến cả núi Đại Trạch bỏ mạng. Nếu như không để tình năm đó Hoa Thủ cho mượn thánh vật luyện đan, cộng thêm tình nghĩa của Thiên Đế Lan Phong, thì chỉ cần dựa vào việc Hoa Thủ dùng lửa thánh vạn nghi lên người Tiểu Âm, cô ta xứng đáng chết cả trăm nghìn lần rồi. Hoa Thủ còn sống đến bây giờ thì nên cảm thấy may mắn đi, giờ thì mau cút đi cho khuất mắt anh. Đúng lúc cô ta định rời đi thì đã bị Ngao Ca đánh cho một chưởng. Hoa Thủ lúc này còn thể hiện mình là Thiên Đế, hỏi sao Ngao Ca dám ra tay với cô. Chỉ dựa vào việc Hoa Thủ phá kết giới xong vào U Minh giới thì Ngao Ca có đủ lý do để trừng trị cô ta rồi. Một Thiên Đế thượng quân thì có thể làm gì được anh chứ? Dù cả Thiên Cung có đến đây thì anh cũng không ngán một ai. Một chưởng vừa rồi là Ngao Ca đánh thay cho Tiểu Âm. Cứ thế Hoa Thủ chỉ có thể ôm cục tức này mà rời đi. Đứng bên dưới, Nguyên Khởi cũng nhìn thấy Phượng Ẩn rồi. Nhìn cái cách mà cô ấy chơi đùa với chuồn chuồn tre, Nguyên Khởi khẳng định nàng là Tiểu Âm. Hai người nhìn nhau mà không nói lời nào cả. Lát sau Nguyên Khởi đã đuổi theo và gọi tên cô. Lần này Phượng Ẩn không cố giấu nữa, cô tháo bỏ cấm chế thừa nhận thân phận của mình. Nguyên Khởi nhìn thấy thế thì cảm động lắm, nhưng Phượng Ẩn không ngó ngàng gì đến anh cả. Cô khẳng định mình đã không còn tình cảm gì với Nguyên Khởi. Trò chuyện với Đá Tam Sinh và Tu Ngôn xong, Phượng Ẩn liền rời đi, để lại đây là một Nguyên Khởi đang đau lòng tột độ. Những ngày sau đó, anh luôn ở Phượng tộc chờ đợi Phượng Ẩn ra gặp mình. Cô nàng thấy thế thì cũng rất khó xử, bèn để trưởng lão ra mời Nguyên Khởi rời đi. Nhưng có nói thế nào thì anh vẫn cứ đứng đó chờ đợi. Phượng Ẩn cố tình tạo ra một cơn mưa giáng xuống đầu Nguyên Khởi. Dù vậy anh vẫn cứ đứng đó. Đến tối rồi mà Phượng Ẩn vẫn thấy anh đang chờ đợi. Cô nàng có chút siêu lòng rồi nhưng vẫn không chịu ra gặp anh. Đúng lúc này Kiếm Nguyên Thần đã xuất hiện khuyên nhũ chủ nhân mình mau trở về nghỉ ngơi. Vì linh lực của Nguyên Khởi đang dần suy yếu trầm trọng, nhưng anh đâu thể từ bỏ như vậy được. Anh đã tìm và chờ đợi Tiểu Âm nghìn năm nay, giờ đây chỉ có một cơn mưa thôi, đâu thể nào khiến anh từ bỏ được. Vài ngày sau đó Phượng Ẩn đã trốn đến nhân gian. Nơi cô đến là khu rừng hoa lê mà Yến Sảng và Hồng Dịch trồng. Tiến vào căn nhà nhỏ cũng toàn là rượu hoa lê. Đúng lúc này Yến Sảng đã xuất hiện ngăn Phượng Ẩn lại. Cô nói đây là rượu mình ủ cho bằng hữu, chỉ có cô ấy mới được uống thôi. Phượng Ẩn nghe được lời này thì rưng rưng nước mắt. Đã qua nghìn năm rồi mà các bằng hữu vẫn nhớ đến cô. Phượng Ẩn tháo bỏ cấm chế nói mình là Tiểu Âm đây. Yến Sảng thấy thế cũng sắp khóc rồi. Cô nàng không thể kiềm được cảm xúc khi thấy Tiểu Âm còn sống. Khóc lóc đủ rồi, Phượng Ẩn đã kể lại chuyện năm đó. Nhờ là Phượng Hoàng nên cô mới không chết dưới Kiếm Nguyên Thần. Đang nói chuyện thì Hồng Dịch cũng đi đến. Vì không còn cấm chế nữa nên vừa nhìn anh đã nhận ra Tiểu Âm. Quá sức vui mừng, Hồng Dịch liền chạy đến ôm cô. Đến cả chàng trai này cũng mừng đến phát khóc. Giờ thì Phượng Ẩn cũng nói ra lý do mình đến đây. Cô nàng muốn hỏi về chuyện ngàn năm trước yêu hoàng Xâm Lâm bị sát hại. Lúc đó hung khí là kiếm của Ngự Phong Tiên Tôn. Phượng Ẩn muốn điều tra ra kẻ đã trộm đi thanh kiếm đó. Đã không thể buông bỏ quá khứ được rồi. Cô nàng dự định sẽ điều tra lại toàn bộ chuyện năm đó, mang kẻ đã hại mình và cả núi Đại Trạch ra ngoài ánh sáng. Cùng lúc này ở cung Thanh Trì, sau 10 ngày dầm mưa, Nguyên Khởi đã kiệt sức mà ngất xỉu. Vốn dĩ cứ cách 7 ngày anh phải bế quan củng cố thần nguyên, lần này vì trì hoãn quá lâu nên mới gục ngã như vậy. Đúng lúc này Tiểu Vũ đã đến cung Thanh Trì. Cô nàng biết Nguyên Khởi mãi không tỉnh lại thì lo lắm. Kiếm Nguyên Thần nói chỉ có Phượng Ẩn mới giúp được thôi. Nghe vậy Tiểu Vũ liền chạy về đảo Ngô Đồng. Cô nàng cố lấy lòng Phượng Ẩn, sau đó tìm mọi cách để dẫn Phượng Ẩn đến cung Thanh Trì. Lát sau đang uống thuốc, Nguyên Khởi đã nghe được giọng của Phượng Ẩn, biết nàng ấy đã đến đây. Nguyên Khởi liền vội vàng hỏi Trường Khuyết, bây giờ ta nên giả vờ ngủ hay ra ngoài đón nàng ấy? Trường Khuyết nói rằng nên ngủ đi. Nghe vậy Nguyên Khởi lại hỏi, nếu ta giả vờ ngủ không nhìn thấy nàng ấy thì làm sao? Vậy thì thức đi, nhưng nếu thức nàng ấy sẽ cho rằng ta giả vờ bệnh rồi quay đầu bỏ đi thì phải làm thế nào? Hỏi kiểu đó thì biết trả lời như nào đây. Đúng lúc này Phượng Ẩn đến rồi nên Nguyên Khởi chỉ có thể giả vờ ngủ. Tiểu Vũ cố dắt tỉ tỉ mình đến đây, nói rằng Nguyên Khởi ca ca thật sự đang bệnh nặng lắm rồi. Vừa nhìn Phượng Ẩn đã nhận ra Nguyên Khởi đang giả vờ ngủ. Thấy cô rời đi anh chỉ đành ngồi dậy. Phượng Ẩn có thắc mắc, thân là thần quân dầm mưa một trận thôi mà sao lại thành ra thế này. Tiểu Vũ nói Nguyên Khởi ca ca không phải giả vờ đâu, nếu có tỷ tỷ Tiểu Âm ở đây thì tốt rồi, chắc chắn tỷ ấy có thể cứu được Nguyên Khởi ca ca. Nghe vậy Nguyên Khởi liền nói, tỷ tỷ Tiểu Âm của muội đang ở bên cạnh muội đó. Tiểu Vũ nghe vậy thì bất ngờ lắm, cô bé vui mừng đến phát khóc. Cuối cùng thì tỷ tỷ cũng trở về bên muội rồi. Tiểu Vũ nói rằng chính Nguyên Khởi đã chăm sóc mình nghìn năm nay. Năm xưa tuy anh ấy phá hủy núi Ngưng Vân, nhưng cũng đã tách nguồn suối ra rồi. Chỉ cần nguồn suối vẫn còn đó thì núi Ngưng Vân sẽ có ngày phục sinh. Cũng nhờ nguồn suối đó nuôi dưỡng mà Tiểu Vũ mới có thể hóa hình. Lát sau khi mọi người đi hết, Nguyên Khởi cũng định giải thích về chuyện năm xưa mình phong ấn tiên cốt của Tiểu Âm, nhưng định mở lời thì lại bị Phượng Ẩn ngăn lại. Cô ấy đa tạ chuyện Nguyên Khởi chăm sóc muội muội mình, nhưng Phượng Ẩn chịu đến đây là để nói rõ với anh, giờ đây cô không còn là Tiểu Âm nữa, anh cũng không phải Cổ Tấn năm xưa, chúng ta nên quên đi đoạn tình cảm đó thì hơn. Giờ đây Phượng Ẩn chỉ muốn tìm ra kẻ thông đồng với Thanh Lâm năm đó mà thôi, để an ủi vong linh của các sư huynh đệ núi Đại Trạch và cũng trả lại trong sạch cho Tiểu Âm năm đó. Cứ thế Nguyên Khởi không giải thích làm gì nữa. Sau khi chịu nỗi nhục nhã ở U Minh giới,
Hoa Thù trở về thiên cung thì tức lắm, giờ đã không còn ai ủng hộ nữa. Cách duy nhất để giành được chức vị thiên đế hiện giờ là phải thăng cấp bán thần. Liệu Hoa Thù sẽ làm thế nào đây? Bên này, sau khi Phượng Ẩn rời đi, Kiếm Nguyên Thần xuất hiện hỏi chủ nhân mình, tại sao không đuổi theo giải thích rõ ràng với Phượng Ẩn, cứ để cô ấy hiểu lầm ngài mãi thế sao? Giờ đây Nguyên Khởi đã nghĩ thông suốt rồi, anh không còn nhiều thời gian nữa, quãng thời gian còn lại, chỉ cần có thể ở bên bảo vệ nàng ấy chu toàn là đủ lắm rồi, còn việc có hiểu lầm hay không không còn quan trọng nữa. Khi này ở chỗ của Hồng Dịch, từ ngày gặp lại Tiểu Âm, Hồng Dịch luôn luôn ở trước mặt Yến Sảng nhắc về cô ấy, tên ngốc này không hề chú ý đến việc Yến Sảng đang khó chịu. Hết chịu nổi anh ta rồi, Yến Sảng nói bây giờ mình sẽ trở về Ưng tộc, 3 ngày sau hẹn gặp Hồng Dịch ở nhà nhỏ Hoa Lê, Yến Sảng có chuyện rất quan trọng muốn nói, kiểu này chắc là tỏ tình đây mà. Cùng lúc đó ở đảo Ngô Đồng, Nguyên Khởi đã mang đến đây toàn bộ những thứ mà Phượng Ẩn thích, lần này cô ấy cũng không từ chối nữa, liền cho người mang hết vào trong. Bên này Nguyên Khởi đang gặp mặt Phượng Uyên, sau khi quan sát nhiều chuyện xảy ra, bà ấy dường như cũng hiểu hết rồi, thấy vậy Nguyên Khởi cũng kể lại mọi chuyện, tự tay chém chết người mình yêu là cảm giác thế nào. Giờ đây cũng không còn thời gian để hối hận nữa. Nguyên Khởi muốn dùng thời gian còn lại bảo vệ cho Phượng Ẩn. Nghe vậy Phượng Uyên mới nhận ra tình trạng nguy kịch của Nguyên Khởi. Mà khi này Phượng Ẩn đang ngắm nhìn những thứ mình thích. Trong số đó có quyển sách thoại bản, làm thế nào để thuần hóa chủ nhân của ta. Nhớ lại thứ này đúng thật là một kỷ niệm đẹp mà. Đúng lúc đó Phượng Uyên đã đến đây, hiểu rằng Nguyên Khởi không còn nhiều thời gian nữa. Bà ấy muốn hàn gắn hai đứa trẻ này lại. Nếu thật sự bỏ lỡ, đến lúc không còn nữa thì sẽ đau lòng lắm đấy. Phượng Ẩn không hiểu lời nói này, cô cho rằng tình cảm đó đã biến mất rồi. Nguyên Khởi chỉ là đang nhằm tưởng hối hận thành tình cảm sâu đậm mà thôi. Trở về Nguyên Khởi đã lao đầu vào điều tra chuyện năm xưa. Anh muốn nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện cho Phượng Ẩn. Hồng Chủ thấy thần quân của mình khổ sở như vậy thì thắc mắc. Rõ ràng trước đó một mực đòi hủy hôn với Phượng Ẩn. Sao giờ đây lại tìm mọi cách lấy lòng cô ấy làm gì? Bà ta vẫn chưa biết chuyện Phượng Ẩn là Tiểu Âm. Cùng lúc này ở yêu giới, Phượng Ẩn đã cho trưởng lão đến mời Hồng Dịch. Cô ấy có chuyện quan trọng muốn bàn với anh, ngay lập tức Hồng Dịch đã đến đó. Anh quên luôn cuộc hẹn với Yến Sảng tại nhà nhỏ Hoa Lê, cô nàng chuẩn bị một bàn tiệc rồi mà vẫn không thấy anh đâu. Bên này Nguyên Khởi cũng đến đây vì có chuyện muốn bàn với Phượng Ẩn, anh thấy Hồng Dịch đi vào rồi thì liền đi theo, nhưng không ngờ bị chặn lại vì Phượng Ẩn không muốn gặp anh. Nguyên Khởi thấy Hồng Dịch vào trong được thì tức lắm, bên trong này họ đang bàn về người năm xưa đã trộm đi kiếm của Ngự Phong Tiên Tôn. Tuy vẫn chưa có manh mối để tìm ra hung thủ, nhưng họ đã có chứng cứ, có thể chứng minh Ngự Phong không phải là người sát hại yêu hoàng Xâm Lâm. Phượng Ẩn dự định công bố chuyện này với tam giới, bàn chuyện cả buổi Hồng Dịch mới nhớ ra cuộc hẹn với Yến Sảng, mà giờ đây cô ấy đã đợi rất lâu rồi vẫn không thấy anh đến. Yến Sảng thật sự buồn lắm, đến khi Hồng Dịch có mặt thì đã không thấy Yến Sảng đâu cả rồi. Giờ đây cô ấy đang buồn bã dạo bước trong mưa, đúng thật mỗi khi buồn thì trời sẽ đổ cơn mưa. Lúc đang yếu lòng nhất thì từ đâu xuất hiện một chàng trai, anh ta là thiếu chủ Liêm Khê của núi Côn Luân, là người quen nên họ đã ngồi lại nói chuyện một lát. Liêm Khê đang dạo chơi nhân gian nên trùng hợp nhìn thấy Yến Sảng, mà khi này Hồng Dịch đang chạy đi tìm cô nàng khắp nơi, đến khi đi ngang Tử Lâu thì đã tìm được Yến Sảng. Hồng Dịch xin lỗi vì mình đã đến muộn, anh giải thích rằng do trước đó Phượng Ẩn có chuyện quan trọng muốn bàn với anh. Nghe được lời này Yến Sảng càng tức hơn, chuyện của Phượng Ẩn quan trọng, vậy chuyện của cô không quan trọng hay sao? Yến Sảng không thèm để ý đến Hồng Dịch nữa, cô nàng tức giận mà rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó ở Thiên Cung, Hoa Thù đang cưỡng chế dùng nội đan để nâng cao tiên lực, Khổng Tước Vương thấy thế thì liền ngăn con gái lại, hành động này của Hoa Thù là đang tổn hại bản thân mình. Tuy nhiên đó cũng là cách rút ngắn thời gian thăng cấp bán thần. Biết được con gái mình đang khao khát sức mạnh, Khổng Tước Vương đã đề nghị một cách thăng tiến sức mạnh nhanh hơn, đó là cướp lấy nội đan của tiên quân khác để tu luyện. Hoa Thù nghe được thì sửng sốt, đó chẳng phải là con đường của ma tu hay sao? Tuy khao khát sức mạnh và quyền lực, nhưng Hoa Thù vẫn chưa đến mức đánh mất lý trí xa vào con đường ma đạo. Làm thế thì sao xứng với lòng tin mà Lan Phong dành cho cô? Hoa Thù nhất quyết không đi vào con đường đó. Nói xong cô ta mới nhận ra phụ thân mình đáng ngờ. Khổng Tước Vương cũng không giấu giếm con gái làm gì. Ông ta thể hiện ra ma lực mà mình đang sở hữu. Hoa Thù nói phụ vương mình điên rồi, tại sao lại đi vào con đường này cơ chứ? Khổng Tước Vương nói mình làm tất cả đều là vì con gái. Ông ta còn nói ma công có thể hồi sinh được Lan Phong. Lời nói này làm Hoa Thù có chút dao động rồi. Cùng thời điểm đó Thanh Y đã lịch luyện trở về. Cậu ấy vừa xuất hiện đã oán trách tiểu sư thúc của mình, nói rằng sao Nguyên Khởi lại thay lòng đổi dạ. Rõ ràng nói yêu tiểu sư cô Tiểu Âm mà, sao giờ lại ở đảo Ngô Đồng ngày ngày lấy lòng Phượng Hoàng. Nguyên Khởi thấy Thanh Y trưởng thành như thế thì vui lắm. Anh liền ngay lập tức dẫn Phượng Ẩn đến gặp Thanh Y. Tại núi Đại Trạch năm nào Thanh Y cũng về đây cúng bái cho Tiểu Âm. Ngay lúc đó Phượng Ẩn đã đưa tay lấy đi một chiếc bánh trên bàn, cúng cho cô ăn thì cô cứ ăn thôi. Qua lời nói Thanh Y nhận ra đây chính là tiểu sư cô của mình. Thanh Y thật sự vui mừng khi biết Tiểu Âm vẫn còn sống. Hôm sau Hồng Chủ đã đến đảo Ngô Đồng. Bà ta muốn giúp thần quân của mình lấy lòng Phượng Ẩn bằng cách vạch rõ ranh giới giữa anh và Tiểu Âm. Như thế thì Phượng Ẩn sẽ không cho rằng Nguyên Khởi còn lưu luyến Tiểu Âm nữa. Nhưng bà ta đâu có biết Phượng Ẩn trước mặt mình lại chính là Tiểu Âm.
Cứ thế với mục đích giúp đỡ thần quân của mình, rốt cuộc lại thành ra khiến Nguyên Khởi bị ghét nhiều hơn. Từ hôm đó thái độ của Phượng Ẩn càng gay gắt, không hề muốn nói gì nhiều với Nguyên Khởi cả, còn thẳng tay cho người đuổi anh khỏi đảo Ngô Đồng. Hồng Chu thấy thì chẳng hiểu gì cả, bà ta cũng kể lại chuyện mình đã giúp Nguyên Khởi. Anh nghe vậy thì thật sự nổi điên rồi, hết lần này đến lần khác Hồng Chu tự ý chủ trương, toàn làm những việc không đâu. Nguyên Khởi phạt bà ta đến Đông Hải dẹp loạn yêu vật, để không còn rảnh rỗi xen vào chuyện của anh nữa. Hồng Chu chẳng thể hiểu nổi, rõ ràng là lần này mình đang giúp thần quân mà. Khi này ở tiên giới, Hoa Thù đau lòng nhìn thân xác của Lan Phong, cô ta thật sự muốn hồi sinh anh ấy, vì thế Hoa Thù chỉ đành bao che chuyện phụ thân mình nhập ma, chỉ là không biết Hoa Thù có chọn đi trên con đường ma đạo không. Mà khi này Khổng Tước Vương dường như đang nhắm đến Thanh Y, ông ta cũng rất để ý đến động tĩnh của cung Thanh Trì. Tại căn nhà nhỏ Hoa Lê lúc này, nhiều ngày rồi Hồng Dịch không gặp Yến Sảng, giờ đây anh mới nhận ra mình nhớ cô ấy thế nào, tuy vậy vẫn không chịu tìm gặp người ta. Lát sau trong giấc mơ của mình, Hồng Dịch thấy cảnh mình và Yến Sảng đang hạnh phúc bên nhau, tỉnh lại thì mới biết bản thân đang nằm mơ, không thể chịu nổi nữa rồi, Hồng Dịch chỉ đành chủ động liên lạc trước, nhưng đúng là ngu ngốc mà, liên lạc muốn hẹn gặp con gái người ta, nhưng lại lấy lý do muốn giúp Phượng Ẩn trong chuyện sắp tới. Tất nhiên Yến Sảng sẽ giúp, nhưng cô không thèm đến gặp Hồng Dịch, cô nàng chỉ gửi lại hai chữ đã xem mà thôi. Hồng Dịch thấy hai chữ này thì tức lắm. Rất nhanh đã đến ngày Thiên Cung tổ chức thọ yến, dù không biết Nguyên Khởi có đến hay không, nhưng vì đã phát đi thiệp mời rồi nên Hoa Thù chỉ đành tiếp tục tổ chức mà thôi. Phượng Ẩn muốn nhân cơ hội chúng tiên tề tự, khi đó cô sẽ công bố chân tướng năm đó cho mọi người biết. Nguyên Khởi nghe tin Phượng Ẩn định làm như vậy, thế là liền xuất hiện đưa ra Vân Châu Hỗn Nguyên. Thứ này được luyện thành từ mảnh vỡ Gương Quan Thế, nó có thể dẫn về quá khứ tra rõ chân tướng. Nguyên Khởi nói mình vừa luyện xong thứ này, anh không tiết lộ chuyện mình đã luyện thứ này cả ngàn năm nay rồi, hao tốn gần hết thần lực hỗn độn mới có thể khiến nó thành hình. Phượng Ẩn nhận lấy thứ này liền lên đường đến Thiên Cung. Tại đây rất nhanh Hoa Thù đã nghe tin Phượng Ẩn đến Thiên Cung rồi, cô ta cao cao tại thượng, để các tiên thị thấp kém ra tiếp đón, còn mình lấy lý do bận việc không thèm có mặt. Dù vậy các tiên tôn tiền nhiệm đã đích thân ra tiếp đón, họ ngàn năm nay không hề xuất hiện, lần này lại có mặt đầy đủ để nghênh đón Phượng Ẩn đến Thiên Cung. Đúng lúc đó Tiểu Vũ đã chạy đến, cô nàng nói bên kia có rất nhiều nữ tiên quân đang bàn tán về Phượng Ẩn. Nghe vậy Phượng Ẩn đã cùng Tiểu Vũ đến đây, các nữ tiên quân cảm nhận được uy áp phát ra từ Phượng Hoàng, nhận ra đây là Phượng Hoàng của đảo Ngô Đồng, họ liền đồng loạt quỳ xuống bái kiến, chỉ có Hoa Thủ vẫn vênh cái mặt lên không chịu quỳ xuống. Hàng vạn năm nay Phượng tộc luôn đứng đầu và được Bách Điểu trầu lại, mỗi lần gặp mặt tộc Khổng Tước phải quỳ dưới chân Phượng Hoàng, nhưng giờ Hoa Thủ lấy lý do mình đã là thiên đế, không cần phải làm theo đạo bể tôi với Phượng Hoàng nữa. Năm xưa Hoa Thủ nắm giữ chức vị thiên đế tạm thời ai cũng đồng thuận, chỉ là không hề có chiếu thư ngự lệnh chính thức. Phượng Ẩn bảo Hoa Thủ hãy lấy ra chiếu thư thì cô mới công nhận Hoa Thủ là thiên đế, nếu không lấy ra được thì Hoa Thủ sẽ mang tội bất kính với Phượng Hoàng. Phượng Ẩn có quyền loại bỏ tộc Khổng Tước ra khỏi Bách Điểu. Nghe đến đây Hoa Thủ đã sợ rồi, không hề có chiếu thư, giờ đây cô ta chỉ có thể nhịn nhục quỳ xuống bái lạy Phượng Ẩn. Đúng là con gà lôi chỉ mãi là con gà lôi thôi, không thể nào có thể so sánh được với Phượng Hoàng thật sự cả. Sau khi Hoa Thủ buộc phải quỳ dưới chân Phượng Hoàng, Phượng Ẩn còn cảnh cáo cô ta, mong cô nhớ kỹ bài học hôm nay, đừng bao giờ quên mất thân phận của bản thân mình, cũng đừng khiêu khích bổn Phượng Hoàng một lần nào nữa. Ngay lúc đó Nguyên Khởi cũng có mặt, đúng là vợ chồng đồng lòng mà, anh nói Phượng tộc được truyền thừa từ thần giới, thân phận vô cùng cao quý, tuy Phượng Hoàng không chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng đừng nên có kẻ tùy tiện coi thường uy nghiêm đó. Mọi người nghe thấy thì liền biết lời này chính là nói với Hoa Thù, tuy được nói giúp nhưng Phượng Ẩn cũng chẳng vui gì cho lắm, cô không cần Nguyên Khởi phải nhiều lời như vậy, nói rồi liền quay đầu bỏ đi. Nguyên Khởi thì cũng vội đuổi theo, sống càng lâu Nguyên Khởi càng mặt dày, biết rõ Phượng Ẩn không muốn anh ở bên cạnh, Nguyên Khởi liền lấy lý do chăm sóc Tiểu Vũ để ngồi lại đây, sau đó còn giả ngốc ngồi nói chuyện rất tự nhiên, Phượng Ẩn thấy vậy cũng hết cách với anh. Lát sau thọ yến đã được diễn ra, chúng tiên quân đều có mặt đầy đủ, chỉ có Phượng Ẩn là mãi vẫn không chịu đến. Hoa Thù hối thúc thần quân không nên bỏ lỡ giờ lành khai tiệc, Nguyên Khởi tất nhiên là không chịu nghe, khi nào Phượng Ẩn đến thì bữa tiệc này mới được bắt đầu. Ngay lúc này các tiên tôn đã đứng lên bẩm báo, họ nói rằng tinh tượng thiên hà hôm nay có sao Hồng Loan xuất hiện, đoán rằng mối lương duyên của thần quân sẽ xuất hiện, đây là kế hoạch trước đó của Hoa Thù, lát sau bên ngoài sẽ có ánh sáng điềm lành mang biểu tượng Khổng Tước xuất hiện, khi đó chúng tiên tôn sẽ đồng loạt kết lương duyên cho Nguyên Khởi và Hoa Thù. Thế nhưng Hoa Thù đâu thể ngờ được, khi ánh sáng đó vừa xuất hiện thì đã bị chân thân Phượng Hoàng của Phượng Ẩn xua tan, thế là thành ra cô ấy chính là mối lương duyên của Nguyên Khởi. Anh chàng thấy thế thì thích lắm, liền đích thân đưa Phượng Ẩn đến chỗ ngồi, giờ thì thọ yến có thể diễn ra rồi. Đúng lúc đó Lâm Mặc và Hồng Dịch cũng có mặt, Nguyên Khởi nói họ là khách quý anh mời đến, chúng tiên đừng nên manh động. Lúc này Phượng Ẩn cũng đứng ra tuyên bố, yêu hoàng Hồng Dịch đến đây là để điều tra chuyện ma tộc, chuyện của ngàn năm trước có quá nhiều điểm đáng ngờ, tại đây Phượng Ẩn muốn làm rõ lại mọi chuyện. Hoa Thù thấy thế thì cũng bước ra, cô ta nói năm xưa là Hồng Dịch sát hại Lan Phong,
cũng là hồng dịch tàn sát cả núi Đại Trạch. Chuyện này còn có gì không rõ mà để điều tra nữa chứ? Tranh cãi bằng mồm thôi thì không thể tìm ra chân tướng được. Phượng Ẩn đã để Thanh Y có mặt tại nơi này. Cậu ấy là đệ tử núi Đại Trạch duy nhất còn sống trong vụ tàn sát năm xưa. Cậu hoàn toàn có tư cách chứng minh việc đó. Thanh Y khẳng định yêu hoàng hồng dịch năm xưa là bị ma tộc khống chế. Không những thế, Yến Sảng cũng đứng ra chứng minh lời nói đó. Năm xưa nếu hồng dịch không kịp thời lấy lại thần trí, thế thì cô và Thanh Y sẽ không còn sống đến tận bây giờ. Yến Sảng đồng ý với đề nghị điều tra lại chuyện năm đó. Khi này Ngự Phong Tiên Tôn cũng đứng ra tán thành. Ngàn năm trước có kẻ trộm đi bảo kiếm của ông và sát hại yêu hoàng xâm lâm. Kẻ đó chắc chắn là người trong tiên môn, thế nên phải điều tra rõ lại chuyện này mới được. Không thể để kẻ xấu ẩn nấp trong tiên môn mãi được. Những lời này đã làm Khổng Tước Vương chột dạ rồi. Ông ta liền đứng ra nhắc về trận chiến ở La Sát Địa. Khi đó kẻ tiếp tay với Thanh Lâm rõ ràng là Tiểu Âm. Có thể những chuyện ở Thiên Cung cũng là do cô ta làm. Nghe được lời này, Nguyên Khởi liền đập bàn đứng lên phản bác. Anh đã đứng ra chứng minh cả ngàn năm nay rồi, thế mà đám tiên nhân này vẫn luôn muốn kết tội cho Tiểu Âm. Giờ đây cũng đến lúc xem lại chân tướng rồi. Nguyên Khởi lấy ra Vân Châu Hỗn Nguyên, nói rằng thứ này có thể mở ra trận pháp Hỗn Nguyên Quan Thế và có thể xem lại được bất kỳ thời không nào trong quá khứ. Tuy nhiên trận pháp này cũng không dễ hình thành như thế. Trận pháp cần phải có lệnh bài Ngũ Tôn bảo vệ, cộng thêm sức mạnh hỗn độn của thần quân thì mới có thể xoay chuyển thời không. Hôm nay đúng lúc Ngũ Tiên Tôn và Nguyên Khởi đều có mặt, họ đã cùng nhau ra ngoài kết trận. Ngũ Tiên Tôn phụ trách ổn định trận pháp này, còn Phượng Ẩn, Nguyên Khởi và Hồng Dịch sẽ cùng tiến vào trong. Chỉ có sức mạnh của ba người họ mới không bị ảnh hưởng bởi trận pháp lớn như thế này. Thời không đầu tiên mà họ đến là khi đưa tên hộ linh vào cấm kho. Ba người tận mắt nhìn thấy Phượng Minh đã tráo đổi tên hộ linh. Bên ngoài đám tiên nhân cũng nhìn thấy việc này, họ liền cho người áp giải Phượng Minh đến đây. Sau đó ba người cũng thấy chính Phượng Minh đã trộm đi hạt giống hoa thí thần. Thời không tiếp theo mà họ đến là trận chiến ở La Sát Địa. Tại đây nhìn thấy cảnh Thanh Lâm đang đứng một bên giở trò, tiện thể cũng nhìn thấy cảnh Tiểu Âm đang cố gắng cứu Cổ Tấn. Sau đó là cảnh Tiểu Âm cầu xin Nguyên Khởi đừng phá hủy núi Ngưng Vân. Đứng bên trên nhìn thấy cảnh này, cả Nguyên Khởi và Phượng Ẩn đều có cảm xúc khó tả. Đám tiên nhân bên ngoài cũng nhận ra sai lầm của mình. Giờ đây bọn họ mới biết chữ hổ thẹn viết như thế nào. Cả tiên giới đều nợ Tiểu Âm một lời xin lỗi. Thời không tiếp theo mà ba người đến là khi yêu hoàng xâm lâm bị sát hại. Có kẻ đã ở đây giúp Thanh Lâm. Nguyên Khởi nhận ra kẻ này đang dùng đá kết giới của núi Ngưng Vân. Có thứ đó giúp hắn ẩn thân nên họ không thể nhìn ra thân phận của hắn. Lát sau nơi họ đến là Thiên Cung. Tại đây là khoảnh khắc Lan Phong đang chiến đấu với Thanh Lâm. Lần này kẻ ẩn thân kia lại xuất hiện đánh lén. Đây cũng là lý do tại sao Lan Phong dễ dàng bị hạ như vậy, không thể nhìn thấy mặt kẻ đó. Ba người liền đuổi theo tiếp tục điều tra. Bên ngoài thấy được điều này, Khổng Tước Vương liền âm thầm giở trò, khiến trận pháp trở nên không ổn định. Bên trong vì ảnh hưởng đó mà ba người đã bị sức mạnh thời không tấn công. Đang cố gắng chống đỡ thì Phượng Ẩn đã bị đánh đến một thời không khác. Tại đây cô nàng thấy được cảnh Cổ Tấn đang vất vả chiến đấu để lấy lại núi Ngưng Vân về cho cô. Phượng Ẩn chưa hết bất ngờ thì lại bị đưa đến một nơi khác. Đây là cảnh tượng trên Thanh Long Đài, khi Lan Phong đang chịu hình phạt thay cho Hoa Thù. Lát sau Phượng Ẩn lại tiếp tục đến một nơi khác. Đây là khoảnh khắc Nguyên Khởi đang xin thánh vật từ Hoa Thù để về luyện đan cứu Tiểu Âm. Nguyên Khởi đã đổi bằng ngọc ấn chứng minh cho một lời hứa của mình. Nhìn thấy thứ này, Phượng Ẩn cũng hiểu ra chuyện năm xưa. Hóa ra ngọc ấn đó đưa cho Hoa Thù là để cứu cô, chứ không phải đưa ngọc ấn để cô ta mang Tiểu Âm đi hành hình. Vừa hiểu được sự thật đó, Phượng Ẩn đã thoát ra ngoài. Trận pháp này sắp không chịu được nữa rồi. Ba người liền thi pháp trở về thực tại. Tuy đã biết được Phượng Minh là người tráo đổi tên hộ linh và trộm đi hoa thí thần, nhưng vẫn chưa biết được kẻ nào đã trộm đi bảo kiếm của Ngự Phong, cũng là hắn giúp Thanh Lâm sát hại Lan Phong và đã trồng hạt giống hoa thí thần vào núi Đại Trạch. Phượng Minh nhận tội tráo đổi tên hộ linh và lấy đi hạt giống hoa thí thần, nhưng những chuyện khác Phượng Minh nói không phải mình làm. Trước nay anh làm mọi việc chỉ với một mục đích thôi, đó là hủy đi Ngọc Hỏa Hoàng để Phượng Ẩn không thể trở về nữa. Lợi ích anh muốn là làm chủ Phượng tộc, chứ chưa từng có ý định khơi mào đại chiến tiên yêu. Hoa Thù đã định ra tay với Phượng Minh để trả thù cho Lan Phong. Cũng may là Phượng Ẩn ngăn lại kịp thời, Nguyên Khởi cũng đứng ra bảo vệ. Mọi chuyện hiện nay vẫn chưa rõ, Phượng Minh sẽ được giam vào thiên lao đợi tra khảo. Còn hiện giờ Nguyên Khởi có một chuyện cần tuyên bố. Ngàn năm trước anh đã cố chứng minh Tiểu Âm trong sạch, thế nhưng cả tiên giới vì sĩ diện, không chịu nhận là mình đã làm sai với Tiểu Âm. Giờ đây chân tướng năm đó đã rõ, Tiểu Âm không hề liên quan đến ma tộc. Tại đây Nguyên Khởi tuyên bố, Tiểu Âm, Hồng Dịch và Ngự Phong, ba người đều là người bị hại trong âm mưu của ma tộc, họ không hề có tội. Từ nay nếu có người còn lan truyền tin đồn thất thiệt thì anh sẽ không tha. Ngoài ra ma tộc cố tình chia rẽ hai giới tiên yêu, thế nên giờ đây phải khôi phục quan hệ thân thiết, không được kiên rẻ đấu đã lẫn nhau nữa. Chúng tiên yêu đều đồng loạt quỳ xuống nghe theo ngự lệnh của thần quân. Lát sau Hồng Dịch vẫn chưa chịu trở về, anh đứng đợi để có thể nói chuyện với Yến Sảng, nhưng cô nàng giận rồi không thèm quan tâm đến anh. Hồng Dịch giờ đây không biết làm thế nào nữa. Cùng lúc đó Phượng Ẩn đã hẹn gặp Hoa Thù. Thông qua việc nhìn thấy Lan Phong chịu phạt ở Thanh Long Đài, Phượng Ẩn đã biết năm xưa chính Hoa Thù đã giở trò với Vương Quan Thế.
dẫn đến việc nó bị vỡ nát. Phượng Ẩn cũng không muốn mang chuyện này ra trách tội làm gì, dù sao Lan Phong cũng chịu phạt thay Hoa Thủ rồi. Phượng Ẩn nể mặt Lan Phong nên sẽ không truy cứu, cô chỉ muốn nhắc nhở Hoa Thủ đừng nên làm điều gì sai trái nữa, đừng phụ tấm lòng Lan Phong đế quân dành cho cô. Nói xong Phượng Ẩn đã rời đi. Hoa Thủ tuy hiểu nhưng vẫn có một thắc mắc, Phượng Ẩn chưa từng gặp Lan Phong, vì sao cô ấy lại nể mặt Lan Phong như vậy? Bên này Nguyên Khởi đang đứng đợi Phượng Ẩn, trước đó khi bị dòng thời gian tấn công Phượng Ẩn đã bị thương. Nguyên Khởi lo lắng cho cô nên muốn xem vết thương có bị làm sao không. Lần này Phượng Ẩn đã mềm mỏng hơn rồi, cô nàng không phản kháng để cho Nguyên Khởi chữa trị vết thương. Xóa bỏ được phần nào hiểu lầm nên Phượng Ẩn không cấm Nguyên Khởi đi theo giúp mình nữa. Hai người sẽ cùng hợp tác điều tra chuyện năm xưa, họ dự định sẽ đến Thiên Lao tìm Phượng Minh tra khảo. Mà giờ đây Phượng Minh cũng đang suy nghĩ lại, anh không thể chết như vậy được, phải lấy công chuộc tội thôi. Phượng Minh cố nhớ lại những việc khi trước, từ những gì mà trước ảnh tiết lộ, ghép các thông tin lại với nhau. Phượng Minh đã đoán ra kẻ luôn ẩn thân chính là Khổng Tước Vương. Phượng Minh muốn báo cáo chuyện này nhưng đã muộn mất rồi. Một lần nữa Khổng Tước Vương lẻn vào Thiên Lao làm chuyện xấu mà không một ai hay biết. Đến khi Nguyên Khởi và Phượng Ẩn đến thì đã muộn mất rồi. Kẻ ra tay không hề để lại dấu vết gì cả. Tu vi của hắn có lẽ gần bán thần rồi. Phượng Ẩn nghĩ rằng kẻ này còn ở quanh đây nên liền chạy đi tìm. Cô vừa đi thì Nguyên Khởi đã thu được thứ gì đó trên người Phượng Minh. Qua hôm sau vẫn không tìm được hung thủ, bọn họ đã ngồi lại bàn bạc. Chuyện có thể khẳng định hung thủ là người của tiên giới. Hắn đang trong mình ma khí của ma tộc, Ưng Vương có một cách có thể tìm ra kẻ này. Từ cổ xa xưa ma khí và thần quang bài xích lẫn nhau, chỉ cần bị thần quang chiếu rọi thì người nắm giữ ma khí sẽ không thể giấu được. Cách duy nhất để thần quang xuất hiện là phải có hai bán thần của hai giới tiên yêu kết nhân duyên. Lúc đó thần giới sẽ dùng thần quang làm quà chúc mừng. Chỉ cần bảo tất cả mọi người đến dự hôn lễ thì sẽ tìm được người nắm giữ ma khí. Hiện tại hai giới tiên yêu chỉ có Phượng Ẩn và Hồng Dịch là bán thần, họ chịu cưới nhau thì sẽ tìm ra được hung thủ. Hồng Dịch ngu ngốc đồng ý chuyện này ngay lập tức, tuy vậy chỉ là giả vờ kết hôn thôi, đợi đến khi tìm được hung thủ thì sẽ công bố chuyện này cho mọi người biết. Yến Sảng tuy hơi khó chịu nhưng cũng cảm thấy nên làm như vậy, đến nước này Phượng Ẩn cũng phải đồng ý thôi. Hồng Dịch xấu xa đã nghĩ ra một trò vui, tuy chỉ là kết hôn giả nhưng anh sẽ phụ trách viết thiệp mời gửi cho Nguyên Khởi, kiểu này không biết có đánh ghen hay không đây. Lát sau Yến Sảng đã trốn đi uống rượu một mình. Cô nàng nhớ về kỷ niệm khi trước ở bên Hồng Dịch, đoạn tình này không biết đến khi nào mới thành được đây. Phượng Ẩn biết ngay Yến Sảng sẽ không vui, thế nên đã đến đây an ủi vài câu. Phượng Ẩn biết rõ Yến Sảng rất thích Hồng Dịch, thế sao giờ đây lại có dáng vẻ như từ bỏ thế này. Phượng Ẩn cũng muốn khuyên Yến Sảng lắm, nhưng hai người cũng có khác gì nhau đâu, yêu thương lắm nhưng lại vì lý do riêng mà từ bỏ. Bên này Hồng Dịch cũng không hề vui, kết hôn là để tìm ra hung thủ mà thôi, anh chẳng có ý nghĩ gì với Phượng Ẩn cả. Đối với anh, Tiểu Âm và Phượng Ẩn rất khác nhau, Tiểu Âm đáng yêu nhiệt tình, Phượng Ẩn thì lý trí và bình tĩnh, lý trí đến mức khó lòng gần gũi. Dù sao thì Phượng Ẩn quay lại anh cũng rất vui rồi, giờ đây vương vấn năm xưa cũng không còn nữa. Lần này kết hôn chỉ có một việc làm Hồng Dịch vui, đó là gửi thiệp mời trêu chọc Nguyên Khởi. Cùng lúc này Hoa Thù đã trở về tộc Khổng Tước, cô ta nghi ngờ phụ vương mình là kẻ đã ẩn thân sát hại Lan Phong. Khổng Tước Vương tất nhiên không thừa nhận chuyện này, ông ta dẫn con gái đến xem thi thể của Lan Phong. Khổng Tước Vương thể hiện mình có khả năng hồi sinh anh ấy, ông ta nói rằng luyện ma công chỉ là để giúp con gái hồi sinh người mà cô yêu thôi, ông ngày ngày muốn hồi sinh Lan Phong thì làm sao có ý định giết cậu ấy được. Nghe vậy Hoa Thù rất cảm động, cô ta liền quỳ xuống xin lỗi phụ vương mình. Hoa Thù rất muốn tìm ra hung thủ, thế là đã đến giúp Nguyên Khởi điều tra việc này, tiện thể có thể lấy lòng anh ấy luôn. Khi họ đang bàn chuyện thì Trường Khuyết đã mang đến thiệp mời, mấy ngày sau Phượng Ẩn và Hồng Dịch sẽ kết hôn, Nguyên Khởi làm sao có thể chấp nhận việc này. Anh ngay lập tức chạy đến tìm Phượng Ẩn để hỏi rõ. Cô nàng đã định giải thích rồi, nhưng thấy thái độ của Nguyên Khởi gay gắt quá nên không thèm giải thích luôn. Nguyên Khởi níu kéo xin Phượng Ẩn đừng lấy người khác. Phượng Ẩn nói mình không phải Tiểu Âm, bảo rằng Nguyên Khởi nên buông tay đi. Nhưng anh đã đợi cô ngàn năm rồi sao có thể dễ dàng buông tay được. Nghe vậy Phượng Ẩn chất vấn, lời nói cay đắng năm xưa mà anh nói với Tiểu Âm là thế nào? Lần này Phượng Ẩn cho Nguyên Khởi cơ hội để giải thích, thế nhưng không hiểu sao anh lại không chịu nói ra sự thật đó. Phượng Ẩn thấy vậy chỉ có thể thất vọng rời đi, làm sao mà Nguyên Khởi có thể nói ra được, nếu nói ra Phượng Ẩn sẽ biết anh không còn sống được bao lâu. Nguyên Khởi chỉ đành chôn vùi sự thật đó trong lòng mình, còn về sự thật đó là gì thì sau này ác sẽ kể nhé mọi người. Bên này Hoa Thù đã mang chuyện Phượng Ẩn và Hồng Dịch kết hôn nói cho phụ vương mình biết, ông ta nghi ngờ trong này đang có âm mưu gì đó, thế nên bằng mọi cách phải tìm ra họ có mục đích gì khi kết hôn vào thời điểm này. Tại cung Thanh Trì Nguyên Khởi cũng có ý định đó, thế là ngay lập tức lao đầu vào điều tra, tìm hiểu cả một ngày trời. Cuối cùng Nguyên Khởi cũng tìm ra lý do mà hai người họ kết hôn, đó là muốn thần giới giáng thần quang xuống hôn lễ, nhưng nếu kết hôn giả chẳng phải là lừa gạt thần giới hay sao? Khi này Phượng Ẩn đang xem lại những đồ vật khi kết hôn, cô nàng trầm tư một hồi lại nhớ về Nguyên Khởi. Năm xưa hai người họ cũng từng thành hôn như vậy một lần, ký ức đẹp đẽ đó thật sự không thể nào quên được. Đúng lúc này Nguyên Khởi lại chạy đến, anh nói mình biết lý do Phượng Ẩn thành thân rồi,
Nhưng nếu lừa gạt thần giới như vậy sẽ bị trừng phạt đó. Chỉ cần tìm ra hung thủ thôi. Phượng Ẩn chấp nhận chịu hình phạt này. Nguyên Khởi nói sao không thành hôn với mình. Anh là con của chân thần, sẽ dễ vượt qua trời phạt hơn Hồng Dịch nhiều. Kết hôn với chân thần cũng có thể khiến thần quang giáng lâm. Chuyện này Phượng Ẩn đã quyết định rồi nên không muốn nói tiếp nữa. Thấy cô rời đi, Nguyên Khởi liền trói lại. Nếu cô đã không chịu nghe lời thì anh chỉ đành làm kẻ vô lại vậy. Phượng Hoàng vốn dĩ là thần thú định mệnh của chân thần hỗn độn, theo lý Phượng Ẩn phải nghe lời của Nguyên Khởi. Lấy lý do này anh liền mang cô nàng đi ra ngoài, còn nói với mọi người vì Phượng Ẩn hư quá nên anh sẽ mang về cung thanh trì trừng phạt. Phượng Uyên đứng một bên thấy thế thì thích thú lắm, không ngờ đứa cháu này của mình lại manh động như vậy. Lát sau đến cung thanh trì, Nguyên Khởi mới chịu thả Phượng Ẩn ra. Trước đó anh đã thu thập được một mảnh tiên nguyên của Phượng Minh, chỉ cần cho Nguyên Khởi thời gian thì anh sẽ tìm được ký ức trước khi chết của Phượng Minh trong mảnh tiên nguyên này. Lúc đó không cần Phượng Ẩn phải kết hôn giả nữa. Tuy nhiên cô ấy vẫn phải kết hôn vì còn một lý do khác bắt buộc thần quang phải xuất hiện. Phượng Ẩn không thèm nói lý do đó là gì mà rời đi. Hết cách, Nguyên Khởi chỉ đành đến tìm Hồng Dịch. Anh chàng giả vờ thất tình đến tìm Hồng Dịch uống rượu, thấy thế Hồng Dịch rất hả hê, tất nhiên liền đồng ý uống rượu cùng Nguyên Khởi. Uống mãi đến khi Hồng Dịch say khước, còn Nguyên Khởi thì càng lúc càng tỉnh táo. Đây là thời điểm thích hợp để tra khảo rồi. Nguyên Khởi thể hiện mình đã biết kế hoạch của Hồng Dịch và Phượng Ẩn, sau đó dẫn dụ Hồng Dịch nói ra lý do còn lại khi hai người kết hôn. Hóa ra Hồng Dịch và Phượng Ẩn dự định tìm Tử Nguyệt. Khi thần quang giáng xuống, kiếm phục trần có thể hấp thu và dùng thuật truy tung của thần giới. Khi đó Tử Nguyệt sẽ phải lộ diện sau ngàn năm biến mất. Đạt được mục đích của mình, Nguyên Khởi liền rời đi. Cùng thời điểm này hôn lễ sắp sửa diễn ra, mà ở một bên Yến Sảng đang bị truy sát. Đám này là ma tu thuộc hạ của Khổng Tước Vương. Chúng muốn từ chỗ của Yến Sảng tìm hiểu lý do Hồng Dịch và Phượng Ẩn kết hôn. Khổng Tước Vương đã lên kế hoạch này. Trước khi tìm hiểu được lý do, ông ta sẽ không xuất hiện. Mà khi này ở hôn lễ Phượng Uyên đã có mặt, bà ấy rất mong đợi ngày vui này. Lát sau chuông trời đã được vang lên, ngay sau đó Phượng Hoàng đã giáng lâm. Phượng Ẩn đến đây đầu tiên, còn Hồng Dịch giờ này vẫn chưa tỉnh lại, bị Nguyên Khởi giở trò nên Hồng Dịch mới say đến thế này. Anh tỉnh lại liền nhanh chóng bay đến thiên cung, ngay lúc này lại phát hiện ma tộc. Trong lúc Yến Sảng sắp không xong thì Hồng Dịch đã có mặt cứu nàng. Có anh ở đây đừng hòng ai có thể tổn hại đến cô ấy. Xong việc, Hồng Dịch ngay lập tức trị thương cho cô. Nhưng anh chàng này ế bằng thực lực, cứu xong rồi còn chê Yến Sảng phiền phức. Tuy là trêu chọc thôi nhưng Yến Sảng không hề vui chút nào. Khi này tại hôn lễ đợi mãi mà vẫn không thấy Hồng Dịch, đám người ở đó bàn tán không ngừng, nói Hồng Dịch cố tình làm mất thể diện của Phượng Hoàng. Đúng lúc này Nguyên Khởi đã xuất hiện. Anh chàng nói mình đã chuốc say Hồng Dịch rồi, hắn ta không thể đến đây nữa đâu. Nói rồi Nguyên Khởi liền tiến đến xin Phượng Ẩn thành thân với mình. Khi này Hoa Thù đã bước ra phá đám. Cô ta nói dù sao thì Hồng Dịch cũng không đến, hôn lễ này không thành được nên chỉ có thể hủy bỏ. Nguyên Khởi không cho phép điều này xảy ra. Anh nói mình tốn bao công sức mới chuốc say được Hồng Dịch, hôm nay làm vậy là để cướp dâu, sao có thể hủy đi hôn lễ được. Nguyên Khởi nói mình siêu lòng Phượng Hoàng đã lâu rồi, ra hạ sách như vậy là để cướp cô ấy về tay. Nói rồi Nguyên Khởi liền thay đổi y phục, sau đó lấy ra lệnh ấn của cung thanh trì làm sinh lễ, nguyện cưới Phượng Ẩn và ở rể tại đảo Ngô Đồng. Phượng Hoàng có bằng lòng nạp ta làm chồng không? Nghe được lời này Phượng Ẩn đứng hình luôn. Từ khi nào mà Nguyên Khởi mặt dày đến như thế? Trước chúng tiên yêu thế này, Phượng Ẩn làm sao dám không cho anh mặt mũi cơ chứ? Dù sao thì một chân thần lại tình nguyện ở rể trước nay chưa từng có. Đến nước này cô nàng chỉ đành đồng ý thôi. Nếu thần quân đã một lòng si mê ta, vậy từ nay ta cho phép ngài ở rể tại đảo Ngô Đồng. Lời nói hùng hồn khiến mọi người rất ngạc nhiên. Về phần Phượng Uyên, bà ấy rất vui khi thấy hai người thành đôi. Tiếp đến là phải bái đường rồi, họ cùng nhau bái lạy trời đất. Hôm nay xin trời đất chứng giám, Nguyên Khởi và Phượng Ẩn kết thành phu thê. Nguyên Khởi nguyện đời đời kiếp kiếp bảo vệ Phượng Ẩn đến chết không thôi. Sẽ có một ngày Phượng Ẩn nhớ lại lời nói này mà rơi lệ. Sau khi lễ thành thì thần quang cũng đã giáng xuống, chúng tiên yêu đều được hưởng phúc lành này. Tuy nhiên Khổng Tước Vương không hề có mặt ở đây nên không bị lộ. Bên này Phục Trần đang dùng thuật truy tung tìm kiếm Tử Nguyệt. Sau khi tìm kiếm ngày đêm cũng dần dần có kết quả. Mà khi này Nguyên Khởi đang bị trời phạt, anh âm thầm chịu hết những điều này không cho Phượng Ẩn biết. Tuy lần thần quang giáng xuống Khổng Tước Vương không bị lộ, nhưng Phượng Ẩn cũng đã có danh sách những người không tham gia hôn lễ. Trong số 5 người không tham gia có cả tên của Khổng Tước Vương. Lúc này Nguyên Khởi cũng có mặt, anh đã truy xét được ký ức trong tiên nguyên của Phượng Minh rồi. Dù không thể thấy được mặt của hung thủ, nhưng thủ pháp hắn dùng là người ở Bắc Tiên Giới. Loại trừ với số người tình nghi còn lại thì người có khả năng là hung thủ chỉ có Khổng Tước Vương mà thôi. Nhưng Phượng Ẩn và Nguyên Khởi cũng không vội bắt hắn ta, phải tìm ra tất cả đồng bọn và mục đích đằng sau của bọn chúng. Khi này Phục Trần cũng có tin tức về Tử Nguyệt rồi. Nó đang nằm ở huyền trì tại dòng sông Nhược Thủy. Dòng Nhược Thủy có thể cắn nuốt mọi linh lực và trọng lượng. Ẩn giấu linh lực thì Nguyên Khởi có thể dùng áo thiên hoa, nhưng trọng lượng thì phải dùng đến lông của thập vĩ thiên hồ. Cứ thế hai người đã đến tìm Hồng Dịch. Lông của anh ấy là thứ nhẹ nhất thế gian này, sẽ không bao giờ bị chìm khi chạm vào sông Nhược Thủy. Nguyên Khởi không thèm lằng nhằng với Hồng Dịch, trực tiếp đuổi theo bứt lông trên người anh ấy. Lát sau thì đã được cả một hộp lông. Lấy thứ này may vào áo thiên hoa thì họ có thể vượt qua sông Nhược Thủy rồi.
Cùng lúc này Hồng Trù đã trở về cung Thanh Trì, bà ta nghe tin thần quân của mình đi ở rể thì tức lắm. Hồng Trù dự định sẽ đến đảo Ngô Đồng dạy dỗ lại Phượng Ẩn. Rất nhanh bà ta đã có mặt tại nơi này. Người mà Hồng Trù gặp đầu tiên là Tiểu Vũ. Trước nay Tiểu Vũ luôn là người của cung Thanh Trì, giờ đây lại suốt ngày ở bên Phượng Ẩn nên Hồng Trù không ưa nổi. Khi bà ta định ra tay với Tiểu Vũ thì Phượng Ẩn đã có mặt. Tại đây hai người đôi co không ngừng. Hồng Trù nói mình nhận chức trách từ chân thần Nghi Hợp, chăm sóc và nuôi lớn tiểu thần quân nên người. Bà ta không chấp nhận việc anh ấy đi ở rể nên phải quản cho bằng được. Phượng Ẩn hỏi bà ta muốn quản như thế nào, chẳng lẽ muốn dùng cách từng đối xử với Tiểu Âm khi trước sao? Phượng Ẩn kể lại từng chuyện mà bà ta từng làm với Tiểu Âm, còn nhắc đến việc rút đi tơ tình của Cổ Tấn. Nghe được những chuyện này Hồng Trù rất bất ngờ, rõ ràng đây là những chuyện chỉ có Tiểu Âm biết thôi mà. Phượng Ẩn hùng hồn nói mình chính là Tiểu Âm đây. Phượng Ẩn chế giễu cách hành xử của Hồng Trù thật nực cười. Khi xưa bà ta coi thường thân phận của Tiểu Âm, dùng mọi thủ đoạn để chia cắt cô ấy với Cổ Tấn. Giờ đây ta đã là Phượng Hoàng, bà liền 5 lần 7 lượt muốn tác thành mối lương duyên này. Hồng Trù phát hoảng nói rằng mình không làm sai, tất cả là để ngăn chặn kiếp nạn cho tiểu thần quân mà thôi. Phượng Ẩn tức giận thật rồi, tại sao Tiểu Âm lại phải hy sinh cho kiếp nạn của thần quân? Cả núi Đại Trạch dốc toàn lực muốn bảo vệ cả hai, còn Hồng Trù thì tự cho mình là đúng, dựa vào đâu mà muốn phán xét sinh mạng của người khác? Từ xưa đến nay thần giới không can thiệp vào việc của tam giới, hành động cố tình bức hại Phượng Hoàng lịch kiếp của Hồng Trù theo lý phải bị trục xuất khỏi thần tộc. Giờ đây bà ta cũng hiểu mình ngu ngốc thế nào rồi. Hồng Trù quỳ xuống nhận sai với Phượng Ẩn, bà ta hổ thẹn với thần giới, hổ thẹn với sự phó thác của chân thần Nghi Hợp, giờ đây không cầu mong được tha thứ, xin nghe Phượng Hoàng tùy ý trừng phạt. Phượng Ẩn cũng không thèm so đo làm gì, trực tiếp đuổi bà ta khỏi đảo Ngô Đồng. Ngoài này Nguyên Khởi cũng đợi sẵn rồi. Nguyên Khởi đã phạt cấm túc Hồng Trù vĩnh viễn trong cung Thanh Trì, đợi một ngày Phượng Hoàng đến trừng phạt xong việc thì sẽ để Hồng Trù tự về thần giới tiêu hủy thần chức. Qua hôm sau Nguyên Khởi và Phượng Ẩn đã đến tiên phủ Huyền Trì, họ cùng nhau khoác lên áo thiên hoa tiến vào trong nhược thủy. Lát sau đã đến được một động phủ tối tâm, tại đây họ đã tìm ra được Tử Nguyệt trong một kết giới. Nhưng Nguyên Khởi đã nhận ra điều bất thường, kết giới này không thể hủy đi được, ma tộc đã nối liền kết giới này với Cửu Uyên Sát Ngục rồi, nếu phá vỡ nó thì phong ấn của Cửu Uyên Sát Ngục cũng bị ảnh hưởng, giờ đây phải quay về tìm cách khác đối phó. Hôm sau ở cung Thanh Trì, Hoa Thủ biết Hồng Trù đang bị phạt thì liền đến đây ly gián, nhưng việc này là bà ta cam tâm tình nguyện, đâu dễ gì bị Hoa Thủ nói ra nói vào như thế được, kế hoạch bất thành cô ta chỉ có thể rời đi. Đúng lúc này đã chạm mặt với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nghe Hoa Thủ nói xấu tỷ tỷ mình thì liền đứng ra tranh cãi. Hoa Thủ dự định ra tay với Tiểu Vũ thì Phượng Ẩn đã có mặt, dám động vào Tiểu Vũ thì cô ta xong đời rồi. Phượng Ẩn dùng sức mạnh của mình trừng phạt Hoa Thủ một phen, còn không ngần ngại gì tiết lộ việc mình là Tiểu Âm, sau đó còn đánh cho Hoa Thủ một chưởng để cảnh cáo. Trước nay nể mặt Lan Phong nên Phượng Ẩn mới luôn nhẫn nhịn, giờ đây nếu Hoa Thủ còn làm loạn nữa thì chắc chắn cô sẽ không tha. Đúng lúc đó Hồng Trù cũng đến đây, giác ngộ rồi nên bà ta cũng nói ra những chuyện năm xưa, với mong muốn chứng minh tiểu thần quân của mình không phụ lòng Tiểu Âm. Năm xưa vì bảo vệ cô mà Cổ Tấn không tiếc gieo hồn ấn, trong lúc anh ấy đang trị thương thì Hồng Trù đã rút đi tơ tình. Những chuyện này khi đó Cổ Tấn không hề biết, đến khi Cổ Tấn lấy lại tơ tình rồi Hồng Trù đã tiết lộ việc núi Đại Trạch sẽ thay anh gánh lấy kiếp nạn. Bị ép bởi chuyện đó mà Cổ Tấn đành phải tự tay bóp nát tơ tình để tránh né Tiểu Âm và bảo vệ cho cô ấy. Khi đó nói ra những lời cay đắng đều là giả dối mà thôi. Cổ Tấn muốn dùng cả đời này bảo vệ Tiểu Âm, đến cả thần vị anh cũng có thể từ bỏ vì cô. Khi Tiểu Âm đang trong tình trạng nguy kịch, cũng là Cổ Tấn dùng máu hỗn độn của mình duy trì mạng sống cho cô. Cách này là lấy mạng đổi mạng, không thể trị hoàn toàn được nên Cổ Tấn phải tìm nguyên liệu luyện đan hóa thần. Anh bất chấp tính mạng xông vào Cửu Uyên Sát Ngục chiến đấu, mượn báu vật khắp nơi và nợ ơn nghĩa của Hoa Thù. Sau đó vì để luyện đan, Cổ Tấn đã hiến tế một nửa thần lực của mình, cuối cùng thành công cứu được Tiểu Âm. Hiểu rằng trong người cô có đan hóa thần bảo vệ, Nguyên Khởi mới chọn cách phong ấn tiên cốt để cứu mạng Tiểu Âm. Nhưng anh không ngờ tiên cốt của cô trước đó đã bị lửa thánh vạn nghi phá nát, dẫn đến việc Nguyên Khởi tận tay chém chết Tiểu Âm. Từ đó về sau, Nguyên Khởi đi khắp Cửu Châu Bát Hoang tìm kiếm tiên nguyên của cô. Anh trải qua bao nhiêu khổ ải cũng không hề từ bỏ. Những tổn thương này Nguyên Khởi phải gánh chịu cả 1000 năm. Biết được hết những chuyện này Phượng Ẩn rất đau thương. Cô uống rượu giải sầu sau đó chìm vào mộng cảnh. Tại đây với dáng vẻ của Tiểu Âm, cô nàng xuất hiện tại căn nhà nhỏ ở cấm cốc. Bên ngoài là Cổ Tấn đang nướng cá chờ Tiểu Âm tỉnh dậy rồi ăn. Khung cảnh này thật là hoài niệm. Tiểu Âm thường ngồi trên chiếc xích đu này đợi Cổ Tấn nướng cá cho cô ăn. Nhớ lại khoảnh khắc hai người hạnh phúc ở nhân gian. Đang dạo chơi thì Tiểu Âm đã lạc mất Cổ Tấn. Cô nàng phát hoảng đi tìm anh khắp nơi. Đến khi gặp được rồi thì nhào đến ôm chặt không buông. Tiểu Âm không muốn Cổ Tấn rời bỏ mình. Anh phải cả đời này ở bên cô không được rời xa. Trong mộng cảnh này hai người đã thực hiện hết những tiếc nuối của Tiểu Âm và Cổ Tấn. Cổ Tấn nói với nàng, bao năm anh luôn thích nhầm người, tưởng nhầm sự biết ơn thành tình cảm với Hoa Thù. Cổ Tấn nhận ra Tiểu Âm mới thật sự là người mà anh yêu. Cô nàng hạnh phúc khi nghe được những lời này. Từ giờ về sau hai người sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
họ tình cảm mà trao cho nhau nụ hôn sau ngàn năm xa cách. Trở lại thực tại, hai người đang ôm nhau, đó không chỉ là mộng cảnh. Khi Nguyên Khởi đến đây thì đã bị ý thức của Phượng Ẩn mời vào trong giấc mộng. Lời mà họ nói, những việc họ trải qua trong mộng đều là thứ mà hai người mong muốn. Phượng Ẩn nói mình đã biết hết mọi chuyện rồi, những chuyện trước đây nên xí xóa cả đi. Nhưng xí xóa là xí xóa cái gì mới được? Xóa bỏ hết mọi tình cảm của chúng ta hay là những hiểu lầm? Phượng Ẩn không trả lời. Cô nàng trao cho Nguyên Khởi một nụ hôn để thể hiện điều muốn nói. Cứ thế hai người hạnh phúc hôn nhau, xóa bỏ những hiểu lầm trước kia. Bên này Hoa Thù đang rất căm hận, Tiểu Âm có thể sống lại, vậy mà Lan Phong cứ mãi nằm tại đây. Khổng Tước Vương nắm được điểm yếu của con gái, nói rằng giờ đây chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi sẽ cứu được Lan Phong. Đó là phải có được nội đan của thú ngưng thủy. Hoa Thù muốn đi bắt Tiểu Vũ, nhưng với tu vi hiện giờ làm sao có thể đấu lại Phượng Ẩn được. Nhân cơ hội này Khổng Tước Vương liền dụ dỗ con gái mình nhập ma. Thấy Hoa Thù cứ mãi do dự, ông ta trực tiếp ra tay luôn, đưa ma khí vào trong bắt buộc Hoa Thù phải từ từ luyện hóa. Thế là Hoa Thù đã bị bắt ép đi trên con đường ma đạo. Qua ngày hôm sau, Khổng Tước Vương cố tình giở trò lên thân thể của Lan Phong, khiến hy vọng sống của anh ấy dần mất đi và làm Hoa Thù nôn nóng. Việc này bắt buộc cô ta phải bất chấp mọi giá đi bắt Tiểu Vũ. Ngay ở Thiên Cung, Hoa Thù đã xuất hiện tấn công. Cũng may là có Yến Sảng và Thanh Y ở đây bảo vệ, nhưng họ vốn không phải là đối thủ của Hoa Thù. Đúng lúc Khổng Tước Vương đánh lén thì Yến Sảng đã dùng thân mình đỡ lấy. Trong thời khắc nguy hiểm, Hồng Dịch đã có mặt đánh đuổi hai cha con nhà này đi. Một trưởng vừa rồi của Khổng Tước Vương có mang theo kịch độc, nhưng khi này Hồng Dịch vẫn chưa phát hiện ra. Chị thương xong rồi, anh muốn Yến Sảng ở lại yêu giới để anh bảo vệ. Lần này cô nàng có từ chối thế nào Hồng Dịch cũng níu kéo cho bằng được. Anh thổ lộ tấm lòng của mình cho Yến Sảng hiểu. Trước giờ ta không hiểu rõ tình cảm của mình, từ sau khi nàng đi ta mới cảm nhận được rằng ta thật sự rất yêu nàng. Là do ta ngốc nghếch vì nàng luôn bên cạnh ta, khiến ta lầm tưởng sự bầu bạn đó là điều hiển nhiên. Hồng Dịch thật sự hối hận rồi. Anh muốn Yến Sảng cho mình một cơ hội để bù đắp lại, nhưng chưa nói xong chuyện thì Yến Sảng đã gục ngã rồi. Hồng Dịch vội vàng đưa cô về chữa trị. Chất độc từ trường lực của Khổng Tước Vương đã xâm nhập vào cơ thể, bám lấy tiên nguyên của Yến Sảng. Loại bỏ chất độc thì tiên nguyên sẽ bị hủy, còn nếu không loại bỏ thì Yến Sảng cũng sẽ chết. Giờ chỉ còn một cách có thể cứu mà thôi. Đuôi của Thập Vĩ Thiên Hồ có thể chữa lành tiên nguyên. Hồng Dịch để Lâm Mặc lấy chất độc trong người Yến Sảng ra, còn anh sẽ hiến tế đi chiếc đuôi thứ 10 của mình để cứu Yến Sảng. Hồng Dịch không tiếc từ bỏ thứ sức mạnh to lớn này. Cứ thế chiếc đuôi thứ 10 của Thập Vĩ Thiên Hồ đã bị Hồng Dịch chặt đứt. Nhờ có linh lực to lớn này mà Yến Sảng được cứu sống. Nhìn thấy hai người bạn của mình bị như thế, Nguyên Khởi phẫn nộ đi tìm Khổng Tước Vương tính sổ. Mà khi này thời cơ đã đến rồi, Khổng Tước Vương làm cho thân xác của Lan Phong tan biến, khiến Hoa Thù rơi vào bi thương cùng cực, để cô ta hận càng thêm hận. Khổng Tước Vương gieo rắc thù hận vào người con gái mình, nói rằng chỉ cần có sức mạnh chí cao vô thượng thì mới có thể đạt được điều mà bản thân muốn. Ông ta đưa cho Hoa Thù nội đan mà ông ta thu thập được, dẫn dụ Hoa Thù cắn nuốt thứ này thăng cấp bán thần. Mà khi này Nguyên Khởi đã đến nơi rồi, anh dùng kiếm nguyên thần đánh tan kết giới của tộc Khổng Tước. Khổng Tước Vương thấy vậy đã xuất hiện ngăn cản Nguyên Khởi, kéo dài thời gian để Hoa Thù thăng cấp bán thần. Nhưng lão già này dường như xem thường sức mạnh của thần quân rồi. Nguyên Khởi dù chỉ còn một phần sức lực, nhưng dưới thần lực của kiếm nguyên thần, Khổng Tước Vương không hề chịu nổi một kiếm này. Ngay lúc đó các thiên binh cũng nhanh chóng trói ông ta lại. Mà khi này lôi kiếp bán thần đã giáng xuống, Nguyên Khởi nhanh chóng đi tìm Hoa Thù nhưng muộn mất rồi. Cô ta đã dùng đá kết giới che giấu khí tức rời khỏi nơi này. Nguyên Khởi hiện giờ cũng không còn sức lực nữa, bản thân anh sắp sửa biến mất luôn rồi. Phượng Ẩn đến đây nhìn thấy anh như thế thì liền nghi ngờ, nhưng Nguyên Khởi vẫn cố giấu và nhanh chóng rời đi. Cùng lúc này ở Cửu Uyên sát ngục, kết giới tại đây sắp bị Tử Nguyệt phá nát rồi. Tu Ngôn cảm thấy khó lòng có thể ngăn cản được, đây chính là thời khắc anh phải hy sinh rồi. Anh chuốc say và phong ấn ký ức của Ngao Ca về anh, sau đó trả lại thân thể cho Ngao Ca và rời đi. Một nữ nội đan ở U Minh giới đã bay đến Cửu Uyên sát ngục và nhập vào một thể với nữa còn lại. Phải có sức mạnh hoàn thiện này Tu Ngôn mới có thể khôi phục lại kết giới. Ma thần Minh Khởi thấy vậy thì thích thú lắm, lần này hắn ta muốn đọ sức với Tu Ngôn để xem anh khôi phục nhanh hơn hay là hắn phá kết giới nhanh hơn. Bên này tỉnh lại, Ngao Ca không còn ký ức gì về Tu Ngôn nữa. Tu Ngôn làm thế là không để Ngao Ca mạo hiểm đi cứu mình, dù sao Ngao Ca cũng là người đệ đệ mà anh yêu quý. Đá Tam Sinh hiểu hết những sự việc này thì rất đau lòng. Khi này tại Thiên Cung, có một số thiên quân mới đến Thiên Cung đảm nhiệm chức vụ. Trong số đó Thanh Y gặp được một người quen thuộc, dung mạo của người này hoàn toàn giống với Nhàn Thiện. Thanh Y gặp lại được sư tôn của mình thì vui mừng lắm, nhưng chàng trai này nói mình tên là Tiểu Thiện, đạo hạnh mới chỉ có 500 năm thôi. Mà khi này ở cung Thanh Trì, Phượng Ẩn đến tìm thì phát hiện Nguyên Khởi đang bị trời phạt. Từ lần trước đến nay đây là lần lôi phạt cuối cùng. Thấy Phượng Ẩn lo cho mình, Nguyên Khởi vẫn cố giả vờ như không sao. Cùng lúc đó Thanh Y đã đưa Tiểu Thiện đến, Phượng Ẩn nhìn thấy thì rất bất ngờ. Nhìn thế nào thì đây cũng chính là Nhàn Thiện. Nguyên Khởi nói rằng chắc là do tổ thần niệm tình cả núi Đại Trạch hy sinh chống ma tộc, thế nên mới cho mọi người cơ hội chuyển kiếp đầu thai. Phượng Ẩn rất nghi ngờ lời nói này. Nguyên Khởi lấy ra quyển trục của núi Đại Trạch, trên đó hiện ra Nhàn Thiện đã sống lại.
Sau đó Nguyên Khởi đã giao chức trưởng môn lại cho Thanh Y, để cậu ấy cầm theo quyển trục đi tìm kiếm tất cả mọi người. Khi tề tự đông đủ thì núi Đại Trạch sẽ được tái tạo. Nghe mọi người nói, Nhàn Thiện cũng nhớ ra một chuyện. Trước kia trong mơ anh được tiên nhân chỉ điểm, thế nên mới bước vào con đường tu tiên, nhưng không hiểu sao lại không nhớ rõ dáng vẻ của tiên nhân đó. Lát sau Nguyên Khởi đã nhờ Phượng Ẩn đi cùng Thanh Y tìm mọi người, còn anh sẽ ở lại đây tịnh dưỡng vài ngày. Cứ thế họ đã lên đường đi tìm các sư huynh đệ, bọn họ đều được tiên nhân chỉ dẫn trong mơ, sau đó mới lần lượt bước vào con đường tu tiên. Khi gặp Thanh Y, họ đều biết tiên duyên của mình đã đến. Kỳ tích này đều do Nguyên Khởi thực hiện, nhưng anh không thể để Phượng Ẩn biết được, giờ đây Nguyên Khởi cũng gục ngã mất rồi. Mà bên này hai người đã tìm được tất cả đệ tử, chỉ có Nhàn Trúc là tìm mãi cũng không thấy. Khi xưa Nhàn Trúc chịu phạt ở Thanh Long Đài, dẫn đến tiên nguyên luôn không ổn định. Nghe đến đây Thanh Y nhớ lại một chuyện, ngàn năm trước Nguyên Khởi có nhắc đến Thanh Long Đài, còn nói tiên quân nguyên thần không ổn định, sau khi hạ phàm lịch kiếp thì sẽ đến Thanh Long Đài. Phượng Ẩn rất hoài nghi về lời nói này, hai người liền ngay lập tức đến Thanh Long Đài tìm xem. Họ thật sự thấy Nhàn Trúc, anh ấy nói mình ngứa mắt cái Thanh Long Đài này lắm rồi, hôm nay sẽ phá hủy nó cho đỡ chướng mắt. Phượng Ẩn và Thanh Y ngăn anh chàng lại. Nhàn Trúc cũng được tiên nhân chỉ điểm trong mơ, anh cũng biết tiên nhân đó định dùng phép xóa ký ức của mình, thế nên đã nhanh trí vẽ lại dung mạo của tiên nhân rồi. Khi mở ra thì đó đúng là Nguyên Khởi. Phượng Ẩn hiểu rằng Nguyên Khởi đang có gì đó giấu mình, thế là ngay lập tức quay lại cung Thanh Trì. Tại đây thấy anh ấy sắp biến mất rồi, Phượng Ẩn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô hỏi sao chàng lại trở nên như vậy. Trường Khuyết đã kể lại tất cả. Năm xưa vì cứu cả núi Đại Trạch, Nguyên Khởi đã hiến tế 9 phần thần nguyên của mình, miễn cưỡng giúp mọi người có thể chuyển thế đầu thai. Đây là hành động đi ngược lại với lẽ trời, thế nên một chân thần như Nguyên Khởi mới phải trả cái giá lớn như vậy. Ngoài ra anh cũng tái tạo lại cả núi Đại Trạch, nhưng phải sau nghìn năm nó mới có thể hình thành được. Nguyên Khởi không hề lừa gạt Tiểu Âm, năm xưa giáng xuống hình phạt cho cô, Nguyên Khởi nói rằng cấm thúc Tiểu Âm cả đời, không được bước vào hai giới tiên yêu, đến khi núi Đại Trạch được hồi sinh mới thôi. Đó không phải là lời nói suông, anh đã dự tính tất cả để có một ngày Tiểu Âm đoàn tụ với các sư huynh đệ. Còn bản thân anh có ra sao không còn quan trọng lắm, Tiểu Âm là kiếp nạn của anh, nhưng anh lại cho rằng mình mới là kiếp nạn của cô ấy, thế nên bảo vệ cô ấy cả đời thì có làm sao chứ. Phượng Ẩn vô cùng hối hận, Nguyên Khởi đã làm nhiều việc vì cô như vậy, thế mà cô lại để anh chính mắt nhìn thấy cô tan biến, để anh cô đơn chờ đợi cả 1000 năm, đến khi Niết Bàn trở về rồi cô lại lạnh nhạt không quan tâm đến anh. Phượng Ẩn tự trách bản thân sao lại tệ đến thế. Cô hỏi Trường Khuyết, 9 phần thần nguyên là để cứu núi Đại Trạch, vậy còn 1 phần thần nguyên còn lại đâu? Kiếm Nguyên Thần tức giận nói rằng cũng là vì cô, lần đó để cứu được Tiểu Âm ở U Minh Giới, Nguyên Khởi đã tế đi phần thần nguyên cuối cùng của mình cho cô, anh ấy đã vì cô mà thân xác đã không còn rồi, giờ đây chỉ dựa vào thần lực của Kiếm Nguyên Thần miễn cưỡng hóa hình. Phượng Ẩn đau lòng cùng cực, cô nói rằng mình sẽ cứu anh, bằng mọi giá cũng sẽ cứu được anh. Hôm nay mọi người đã tề tựu ở núi Đại Trạch, tại đây Nguyên Khởi làm phép tái tạo lại nơi này, rất nhanh nó đã khôi phục lại như xưa. Tất cả sư huynh đệ ai ai cũng vui mừng, chỉ có Phượng Ẩn thì đang chất chứa một nỗi buồn mà thôi. Lát sau Phượng Ẩn đã đến Thiên Cung, lật tung cả tàn thư các lên vẫn không thấy thứ cần tìm. Phượng Ẩn cần có sách từ thời thượng cổ, nhưng hiện tại tìm mãi vẫn không thấy. Sau khi tra hỏi một hồi thì đám người này mới nói, đó là Trường Khuyết đã mang đi hết rồi. Ngay lập tức Phượng Ẩn đã đến đây tìm người, cô đoán rằng Nguyên Khởi đang muốn giấu cách có thể cứu được anh. Phượng Ẩn xin Trường Khuyết mau nói ra cho cô biết, đến nước này rồi Trường Khuyết đành phải nói ra, để có thể tái tạo lại thần nguyên cho Nguyên Khởi. Đó là phải để người mình yêu hiến dân căn nguyên làm vật tế. Căn nguyên của Phượng Ẩn chính là Phượng Đan, nhưng nếu mất đi thứ đó cô cũng sẽ chết, làm sao mà Nguyên Khởi nỡ lòng để cô làm như vậy được. Nghe xong Phượng Ẩn đã đi vào tìm anh, cô nói mình sẽ hiến đi Phượng Đan. Nguyên Khởi nói mình không cần, anh sẽ mau chóng khỏe lại thôi, không sao đâu. Phượng Ẩn tra hỏi Kiếm Nguyên Thần mới biết được Nguyên Khởi chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi. Hai người cứ giành giựt đòi hy sinh vì người kia. Lúc này Hồng Chủ đã bước ra tiết lộ một bí mật cấm kỵ của thần giới. Ngoài Phượng Đan ra vẫn còn thứ có thể tái tạo thần nguyên, đó là khai giới nguyên tinh. Vật này là nền móng tổ thần để lại để khai hoang các giới. Thứ đó năm xưa dùng để khai hoang Cửu Uyên Sát Ngục, thế nên hiện giờ nó đang nằm ở trong Cửu Uyên. Để tìm hiểu về khai giới nguyên tinh, Phượng Ẩn đã đến U Minh Giới tìm Tu Ngôn. Nhưng hiện giờ anh ấy làm gì còn ở đây nữa? Nhờ Đá Tam Sinh kể lại nên Phượng Ẩn đã hiểu được tình hình. Giờ đây phải tháo bỏ phong ấn ký ức cho Ngao Ca, thế thì mới cứu được Nguyên Khởi và Tu Ngôn. Đá Tam Sinh đã thực hiện điều đó, rất nhanh chóng phong ấn ký ức đã được tháo bỏ. Lát sau mấy người đã cùng nhau bàn bạc và tìm hiểu được, kết giới Cửu Uyên Sát Ngục sắp bị vỡ nát rồi. Theo sách mà Tu Ngôn để lại, cách có thể phong ấn Cửu Uyên lại một lần nữa, đó là tế đi căn nguyên của chân thần. Nhưng đó chẳng khác nào là lấy mạng của Nguyên Khởi. Đúng lúc này anh chàng cũng có mặt, Nguyên Khởi có một cách có thể thay thế căn nguyên của chân thần. Ở thời kỳ đầu hỗn độn, tổ thần đã tách một phần thần giới hóa thành hạ giới. Sau đó hạ giới chia ra thành yêu giới, tiên giới, u minh giới, khí hỗn độn khi đó cũng chia ra làm 3. Nếu 3 giới kết hợp lại một lần nữa, thế thì khí hỗn độn sẽ quay lại.
thứ đó có khả năng phong ấn cửu uyên một lần nữa. Để làm được việc này thì chủ của tam giới phải cùng thực hiện. Chủ của U Minh Vương là Ngao Ca, còn chủ của yêu giới là Hồng Dịch, hai người này thì dễ dàng phối hợp rồi, hiện tại chỉ còn tiên giới mà thôi. Khi này nhân lúc Hồng Dịch đang bị thương, có ma tộc đã làm loạn yêu giới muốn giết Hồng Dịch, một mình anh chiến đấu chật vật với đám người này, đúng lúc nguy hiểm thì Yến Sảng đã có mặt, hai người phối hợp với nhau chiến đấu với kẻ thù, rất nhanh đã đánh bay hết đám người này. Ngay lúc đó Phượng Ẩn và Nguyên Khởi cũng có mặt, bốn người bạn đã ngồi bàn chuyện với nhau. Nguyên Khởi nói cho Hồng Dịch biết về chuyện phong ấn cửu uyên. Lát sau xong việc Yến Sảng đã rời đi, Hồng Dịch vội đuổi theo cô. Từ lần trước anh cứu Yến Sảng thì cô đã mềm mỏng hơn rồi, hiểu được ý của cô nàng Hồng Dịch tỏ tình lần nữa. Lần này Yến Sảng đã bằng lòng, Hồng Dịch vui mừng ôm nàng quay vòng vòng. Sau đó là đến màn hai anh chị hôn nhau rồi, đang tới khúc quan trọng thì bị Nguyên Khởi và Phượng Ẩn phá đám. Hai cái người này đúng là ác thiệt mà, giờ chỉ còn thiên đế nữa thôi thì có thể phong ấn cửu uyên. Sắp đến ngày tuyển chọn thiên đế, Hoa Thủ cũng dự định sẽ tham gia cuộc thi này, trở thành thiên đế rồi cô ta sẽ khiến tất cả thiên tộc chôn cùng Lan Phong. Hiện giờ muốn trở thành thiên đế thì phải vượt qua tháp cửu cung, Phượng Ẩn sẽ gánh lấy trách nhiệm này. Nguyên Khởi thừa biết thế nào Hoa Thủ cũng xuất hiện, cô ta sẽ có mặt trong đám người dự thi, cộng thêm Phượng Ẩn thì chỉ có 4 người vào tháp cửu cung mà thôi. Phượng Uyên đã mở tháp cho 4 người tiến vào, Phượng Ẩn biết trong 3 người này có Hoa Thủ giả dạng, nhưng hiện tại vẫn chưa biết đó là ai. Cửa ải khó nhất tháp cửu cung chính là cảnh vô tâm, nơi đây đưa người ta đến mộng cảnh, thực hiện điều mà người tham gia cuộc thi mong muốn nhất. Tại đó có các sư huynh đệ và cả Cổ Tấn, đây không khác gì là một gia đình đối với Tiểu Âm. Nhưng mộng cảnh này không thể làm khó được Phượng Ẩn, điều mà cô mong muốn nhất Nguyên Khởi đã thực hiện giúp cô rồi, giờ thứ cô muốn làm cứu anh ấy thôi. Cứ thế Phượng Ẩn đã thoát khỏi ảo cảnh, mà bên này chúng ta cũng đã biết người mà Hoa Thù giả dạng. Mộng cảnh mà Hoa Thù rơi vào chính là hôn lễ với Lan Phong, điều mà cô ta tiếc nuối nhất ngàn năm trước. Được ở bên Lan Phong, Hoa Thủ thật sự rất hạnh phúc, nhưng khi này Lan Phong đã siêng cho cô một nhát, dù vậy Hoa Thủ vẫn không kêu ca gì cả, cô chỉ cần được ở bên Lan Phong thôi. Bất ngờ khi này Hoa Thủ đã rời khỏi mộng cảnh, cô gào khóc hỏi sao Lan Phong lại biến mất, hóa ra là do người quản lý mộng cảnh làm, anh ta cho rằng Hoa Thủ không nhìn thấu được ảo cảnh, không xứng đáng làm thiên đế, thế nên mới để cô ta thoát khỏi mộng cảnh ra ngoài chịu tội. Hoa Thủ tức giận cùng cực, không phải cô ta không nhìn thấu ảo cảnh, mà là không muốn rời khỏi đó. Dù chỉ là mộng ảo, Hoa Thủ vẫn muốn ở bên Lan Phong, thế mà ảo tưởng đó cũng không thể thực hiện. Hoa Thủ mang sự tức giận của mình đánh lên người tên Tiên Quân, mà khi này ở bên ngoài, Linh Phong đã đến báo cáo việc Hoa Thủ trộm đi thánh vật của núi Vạn Nghi, thứ đó có thể biến ảo thành người khác mà không ai nhận ra, giờ đây không thể tiến vào tháp cửu cung. Nguyên Khởi chỉ có thể gửi đi một thông điệp vào đó. Bên trong này Phượng Ẩn đã đến cửa ải cuối cùng, Hoa Thủ trong hình dạng khác cũng có mặt. Với sự cẩn thận của mình, Phượng Ẩn đã thăm dò ra được đối phương có vấn đề. Đúng lúc Hoa Thủ ra tay thì Phượng Ẩn đã cho cô ta một chưởng. Nhận ra việc đó một phần là nhờ thông điệp của Nguyên Khởi. Cửa ải cuối cùng này chính là đánh nhau phân cao thấp. Tại đây Phượng Hoàng và Khổng Tước đã có một trận so tài. Cả hai đều là bán thần, tuy không phân thắng bại nhưng Hoa Thủ lại là người lấy được ấn thiên đế. Thấy thế Yến Sản đã mang Khổng Tước vương ra, ép Hoa Thủ trả lại ấn thiên đế cho thiên cung. Lão già này rất cứng đầu, ông ta kêu con gái mình lấy ra cờ tụ yêu, thứ này trước đó Khổng Tước Vương đã lấy được, nhờ có cờ tụ yêu mà Khổng Tước Vương đã thoát ra được, ông ta dự định dùng nó mời yêu môn độ thế, khi đó hàng vạn ma quân ở động vô cực sẽ đến nơi này. Hồng Dịch biết rõ thứ đó phải có thần lực mới mở được. Khổng Tước Vương đắc ý nói rằng tuy ông ta không thể mở yêu môn độ thế, nhưng Hoa Thủ thì có thể, là bán thần nhập ma cô ta thừa sức làm việc này. Cả bọn đã cùng nhau lao lên ngăn cản, nhưng chỉ một lát thôi đã bị Hoa Thủ đẩy lùi. Đến nước này rồi Phượng Ẩn chỉ có thể dùng võ mồm thôi. Cô muốn Hoa Thủ nhận ra sự thật, người giết Lan Phong không ai khác chính là Khổng Tước Vương. Khi này cũng có một tiên thị làm chứng, cô ấy trước kia là người hầu của Hoa Thủ, vì tận mắt nhìn thấy Khổng Tước Vương hẹn gặp Lan Phong, thế nên trước đó đã bị ông ta diệt khẩu, cũng may là chỉ bị đày xuống nhân gian mà thôi. Phượng Ẩn cũng nói rằng Lan Phong không thể hồi sinh, thân xác anh ấy đã tan biến từ lâu rồi, thứ mà trước giờ Hoa Thủ thấy chỉ là do Khổng Tước Vương tạo ra mà thôi. Ông ta dùng chính Lan Phong để khiến Hoa Thủ nhập ma. Chuyện đến nước này Khổng Tước Vương chỉ đành thừa nhận, thế nhưng ông ta đã chuẩn bị từ trước rồi. Khổng Tước Vương dùng chú thôi miên của ma thần khống chế Hoa Thù, để cô ấy thực hiện nghi thức mở yêu môn độ thế. Cánh cổng đó rất nhanh đã được mở ra, thấy thế Phượng Ẩn bất chấp nguy hiểm lao lên ngăn Hoa Thù lại. Nhờ có sự cố gắng của cô mà Hoa Thù đã lấy lại thần trí. Hoa Thù bảo Phượng Ẩn hãy tin mình lần này, nói rồi cô ấy đã triệu hồi ra một số ma quân. Khổng Tước Vương thấy được điều này thì vui mừng tột độ, kế hoạch của ông ta sắp thành công rồi, nhưng ngay lúc này lại bị Hoa Thù vả vào mặt. Cô ấy hy sinh hết tiên nguyên của mình phong ấn ma tộc vào cờ tụ yêu, Khổng Tước Vương cũng phải biến mất. Xong việc Hoa Thù đã quỳ xuống tạ lỗi, cô trả lại ấn thiên đế, chỉ cầu xin thiên cung đừng trách phạt tộc nhân Khổng Tước, họ không liên quan đến việc này. Sau khi bái lại mọi người, Hoa Thù đã hòa mình vào cờ tụ yêu phong ấn nó mãi mãi, tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ cờ tụ yêu lại bay đi. Bốn người đuổi theo thì phát hiện một phế tích,
Tại đây khí chân ma của ma thần đã xuất hiện, trước đó vì hoa thú hút đi ma khí mà giờ đây khí chân ma có thể hóa hình. Giờ đây nó muốn hút thêm ma khí để chân thân của mình xuất hiện, bốn người muốn cản lại việc này nhưng đã muộn rồi. Ma thần Minh Khởi chính thức giáng lâm, thấy thế cả nhóm liền lao lên muốn đánh cho hắn trở về Cửu Uyên. Khi này Ngao Ca cũng xuất hiện tham chiến, năm người đánh một mình ma thần Minh Khởi. Cũng may là họ đã chuẩn bị trước cho trường hợp này rồi. Giờ đây đã có Ấn Thiên Đế, chủ nhân của tam giới cũng hội hợp đầy đủ. Ba người đã cùng nhau hòa nhập ba giới lại làm một, khí hỗn độn cũng từ đó mà được sinh ra. Với thứ này ma thần phải một lần nữa bị phong ấn vào Cửu Uyên. Tuy vậy hắn vẫn cười lớn mà nói với Ngao Ca, nếu Cửu Uyên bị phong ấn một lần nữa, thì vĩnh viễn tu ngôn cũng đừng hòng ra ngoài được. Lời nói này đã làm Ngao Ca dao động, trong lúc anh buông lỏng một tí thôi thì ma thần đã thoát ra được. Hắn ngay lập tức đánh nát trận pháp trên cao, đám người cùng lần lượt bị đánh lui. Khi này bên trong Cửu Uyên tu ngôn cũng nhân cơ hội ra ngoài, không thể dừng lại, năm người lao đến đánh tiếp, nhưng với sức mạnh hiện giờ ma thần dễ dàng đánh bay tất cả. Tiếp đó hắn khống chế năm người lại, dần dần hút đi sinh mệnh của cả nhóm. Chứng kiến cảnh tượng mọi người sắp không xong, tam giới cũng đang đứng trước bờ vực diệt vong. Nguyên Khởi không thể để điều này xảy ra được, anh kêu gọi kiếm nguyên thần đến bên mình. Nguyên Khởi thoát ra dùng kiếm nguyên thần tấn công ma thần, hành động này chỉ để kéo dài thời gian thôi. Nguyên Khởi đã lấy ra căn nguyên chân thần của mình, anh hiến tế tạo ra một kết giới mới phong ấn ma thần. Hắn không ngờ anh lại liều mạng như vậy, nhưng giờ ngăn cản đã muộn rồi. Bên trên Phượng Ẩn đang cố hết sức để thoát ra ngăn Nguyên Khởi lại, nhưng anh ấy đã một lòng muốn hy sinh rồi. Nguyên Khởi thi pháp đánh bay ma thần vào phong ấn, giờ thì mọi chuyện đã kết thúc, mọi người và cả tam giới đã được cứu. Nguyên Khởi gục ngã trong vòng tay của Phượng Ẩn, làm sao mà Phượng Ẩn chấp nhận điều này được đây. Nguyên Khởi xin lỗi, anh không thể đi cùng cô đến phút cuối được rồi. Cứ thế lần này người tan biến là Nguyên Khởi, còn người phải chịu nỗi đau chứng kiến người thương biến mất là Phượng Ẩn. Cô tuyệt vọng cầu xin mọi người cứu anh ấy, thế nhưng căn nguyên chân thần đã không còn, làm sao có thể cứu được chứ. Phượng Ẩn chịu không nổi đến mức hộc máu ngất đi. Khi tỉnh lại cô nàng muốn xung kích thần giới, Phượng Ẩn muốn đến đó tìm cách cứu Nguyên Khởi. Hồng Dịch và Yến Sảng đã đến giúp một tay, cả đảo Ngô Đồng và núi Đại Trạch cũng có mặt, họ cùng nhau giúp Phượng Ẩn xung kích thần giới. Dù có bỏ mạng họ cũng không chịu lùi bước. Khi này từ thần giới chân thần Nghi Hợp đã lên tiếng, bà nói Nguyên Khởi là con mình, nếu cứu được thì bà đã cứu rồi. Phượng Ẩn chưa thành thần không đến được thần giới đâu, thế nên hãy từ bỏ đi. Nói rồi cả đám người đều đã bị đánh bay. Mà khi này Tu Ngôn đã đến Cửu Uyên thăm người bạn già của mình. Tu Ngôn nhắc về hai ván cược của hai người. Khi xưa ma thần khẳng định mệnh trời khó cãi, không ai có thể ngăn ma thần thoát khỏi Cửu Uyên. Nhưng cuối cùng ma thần đã thất bại. Ván cược thứ hai là về Nguyên Khởi. Ma thần nói Nguyên Khởi không thể thay đổi tử kiếp, nhưng khi Nguyên Khởi hiến tế thần nguyên cứu Tiểu Âm, thì anh ấy đã trải sẵn cơ hội xoay chuyển vận mệnh rồi. Hai ván cược này ma thần đều thua. Tu Ngôn đến đây là muốn ma thần trả tiền cược, đó chính là mong ma thần hãy cứu Nguyên Khởi. Ma thần cười nhạo, chân thần hỗn độn là khắc tinh của hắn, lý nào hắn lại cứu kẻ thù của mình. Tu Ngôn nói nếu cứu thì ma thần sẽ thay đổi được số mệnh của mình. Ma thần luôn cho rằng số mệnh không thể thay đổi, nhưng thật sự nó có thể. Nguyên Khởi gánh lấy tử kiếp không thể thay đổi, nhưng chỉ cần ma thần lựa chọn cứu anh ấy, thế thì số mệnh đó thay đổi được rồi. Hôm sau Tu Ngôn đã đưa Phượng Ẩn đến đây, nói rằng có một người có thể cứu được Nguyên Khởi. Ma thần sinh ra đã được tổ thần đặt là ma, muốn hắn đối lập lại với tam giới. Lần này hắn sẽ làm theo cách của Tu Ngôn, tự lựa chọn để thay đổi số phận của bản thân mình. Năm xưa Nguyên Khởi hiến tế một phần thần nguyên của mình cho Tiểu Âm, giờ nó đang trong người của Phượng Ẩn, lần đó là để cứu Tiểu Âm, không ngờ cũng là cứu anh của sau này. Ma thần đã hiến tế căn nguyên ma thần của mình, tái tạo lại phần thần nguyên đó cho Nguyên Khởi, ma thần chỉ làm được đến đó thôi. Khi nào Nguyên Khởi quay lại được thì phải dựa vào duyên phận rồi. Tu Ngôn đã đưa cho Phượng Ẩn tháp trấn hồn, bên trong có một ít sức mạnh hỗn độn của Nguyên Khởi. Nếu Nguyên Khởi hồi sinh thì nó sẽ có phản ứng, thần hỗn độn sinh ra vạn vật, nếu để sức mạnh hỗn độn hấp thu linh khí vạn vật, thế thì Nguyên Khởi sẽ được rút ngắn thời gian khôi phục. Nghe được lời này Phượng Ẩn đã có quyết định của mình. Thời gian sau đó cô nàng đã từ chức Thiên Đế, trao lại việc đó cho Ngao Ca nắm giữ, U Minh Vương thì vẫn là vị trí của Tu Ngôn. Còn về phần Phượng Ẩn, cô nàng mang theo tháp trấn hồn, đi khắp Cửu Châu Bát Hoang suốt ngàn năm, hấp thụ từng giọt linh khí nuôi dưỡng sức mạnh hỗn độn. Khi này Yến Sảng và Hồng Dịch cũng kết hôn, họ tổ chức hôn lễ tại rừng Hoa Lê. Phượng Ẩn không tham gia mà cứ đi dạo quanh đây, kết thúc hôn lễ lúc nào cũng là một nụ hôn. Đá Tam Sinh hiện giờ đã là Nguyệt Lão nhân gian, cô nàng thành công nối tơ hồng cho mình và Ngao Ca. Anh chàng biết điều đó nhưng cũng không phản kháng. Khi này Kiếm Nguyên Thần bất ngờ xuất hiện, cậu ấy trở về rồi thì tất nhiên người đó cũng đã trở về. Bên này tháp trấn hồn đã có phản ứng, chờ đợi ngàn năm cuối cùng Phượng Ẩn cũng đợi được anh. Hai người nhìn nhau có một cảm xúc khó tả, khung cảnh rừng Hoa Lê dần dần khuất xa. Khi này tại con đường chuyển kiếp ma thần đã xuất hiện, Minh Khởi hỏi người bạn già của mình, không biết U Minh Vương có thể giúp ma thần lịch kiếp hay không, để ta trải nghiệm nhân gian viết lại vận mệnh của mình. Tu Ngôn vui vẻ nói điều này trước nay chưa từng có tiền lệ, nhưng có gì mà không thể thử được chứ, cứ thế ma thần không còn là ma thần nữa.
Bộ phim đến đây cũng đã hết, nếu thấy hay cả nhà cho Art một like nha. Nhớ đăng ký kênh, Art sẽ ra thêm nhiều bộ phim hay phục vụ mọi người. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye!